Ở thần ma điểu nói chuyện thời điểm hắn thả ra tiên thức đi xem xét, quả nhiên người này trên người không có một chút ít tiên nguyên lực tồn tại, mà sở phát ra cường đại tiên lực quả nhiên là đến từ trên người hắn tiên y. Trong lòng đại động, hỏi thần ma điểu nói, quả đen người này trên người cái này tiên y có địa vị. Thần ma điểu mở miệng, vô nghĩa, không phải thứ tốt, lão tử có thể cho ngươi cái tiểu hỗn đản nói. Ít nói nhảm chạy nhanh nói, người này trên người tiên y là cái quỷ gì? Dương Nghị Vân tới hứng thú. Tiên y cấp bậc qua loa đại khái coi như là trung phẩm tiên khí trung cực phẩm, bất quá lão tử tưởng nói chính là cái này tiên y lớn nhất giá trị là luyện chế tài liệu, chính là tiên giới cực hạn thiên băng là lướt ngọc luyện chế mà thành, bực này tài liệu liền tính là tại thượng cổ thời đại cũng là cực kỳ hiếm thấy tài liệu. Đương nhiên cái này quần áo trung gia nhập thiên băng là lướt ngọc chỉ là một bộ phận, bất quá liền tính như thế, cũng coi như phi thường nhĩ không tồi, làm cái này tiên y có thiên băng là lướt ngọc thuộc tính. Bực này thuộc tính cực hàn đến cực điểm, có thể ngăn cản tiên giới 10 đại tiên hỏa, mặc ở trên người tu luyện cũng có thể khởi đến an thần tĩnh tâm diệu dụng. Thiên băng là lướt ngọc tài chất cũng là thập phần kiên cố thuộc tính, đã chịu công kích thời điểm, thiên băng hàn khí phát ra có thể đề cao ngươi tự thân gấp 3 phòng ngự, thực sự là hiếm có bảo y, không nghĩ tới mặc ở một cái người chết trên người. Cũng may tiểu tử ngươi cơ duyên tới rồi, hiện giờ cũng coi như là có dùng võ nơi, này kiện tiên y còn có một cái lớn nhất chỗ tốt là thu phục cường đại tiên hỏa, hiện tại ngẫm lại này hết thảy tựa hồ đều là cho tiểu tử ngươi chuẩn bị giống nhau, thật không biết tiểu tử ngươi đi rồi cái gì cứt chó vận. Còn thất thần làm gì, đem tiên y bái xuống dưới a, chờ cái này tiên nhân sống lại một cái tát chụp chết ngươi cái tiểu hỗn đản sao. Ngốc nghếch nhược kê, chờ ngươi luyện hóa cái này tiên y mặc vào, là có thể biến thành cường đại một chút nhược kê thần ma điểu đối Dương Nghị Vân nham hiểm mắng, trước nay liền không có đình chỉ quá. Bất quá lúc này Dương Nghị Vân chút nào không để ý này chỉ hỏi để điều mắng hắn, gần nhất là thói quen, thứ hai là bởi vì thần ma điểu nói ra nói tất cả đều là hắn nguyện ý nghe đến. Nghe thần ma điểu giảng thuật, quần áo là một kiện trung phẩm tiên khí cấp bậc trung cực phẩm tiên y, Dương Nghị Vân không sốt ruột đi tiến lên đem quần áo, ngược lại muốn hiểu biết một chút tiên khí khái niệm. Ở tu chân giới thời điểm hắn cũng biết tiên khí, cũng chạm qua tiên khí, nhưng là vẫn luôn đối tiên khí không có một cái cụ thể khái niệm. Vừa lúc hiện tại hiểu biết một chút tiên giới tiên khí. Nghĩ đến là cái tu chân giới hắn sở hiểu biết những cái đó tiên khí bất đồng đi. Liền hỏi thần ma điểu nói, tiên giới tiên khí là cái tình huống như thế nào? Ở tu chân giới thời điểm đồng dạng có tiên khí tồn tại, chính là ta cảm giác cùng tiên giới bất đồng đi. Thần ma điểu chớp động cánh quay chung quanh Dương Nghị Vân vòng lớn vòng một bên mở miệng nói, ngươi cái nhược kê a, đều nói ngươi hiện tại thân ở tiên giới. Hết thảy sự vật không cần dùng ngươi ở tu chân giới tầm mắt đi xem, ở tu chân giới ngươi tiếp xúc đến tiên khí, liền tính là tiên khí kia cũng không phải chân chính tiên khí. Nhớ kỹ này ở tu chân giới không có tiên nguyên lực tồn tại, không có tiên nguyên lực tiến hóa tiên khí không coi là chân tiên khí, về sau vứt bỏ ngươi ở tu chân giới giá trị quan cùng tầm mắt đi xem tiên giới sự vật, nếu không tiểu tử ngươi sớm muộn gì sẽ thiệt thòi lớn. Lão tử cho ngươi cái tiểu hỗn đản nói nói tiên giới tiên khí cấp bậc, tổng cộng có tứ đẳng. Đệ nhất là hạ phẩm tiên khí, đệ nhị là trung phẩm tiên khí, đệ tam là thượng phẩm tiên khí, đệ tứ là cực phẩm tiên khí, người sau thuộc về tiên đỉnh cấp. Giống nhau tiên nhân cũng là sử dụng hạ phẩm tiên khí, điều kiện tốt sử dụng trung phẩm, cường đại thế lực chung mới có thể xuất hiện thượng phẩm tiên khí, nhưng là số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều, đến nỗi cực phẩm tiên khí, đối với đại đa số tiên nhân tới nói, đó là trong truyền thuyết đồ vật, phóng nhãn toàn bộ tiên giới sợ là cũng không có vài món cực phẩm tiên khí tồn tại. Liền tính là có, kia cũng chỉ là nắm giữ ở số ít tiên đế thậm chí là tiên tôn cường giả trong tay. Cho nên nói tiểu tử ngươi trước mắt cái này chết tiên nhân trên người tiên y vì trung phẩm tiên khí trung cực phẩm, đã vô hạn tiếp cận thượng phẩm tiên khí, nếu là có cơ duyên dựng dưỡng một phen, nói không chừng sẽ trở thành thượng phẩm tiên khí cấp bậc, đã xem như không tồi, hơn nữa nói cho tiểu tử ngươi, ở tiên giới luyện khí chi đạo cùng luyện đan chi đạo giống nhau hiếm lạ. Đồng dạng tiên khí giá cả có thể làm tuyệt đại bộ phận tiên nhân vọng mà khư bước, chết quý. Nghe thần ma điểu nói chuyện, Dương Nghị Vân cái này cuối cùng là đối tiên giới tiên khí có một cái rõ ràng nhận thức. Hảo, mấy thứ này ngày sau lão tử cho ngươi chậm rãi giảng thuật, hiện tại cảm giác đi động động cái kia chết tiên nhân, nói không chừng sẽ có kinh hỉ tồn tại, tới rồi nơi này tiên hỏa hơi thở phi thường mãnh liệt, lão tử thực chờ mong tiên hỏa xuất hiện, lại là không biết sẽ là cái dạng gì tiên hỏa. Thần ma điểu thúc giục Dương Nghị Vân đi từ đối diện tiên nhân trên người bái quần áo. Nghe có chút khó nghe cùng không may mắn, nhưng là đối mặt một kiện trung phẩm tiên khí cấp bậc trung đỉnh cấp tiên y,
Dương Mỗ Nhân thật là có điểm khó có thể ngăn cản này phân dụ hoặc. Đến nỗi thần ma điểu trong miệng tiên hỏa, hắn đồng dạng chờ mong, chỉ là cho tới bây giờ không có phát hiện. Nhưng hắn tin tưởng nơi này sẽ có cường đại tiên hỏa tồn tại, bởi vì hắn có thể cảm nhận được cái này mật thất trung tràn ngập nùng liệt hỏa thuộc tính tiên nguyên lực lượng. Tiến lên một bước, Dương Nghị Vân đối mặt đả tọa nhắm mắt tiên nhân, như cũ là chắp tay trước ngực nhắc mãi, tiền bối chớ trách, vãn bối lại yêu cầu tiên y, chờ vãn bối mặc vào tiên y nhất định sẽ làm tiên y mị lực lại lần nữa tỏa ánh sáng phóng màu. Trong miệng nhắc mãi trong chốc lát sau, Dương Nghị Vân lúc này mới vươn tay đi từ cái này tiên nhân trên người bái quần áo. Hoặc là nói bái tiên y càng vì thích hợp. Dù sao cũng là hắn xúc động chính là một cái đã qua đời không biết nhiều ít thời gian tiên nhân. Cửu Châu người từ trong xương cốt liền có truyền thống mỹ đức, muốn tôn sư trọng đạo tôn lão ái ấu vân vân quan niệm, cho nên cứ việc biết đối phương đã đi về cõi tiên, Dương Nghị Vân như cũ phù hộ kính sợ chi tâm. Ngay sau đó đường hắn duỗi tay đụng vào ở cái này tiên nhân tiên y phía trên sau, quỷ dị một màn xuất hiện. Dương Nghị Vân không có sử dụng bạo lực, liền tính là đi đụng vào cũng là thật cẩn thận đụng vào. Đường hắn ngón tay đụng vào ở tiên nhân tiên y là lúc, chỉ cảm thấy một cổ nhu hòa chi lực ngay lập tức chi gian từ đầu ngón tay xuyên truyền bá mà đến. Cùng thời gian Dương Nghị Vân nhìn đến tiên nhân trên người sáng lên màu trắng ngà nhu hòa quang mang. Tình huống công phu chi gian bạch quang ở tiên nhân sau đầu ngưng tụ mà thành một người hình hư ảnh. Dương Nghị Vân cảm nhận được chỉ là khoảnh khắc, hắn toàn thân liền truyền đến lạnh lẽo chi ý, lạnh lẽo đến làm hắn có chút toàn thân phát run. Bỗng nhiên vừa thấy, cư nhiên là tiên nhân trên người tiên y đã mặc ở trên người hắn, đang xem tiên nhân. Mà hư ảnh ngưng tụ mà thành một cái đầu bạc râu bạc trắng lão giả, huyền phù ở hắn trước mắt. Cơ hồ là chớp mắt công phu. Giữa sân liền đã xảy ra biến hóa lớn. Dương Nghị Vân há to miệng, nhìn trước người tiên nhân, như cũ là khoanh chân nhắm mắt bộ dáng, nhưng trên người tiên y biến mất không thấy, mặc ở trên người mình. Mà cái này tiên nhân trên người hiện tại chỉ có một kiện bên người quần áo, còn hảo không có xích quả quả hiện ra ở trước mặt hắn. Ở tiên nhân phía sau bạch quang hư ảnh chung ngưng tụ thành bóng người, đúng là cái này tiên nhân bộ dáng. Không hề nghi ngờ Dương Nghị Vân biết đây là cùng loại thần hồn ấn ký tồn tại. Liền ở hắn còn ngây người đến cực điểm, chỉ nghe cái này lão tiên nhân mở miệng nói chuyện nói, người có duyên ngươi là may mắn, đối lão phu vô dụng bạo lực, nếu là nhìn đến lão phu trên người tiên y mà bạo lực cướp đoạt, lúc này ngươi có lẽ đã hồn phi phách tán. Lão tiên nhân mở miệng câu đầu tiên lời nói khiến cho Dương Nghị Vân cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn hiện tại vô cùng may mắn chính mình là cái Cửu Châu người. Trong xương cốt chảy Cửu Châu người truyền thống mỹ đức, có người chết vì đại quan niệm, từ lúc bắt đầu liền đối tiên nhân có kính sợ chi tâm, không có nghe thần ma điểu nói đi thô bạo bái nhân ra quần áo. Dựa theo cái này lão tiên nhân cách nói, nếu là sử dụng thô bạo phương thức đi bái quần áo, chờ đợi chính mình sẽ là cái này lão tiên nhân thiết hạ cường đại phản phệ, lúc này nói không chừng đã sớm treo. Dương Nghị Vân nghe thời điểm là mồ hôi lạnh ứa ra. Lúc này ở chỉ nghe lão tiên nhân tiếp tục nói. Tiểu gia hỏa lão phu là chủ nhân nơi này, kêu kỳ quân đan sư, ngươi có thể tới nơi này hơn nữa không có mạo phạm lão phu, chính là ngươi ta chi gian duyên phận, đương nhiên ngươi có thể nhìn đến lão phu đã nói lên lão phu sớm đã không tồn tại, bất quá lão phu nghiên cứu đan đạo cả đời, cũng là bởi vì này mà đưa tới họa sát thân. Những cái đó vương bát đản dùng tới cả người thủ đoạn tưởng được đến lão phu đan đạo bí pháp, không nghĩ tới lão phu chân chính đan đạo bí pháp liền ở phong ấn tại khối này phân thân bên trong. Nghĩ đến người có thể đi vào nơi này sẽ biết về lão phu truyền lưu bên ngoài, Mỹ Kim Thật Nói Đan, sự tích, trên thực tế Mỹ Kim Thật Nói Đan gần là tạp lão phu nghiên cứu đan đạo trong đó một cái, Mỹ Kim Thật Nói Đan chính thật áp dụng chính là từ thiên tiên tiến giai chân tiên, kỳ thật ở lão phu nghiên cứu kỳ quân đan sách chung, mặt sau còn có kim tiên tiến giai đại la thượng tiên Mỹ Kim Đại La Đan, cùng với đại la thượng tiên tiến giai hỗn nguyên chi cảnh Mỹ Kim hỗn nguyên đan. So sánh với đệ nhất loại Mỹ Kim Thật Nói Đan. Sau hai người mới là lão phu nghiên cứu đỉnh, lão phu tuy là đại la thượng tiên tu vi chi cảnh, nhưng lại nghiên cứu ra đại la tiến giai hỗn nguyên tiên đan, khai sáng tiên giới chi khơi dòng. Nhưng mà lại là không nghĩ tới cũng bởi vậy cho chính mình trêu chọc tới họa sát thân, nhưng thì tính sao, những cái đó vương bát đản cuối cùng cũng gần là hủy diệt lão phu đại la tiên phủ, như cũ cái gì cũng không có được đến, chỉ là đáng tiếc lão phu những cái đó môn đồ, bị bọn họ giết hại. Tự xưng là kỳ quân tiên nhân lời nói ở đây, tràn ngập bi phẫn. Dương Nghị Vân cũng nghe rõ ràng kỳ quân tiên nhân lời nói, lại là không biết đối vị này lão tiên nhân như thế nào đánh giá.
Dựa theo kỳ quân tiên nhân giảng thuật, Dương Nghị Vân có thể đại khái tưởng tượng đảo, cái này kỳ quân tiên nhân là cái dạng gì người. Có điểm như là địa cầu cổ đại những cái đó có quốc sĩ khí tiết đại học sĩ chi lưu, bực này người có chính mình ngạo cốt, là không sợ cường quyền người, cũng là ngạo khí đến cốt tủy chỗ sâu trong người, nhưng mặt khác, ở có chút phương diện là cổ hủ người. Nghe ý tứ kỳ quân thật là cái đan đạo kỳ tài người, sáng tạo ra ba loại có thể tiến giai đại cảnh giới đan dược, Mỹ Kim thật nói đan, Mỹ Kim đại la đan, Mỹ Kim hỗn nguyên đan. Dựa theo phía trước lão mộ sở giảng, Mỹ Kim thật nói đan, vẫn luôn có thể áp dụng đến hỗn nguyên chi cảnh, hiện tại nghe kỳ quân tiên nhân chính miệng giảng thuật, lão mộ phía trước hiểu biết là khuếch đại, tưởng tượng cũng là tiên đạo cảnh giới đó là so với tu chân cảnh giới còn muốn cao giai tồn tại. Có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới Dương Nghị Vân đều biết là phi thường khó được tiến giai, huống chi là đại cảnh giới. Dựa theo kỳ quân tiên nhân giảng thuật mới xem như bình thường hợp lý tình huống, liền tính là như thế, kỳ quân tiên nhân sở giảng thuật ba loại tiên đan, là có thể từ thiên tiên vẫn luôn bay lên đến hỗn nguyên chi cảnh, này đã là phi thường khủng bố tăng lên. Đương nhiên ở Dương Nghị Vân xem ra, kỳ quân tiên nhân bản thân liền khủng bố, hắn là đại la thượng tiên cảnh giới tu vi. Lại là có thể nghiên cứu ra có thể tiến hóa đến hỗn nguyên chi cảnh tiên đan, tuyệt đối là có thể xưng được với là đan đạo đại tông sư cấp bậc. Ba loại đan dược sau một loại đều là có thể tiến giai suốt một cái đại cảnh giới đan dược, đây là cực kỳ khủng bố. Khó trách sẽ bị người nhớ thương. Hơn nữa nghe kỳ quân tiên nhân ý tứ, này trung gian tựa hồ còn có chuyện xưa tồn tại. Dương Nghị Vân biết giờ phút này kỳ quân tiên nhân chỉ là một cái thần hồn ấn ký tồn tại, lưu lại gần là một cái hình ảnh. Đối không được lời nói, bằng không hắn thật đúng là muốn hỏi một chút trong đó nguyên do. Liền ở Dương Nghị Vân trong đầu nghĩ mấy vấn đề này thời điểm, chỉ nghe kỳ quân tiên nhân lại lần nữa mở miệng nói, ngàn sai vạn sai nói đến cùng đều là lão phu sai, sớm biết rằng những cái đó vương bát đản sẽ liên lụy lão phu những cái đó đệ tử môn đồ, liền đem kỳ quân đan sách giao cho bọn họ đi, cũng không đến mức làm cho cả tiên phủ mãn môn lọt vào tàn sát, lão phu đại hận a. Ở bi phẫn trung kỳ quân tiên nhân tiếp tục nói, tiểu gia hỏa ngươi là người có duyên, so sánh với tới đây, đồng dạng là vì lão phu kỳ quân đan sách mà đến, lão phu không cầu khác, chỉ cần ngươi đáp ứng lão phu một điều kiện, lão phu liền đem kỳ quân đan sách giao cho ngươi, hơn nữa cùng với lão phu cường đại tiên hỏa cũng đem đưa tặng cùng ngươi. Nói đến chỗ này kỳ quân tiên nhân tạm dừng một chút, rồi sau đó nói, lão phu muốn ngươi phát thể độc, được đến lão phu tiên hỏa cùng kỳ quân đan sách lúc sau. Ngày sau giúp lão phu báo thù, hoặc là nói cho lão phu đệ tử môn nhân báo thù, cho ta kỳ quân tiên phủ từ trên xuống dưới, mấy ngàn môn đồ báo thù bình ổn oán niệm, nếu không bọn họ cùng lão phu chết không nhắm mắt. Ngươi cũng có thể yên tâm có thể hay không báo thù vấn đề, lão phu nghiên cứu kỳ quân đan đạo chi lộ, đều không phải là dừng bước ở hỗn nguyên chi biên cảnh thượng, mặt sau tiên đạo cảnh giới chỉ cần ngươi có ngộ tính chịu đi nghiên cứu, hơn nữa tiên hỏa trợ giúp đều là có thể kéo dài ra tới. Ngươi cũng không cần hoài nghi lão phu lời nói, bởi vì lão phu kỳ quân đan đạo nghiên cứu căn cơ, cũng không phải là tầm thường đan đạo chi thuật, có lẽ ngươi sẽ kỳ quái, vì cái gì ba loại đan dược tên phía trước đều phải hơn nữa Mỹ Kim hai chữ, hiện tại lão phu có thể nói cho ngươi, Mỹ Kim là cái tên. Kỳ quân đan đạo căn cơ khởi nguyên tên đã kêu Mỹ Kim, cho nên lão phu mỗi một loại đan dược nghiên cứu ra tới, đều mang theo Mỹ Kim hai chữ, bởi vì Mỹ Kim chính là thần đạo người trong. Lão phu tuổi trẻ thời điểm từng có kỳ ngộ, đụng phải một cái kêu Mỹ Kim thần nhân truyền thừa, do đó bước lên đan đạo chi lộ, cho nên mới có thể nghiên cứu cực kỳ quân đan đạo chi lộ. Lại nói tiên hỏa, tiên giới có 10 đại tiên hỏa tồn tại, mỗi một loại đều là tuyệt thế ngọn lửa, mà lão phu được đến tiên hỏa, chính là 10 đại tiên hỏa trung danh liệt đệ tam, thanh liên tiên hỏa. Có thể nói có thanh liên tiên hỏa trợ giúp, hơn nữa lão phu đến kỳ quân đan đạo, người tương lai thành tựu sẽ vô lượng lượng. Lão phu nếu không phải bị những cái đó vương bát đản tính kế, thành tựu phong hào tiên yến thành là có tin tưởng, hảo, ngươi nếu là tưởng được đến lão phu kỳ quân đan sách cùng tiên hỏa, vậy đối với tiên đạo phát hạ độc thề, một ngày kia giúp lão phu phá hủy tiên giới tiên đan lâu cái này thế lực. Đương nhiên ngươi cũng không cần lừa gạt lão phu tùy tiện phát tiếp theo cái thể độc, như vậy không thể được, bởi vì ở ngươi phát hạ độc thề lúc sau, lão phu tiên hỏa cùng kỳ quân đan sách liền sẽ truyền thừa cho ngươi, tiến vào ngươi trong cơ thể. Thanh liên tiên hỏa là tiên giới 10 đại tiên hỏa trung danh liệt đệ tam tiên hỏa, uy lực sẽ là ngươi vô pháp tưởng tượng tồn tại, hơn nữa tiên hỏa có linh, một khi ngươi thề lúc sau, nếu là tương lai không thực hiện lời thề, đừng nói tiên đạo chu diệt ngươi. Tiên hỏa đầu tiên sẽ đốt cháy ngươi. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không tiếp thu lão phu kỳ quân đan sách cùng tiên hỏa,
lão phu cũng sẽ không trách ngươi, muốn hay không lão phu kỳ quân đan sách cùng tiên hỏa ngươi thả chính mình lựa chọn. Ngà đúng rồi, lão phu quên cho ngươi nói kỳ quân đan sách không chỉ có ba cái đan phương tồn tại. Chờ kỳ quân tiên nhân nói xong, Dương Nghị Vân trong lòng buồn bực. Đối mặt lớn như vậy dụ hoặc, ai có thể bình tĩnh? Ai có thể cự tuyệt? Lại nói đối với Dương Nghị Vân tới nói, hiện tại hắn cái này tu vi là phi thường thấp, là tiên giới tầng chót nhất tồn tại, thậm chí có thể nói thực cấp bách yêu cầu tăng lên thực lực tu vi. Không nói cái khác, Dương Nghị Vân biết hắn chém giết đại thanh thế giới đệ nhất tiên môn Thượng Huyền Tiên Môn người thừa kế Yến Năm Thước, chờ sau khi ra ngoài, Thượng Huyền Tiên Môn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, cho nên hắn so bất luận cái gì thời điểm đều yêu cầu tăng lên thực lực. Ở một cái kỳ quân tiên nhân chỉ là nói làm hắn ngày sau phá hủy tiên đan lâu cái này thế lực, cũng không có cấp ra trong lúc, này với hắn mà nói liền có giảm sóc thời gian. Đương nhiên có thể ở kỳ quân tiên nhân trong miệng trịnh trọng nhắc tới tiên đan lâu thế lực, Dương Nghị Vân nghĩ đến nhất định sẽ không nhược, nếu là đối tượng tất nhiên là thật lớn nguy hiểm, chính là tu hành chi lộ nào có không nguy hiểm. Tưởng đạt được đại cơ duyên đại thu hoạch, liền phải trả giá đại đại giới, đây là phi thường hợp lý bình thường. Dương Nghị Vân đã sớm minh bạch đạo lý này. Cho nên hắn sẽ đáp ứng. Lại còn có tiên hỏa tồn tại, hắn là thật sự vô pháp cự tuyệt. Ngẫm lại sau Dương Nghị Vân duỗi tay thể nói, hảo, ta đáp ứng tiền bối, ngày sau tất nhiên sẽ đem tiên đan lâu cấp phá hủy, có vi lời thề ắt gặp tiên đạo chu sát, thanh liên tiên hỏa đốt cháy. Tiên giới 10 đại tiên hỏa trung danh liệt đệ tam thanh liên tiên hỏa, chỉ cần thứ tự thượng xem đều không phải là phàm vật. Hơn nữa thần ma điều cũng ở một bên một cái kính thúc dục hắn thể đáp ứng. Dương Nghị Vân liền phát hạ tiên đạo lời thề. Có một vấn đề là Dương Nghị Vân lạc quan, đó chính là kỳ quân tiên nhân là thượng cổ thời đại tiên nhân, từ thượng cổ đến bây giờ đã qua đi không biết nhiều ít thời gian, chưa chừng tiên đan lâu cái này thế lực đã biến mất ở lịch sử sông dài, nếu tiên đan lâu thật sự đã biến mất, vậy không phải hắn vi phạm lời thề. Cho nên Dương Nghị Vân kỳ thật trong lòng không có gì quá lớn áp lực tồn tại. Ngay sau đó đường hắn thể hoàn thành. Chỉ thấy kỳ quân tiên nhân hư ảnh ngay lập tức chi gian hóa thành một đạo lưu quang, tia chớp hướng về hắn giữa mày mà đến, căn bản là không có thời gian làm ra phản ứng, vèo một chút chui vào hắn giữa mày bên trong. A! À, trong nháy mắt Dương Nghị Vân nhìn không được kêu thảm thiết. Lại là không nghĩ tới, kỳ quân tiên nhân lưu lại thần hồn ấn ký, chính là tiên hỏa cùng kỳ quân đan sách. Trong óc chướng đau vô cùng lên, có đại lượng tin tức hiện lên. Toàn thân cũng tại đây một khắc đốt cháy dựng lên, kỳ quân đan sách cùng tiên hỏa đồng thời nhập thể. Cực nóng cảm giác ở toàn thân lan tràn dựng lên, đau đớn thâm nhập linh hồn. Làm Dương Nghị Vân nhìn không được tưởng hô to ra tới. Bất quá lúc này mặc ở trên người hắn tiên y, lại là quang mang chợt lóe dựng lên, bắt đầu tản mát ra từng trận lạnh lẽo. Hơn nữa này còn không ngừng, trong cơ thể cực nóng độ ấm càng cao, trên người tiên y lạnh lẽo liền càng ngày càng cường. Như thế nào băng hỏa lưỡng trọng thiên, Dương Nghị Vân cảm giác hiện tại chính là. Cũng may này chỉ có thể quái dưới tình huống vừa vặn có thể triệt tiêu rớt trong cơ thể cực nóng đau đớn. Bất quá Dương Nghị Vân cũng biết đây là tiên hỏa ở cùng hắn dung hợp. Giờ phút này hắn vận chuyển công pháp tận lực lại dung hợp tiên hỏa, chung quy ngày sau tiên hỏa sẽ trở thành chính mình khống chế tiên hỏa, trở thành thực lực một bộ phận. Có trên người tiên y phát ra hàn ý điều tiết Dương Nghị Vân cuối cùng là có thể đằng ra một ít thời gian tới hảo hảo đi cùng tiên hỏa dung hợp. Liền tính là kỳ quân tiên nhân đem tiên hỏa dẫn đường chính mình trong cơ thể, ít đi muốn đi thu phục tiên hỏa phiền toái, nhưng chung quy đúng vậy tiên giới 10 đại tiên hỏa, cũng không phải tiến vào trong cơ thể là có thể đủ sử dụng. Điểm này Dương Nghị Vân là rõ ràng, thiên địa chí bảo không phải như vậy hảo sử dụng. Lúc này hắn nội coi dưới. Thấy được nắm tay lớn nhỏ một đóa tiểu ngọn lửa ở trong cơ thể tiên phủ trong vòng hiện lên, liền ở càn khôn đan bên cạnh huyền phù, Dương Nghị Vân thật đúng là sợ một không cẩn thận đốt cháy chính mình càn khôn nói nguyên. Bất quá cũng may chung quy này đây truyền thừa phương thức tiến vào trong cơ thể, thanh liên tiên sống mái với nhau không có phóng xuất ra ngọn lửa chi uy tới đốt cháy chính mình trong cơ thể tiên phủ. Điểm này Dương Nghị Vân cảm thụ được đến, kỳ thật chính là ở truyền thừa hết sức sinh ra tất nhiên kết quả, ai cũng không có cách nào. Là hắn cần thiết muốn thừa nhận thống khổ áp lực, giống như là rèn luyện thân thể giống nhau muốn cường hóa thân thể cơ năng, đều yêu cầu trải qua một lần cơ bắp rèn luyện thống khổ. Mà thanh liên tiên hỏa liền càng không phải dùng lẽ thường tới lý giải, có điểm thống khổ ra tới không coi là cái gì. Này vẫn là ở kỳ quân tiên nhân dùng truyền thừa dưới tình huống làm Dương Nghị Vân tiếp nhận rồi thanh liên tiên hỏa,
nếu không thanh liên tiên hỏa nhập thể đều là cái vấn đề, càng miễn bàn thu làm mình dùng. Giờ phút này Dương Nghị Vân thúc dục càn khôn tạo hóa công lúc sau, một chút bắt đầu với thanh liên tiên hỏa tương dung ma hợp, thích ứng thanh liên tiên hỏa. Hắn biết chờ đến hắn hoàn toàn thích ứng dung hợp lúc sau, hết thảy đau đớn tự nhiên sẽ biến mất. Cũng may hắn càn khôn tạo hóa công không phải tầm thường tu luyện công pháp, chính là thần đạo phương pháp, đương Dương Nghị Vân toàn thân tâm đầu nhập đi vào thời điểm, lại là dần dần bắt đầu thích ứng lên. Muốn hoàn toàn dung hợp thanh liên tiên hỏa, kỳ thật chính là cảm thụ đối tiên hỏa khống chế thẩm thấu, chờ hắn nhất niệm chi gian có thể câu thông sử dụng thanh liên tiên hỏa thời điểm, chính là hoàn thành đối tiên hỏa khống chế. Cũng không biết qua nhiều ít chu thiên thời gian, Dương Nghị Vân bỗng nhiên mở hai mắt, hai tròng mắt trung tinh quang lập lòe một chút, lưỡng đạo tinh quang nổ bắn ra mà ra. Mà ở hắn giữa mày lại là xuất hiện một đóa màu xanh lá hoa sen ấn ký. Hô! Dương Nghị Vân thở dài một cái, rốt cuộc hoàn toàn dung hợp thanh liên tiên hỏa. Kế tiếp chính là sửa sang lại trong đầu được đến kỳ quân đan sách. Đương Dương Nghị Vân nhìn kỹ đi thời điểm, lại là trong lòng mừng như điên. Kỳ quân tiên nhân kỳ quân đan sách không chỉ có riêng chỉ có, Mỹ Kim thật nói đan, Mỹ Kim đại la đan, Mỹ Kim hỗn nguyên đan ba loại đan phương, còn có mặt khác các loại hình đan phương cộng lại có gần trăm cái hoàn thành kỹ càng tỉ mỉ đan phương. Làm Dương Nghị Vân vui sướng một chút là, ở kỳ quân đan sách, mỗi một loại đan phương sở yêu cầu chủ yếu tiên dược đều có, mỗi một loại tiên dược có cái gì đặc thù, cái gì thuộc tính công hiệu, sinh trưởng ở cái dạng gì hoàn cảnh chung, vv, ghi lại phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Cuối cùng còn có mỗi một loại đan phương luyện đan tâm đắc chú giải, như thế nào đi luyện chế, thành đan lúc sau sẽ có cái gì muốn công hiệu từ từ, cũng đều nhất nhất ghi lại ở kỳ quân đan sách. Ở Dương Nghị Vân xem ra cùng với nói kỳ quân đan sách là một quyển ghi lại đan phương thư tịch, chỉ bằng nói là một quyển đan đạo bảo điển càng vì thích hợp, tuy rằng ghi lại đan phương không tính quá nhiều, thêm lên vừa lúc là 100 đan phương, nhưng Dương Nghị Vân xem qua lúc sau. Cho rằng kỳ quân đan sách thượng 100 đan phương trên cơ bản nếu là dược liệu đầy đủ hết đều là có thể luyện chế ra tới. Kỳ quân đan sách trung luyện đan chi đạo, ở Dương Nghị Vân xem ra tự thành nhất phái, phi thường huyền diệu, từ kỳ quân đan sách nhận thức chung, Dương Nghị Vân đối kỳ quân tiên nhân có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Người này xưng là một thế hệ luyện đan tông sư cũng không quá. Trước kia ở tu chân giới thời điểm lão nhân cũng cho hắn truyền thụ luyện đan chi đạo chi thức. Lại nói tiếp cũng là đứng đầu thượng thừa luyện đan chi đạo, hơn nữa cũng kỹ càng tỉ mỉ rõ ràng. Nhưng hiện tại quan khán kỳ quân đan đạo lúc sau, Dương Nghị Vân đối luyện đan lúc sau lại có một cái hoàn toàn mới nhận thức, như là cho hắn mở ra một phiến tân thế giới đại môn giống nhau. Giữa hai bên so sánh với tới, kỳ quân đan đạo so với lão nhân truyền thụ cho chính mình luyện đan chi đạo còn muốn tinh tế cao minh. Đương nhiên Dương Nghị Vân cũng biết. Lão nhân trước kia truyền thụ cho hắn chính là thích ứng với tu chân giới luyện đan biết, mà hiện tại kỳ quân đan đạo còn lại là nhằm vào với tiên giới tiên đan chi đạo, trình tự thượng không giống nhau cũng coi như là bình thường. Trong lúc nhất thời Dương Nghị Vân thật sự là xem mê mẩn, hoàn toàn chìm vào đi vào, hắn tin tưởng chờ hắn đem kỳ quân đan đạo hoàn toàn hiểu rõ lúc sau, luyện chế tiên đan, đến lúc đó liền không có chút nào vấn đề. Bất quá Dương Nghị Vân cũng rõ ràng tiên đan chi đạo cùng tu chân giới luyện đan cũng là có rất lớn khác nhau, cao giai cùng cấp thấp đan dược đều là yêu cầu thực lực tu vi cùng đối đan đạo hiểu được lý giải từ từ tới quyết định, này đó đều là yêu cầu thời gian mới có thể đủ nghiên cứu ra tới. Hiện tại có kỳ quân đan đạo lúc sau, Dương Nghị Vân nghĩ đến này đó đều sẽ không khó trụ hắn, sở yêu cầu chỉ là tích lũy. Còn có một chút Dương Nghị Vân minh bạch, chính như kỳ quân lời nói, có thanh liên tiên hỏa cùng kỳ quân đan sách lúc sau. Ngày sau hắn đan đạo còn có thể tải hướng về càng cao trình tự đi suy đoán. Kỳ quân tiên nhân nghiên cứu ra tới kỳ quân đan đạo, thật sự có hóa hủ bại vì thần kỳ thần diệu chi dùng, nếu không phải kỳ quân tiên nhân bị người tính kế, hắn nếu có thể sống đến bây giờ, chỉ dựa vào hắn kỳ quân đan đạo, cũng sẽ là tiên giới một phương đại bá chủ giống nhau tồn tại. Không nói cái khác nhưng là Mỹ Kim thật nói đan, Mỹ Kim đại la đan, Mỹ Kim hỗn nguyên đan ba loại có sẵn đan phương tồn tại. Chỉ cần tìm kiếm tề tiên dược tài liệu, là có thể làm một cái tiểu thiên tiên có hy vọng một đường bước vào hỗn nguyên chi cảnh. Đây chính là phi thường khủng bố tiên đan lực lượng cùng tiên đan mị lực. Từ thiên tiên bắt đầu, tiến vào chân tiên, kim tiên, đại la, hỗn nguyên, đây chính là suốt tứ đại cảnh giới. Đây là rất nhiều tiên nhân yêu cầu hao phí vô số năm mới có thể đạt tới trình tự, thậm chí còn có chút tiên nhân khả năng suốt cuộc đời đều không đạt được hỗn nguyên chi cảnh. Nhưng mà kỳ quân tiên nhân nghiên cứu ra ba cái đan phương là có thể đủ làm được điểm này.
Này lại nói tiếp chính là phi thường nghịch thiên đan dược đan phương, cũng khó trách Kỳ Quân tiên nhân phải bị người tính kế, cướp đoạt trong tay hắn đan phương. Nói ba cái đan phương giá trị vô lượng, một chút đều không khoa trương. Đương nhiên ở Dương Nghị Vân xem ra, nhất vô giá vẫn là Kỳ Quân tiên nhân Kỳ Quân đan sách, đây mới là vật báu vô giá. Bởi vì Dương Nghị Vân xem qua Kỳ Quân đan sách lúc sau, phát hiện Kỳ Quân tiên nhân một chút cũng không có nói sai, có Kỳ Quân đan sách tồn tại, ngày sau hắn là có thể nghiên cứu hiểu được ra siêu việt hỗn nguyên cảnh giới phía trên tiên đan, chỉ điều kiện cũng đủ, lý luận thượng hoàn toàn có thể một đường suy đoán đi xuống. Đây mới là Kỳ Quân đan sách hoặc là nói Kỳ Quân đan đạo lớn nhất giá trị nơi. Này không nói Dương Nghị Vân ở mật thất nhỏ chung chìm vào ở Kỳ Quân đan sách chung, sơn động đại sảnh trong vòng Đỗ Kiệt Bân, Lão Mộ cùng A Thiện ba người lại là sắp gặp được đại phiền toái. Bởi vì Thượng Huyền Tiên Môn Yến Vô Sơn mang theo người đằng đằng sát khí vào sơn động trong đại sảnh. Ở sơn động trong đại sảnh Đỗ Kiệt Bân ba người như cũ dụng tâm ký lục đan lô thượng bay ra tới phủ văn, này kỳ thật là Kỳ Quân tiên nhân thả ra Mỹ Kim thật nói đan phương, hơn nữa chính là cái tàn phương, căn bản chính là không hoàn chỉnh đan phương, dùng để che giấu đan lô trung thông hướng suốt luyện đan mật thất nơi thủ thuật che mắt. Tàn phương lại như thế nào đi ký lục, vĩnh viễn là tàn phương, thấy thế nào đều cảm giác không khớp. Chỉ biết hao phí thời gian ở chỗ này. Lại là không nghĩ tới Yến Vô Sơn mang theo người giết đến. Nương Tào Mãn mang theo Yến Vô Sơn đến sơn động đại sảnh, thấy được Đỗ Kiệt Bân ba người đang ở một đám phủ văn chung thời điểm, Yến Vô Sơn đôi mắt đại lượng. Về này đại la tiên phủ bí mật, Yến Vô Sơn tự nhiên là biết đến, một chút liền nghĩ tới Mỹ Kim thật nói đan thượng. Bắt lấy bọn họ ba cái, người phản kháng chết sống bất luận. Lập tức Yến Vô Sơn liền hạ lệnh, ở trong lòng hắn Đỗ Kiệt Bân ba người có lẽ đã được đến Mỹ Kim thật nói đan cùng với nơi này hết thảy. Hiện tại cũng hảo, bắt lấy ba người trực tiếp cướp đoạt đó là. Dù sao dựa theo Tào Mãn giảng thuật, Đỗ Kiệt Bân cũng là Dương Nghị Vân đồng lõa, là giết hại cháu trai Yến Nam Thước đồng lõa, hoặc là nói Dương Nghị Vân chính là bọn họ Thái Thanh Tiên môn đệ tử. Lần này hoa đại giới gần đây, Yến Vô Sơn mục tiêu thực minh xác, xử lý Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân cấp cháu trai Yến Nam Thước báo thù. Đến nỗi Đỗ Kiệt Bân là Thái Thanh Tiên môn thiếu chủ việc, Yến Vô Sơn căn bản liền không có đi nghĩ nhiều, một cái Thái Thanh Tiên môn mà thôi, bọn họ Thượng Huyền Tiên môn còn không có để vào mắt. Lúc này, Đỗ Kiệt Bân ba người nghe được Yến Vô Sơn đằng đằng sát khí nói chuyện thanh, lúc này mới phát hiện không biết khi nào, trong sơn động đã vào được đen nghìn nghịt một tảng lớn. Hơn nữa nghe được Yến Vô dưới chân núi lệnh muốn giết bọn hắn ba cái mệnh lệnh. Đỗ Kiệt Bân ngẩng đầu vừa thấy, là Thượng Huyền Tiên môn môn chủ Yến Vô Lượng đệ đệ Yến Vô Sơn, thân là Thái Thanh Tiên môn thiếu chủ, hắn tự nhiên là nhận thức 10 đại tiên môn chung này đó cao tầng tiên nhân. Yến Vô Sơn là kim tiên, nhưng hiện tại lại là tiến vào Đại La Tiên Phủ, hơn nữa là nhìn qua là thiên tiên đại viên mãn trình tự, thực rõ ràng Yến Vô Sơn là thông qua bí pháp đại giới áp chế cảnh giới tu vi tiến vào nơi này. Cái này phiền toái. Đỗ Kiệt Bân trong lòng nghĩ như vậy. Lại là nháy mắt cùng Lão Mộ A Thiện ba người lưng tựa lưng đứng ở cùng nhau, đối diện Yến Vô Sơn, Đỗ Kiệt Bân trầm giọng nói, Yến tiền bối người đây là ý gì? Yến Vô Sơn hừ lạnh một tiếng, ý gì? Ta chất nhi Yến Nam Thước. Ta quá Huyền Tiên môn người thừa kế bị người giết, Đỗ sư điệt chẳng lẽ không biết là ý gì? Có cái kêu Dương Nghị Vân tiểu tử là ngươi Thái Thanh Tiên môn người đi. Hắn giết ta chất nhị Yến Nam Thước, người Đỗ Kiệt Bân chẳng lẽ không biết? Vẫn là nói Dương Nghị Vân cùng ngươi không quan hệ. Nghe Yến Vô Sơn nói chuyện, lúc này Đỗ Kiệt Bân thật đúng là không biết như thế nào tiếp được Yến Vô Sơn những lời này, muốn nói cùng Dương Nghị Vân không quan hệ sao? Sao có thể? Đại đa số tiên môn đệ tử đều thấy được Dương Nghị Vân là hắn mang tiến Đại La Tiên Phủ, tưởng phủi sạch cùng Dương Nghị Vân quan hệ, sợ là Yến Vô Sơn cũng sẽ không tin, hơn nữa hắn Đỗ Kiệt Bân cũng không phải là cái loại này bán đứng bằng hữu, không có đảm đương người. Dương Nghị Vân đều không phải là ta Thái Thanh tiên môn đệ tử, hắn là Đỗ Kiệt Bân bằng hữu. Cân nhắc một chút, Đỗ Kiệt Bân vẫn là đúng sự thật nói ra, đối mặt Thượng Huyền tiên môn hắn vẫn là thực kiêng kỵ. Bởi vì hắn đầu tiên là Thái Thanh tiên môn thiếu chủ, có thể không liên lụy nhà mình tiên môn vẫn là không liên lụy tốt nhất. Nhưng cũng không thể vứt bỏ bằng hữu, cho nên Đỗ Kiệt Bân đúng sự thật trả lời. Chẳng qua kế tiếp Yến Vô Sơn mở miệng, làm Đỗ Kiệt Bân biết, hôm nay Yến Vô Sơn là có bị mà đến, căn bản là sẽ không giảng đạo lý. Ha ha, nếu Dương Nghị Vân là người bằng hữu liền hảo, này liền thuyết minh ta cháu trai Yến Nam Thước chết, ngươi cùng cũng thoát không được căn hệ.
hôm nay giết ngươi, kia cũng không tính oan uổng ngươi. Bất quá, lão phu cũng cho ngươi một cái toàn thây cơ hội, giao ra Mỹ Kim thật nói đan cùng các ngươi ở chỗ này được đến hết thảy, lưu toàn thây cho các ngươi, nếu không lão phu sẽ làm các ngươi chết không toàn thây. Yến Vô Sơn nói phi thường cường thế bá đạo. Lúc này lão mộ nhìn không được giận dữ, Yến Vô Sơn ngươi dám giết chúng ta thiếu chủ. Khi ta thái thanh tiên môn dễ khi dễ không thành. Ha ha ha, ta thượng huyền tiên môn chính là đại thanh thế giới đệ nhất tiên môn, các ngươi thái thanh môn tính cái rắm, lần này bị các ngươi giết chết chính là ta thượng huyền tiên môn người thừa kế, ngươi chờ thật sự cho rằng, đây là việc nhỏ. Nói thật cho các ngươi biết, ta huynh trưởng Yến Vô Lượng đã tự mình rời núi, liền ở đại la tiên môn ở ngoài, lần này phải giết Dương Nghị Vân, tiểu tử ngươi nếu cùng Dương Nghị Vân có liên hệ, vậy một khối chết đi. Yến Vô Sơn đang nói chuyện chung đằng đằng sát khí, hơn nữa không biết xấu hổ chính là muốn cướp đoạt Đỗ Kiệt Bân ba người trên người đồ vật. Còn đừng nói Mỹ Kim thật nói đan cùng đan phương đích xác tới tay, chẳng qua đan phương là tàn phương, nhưng mà điểm này Đỗ Kiệt Bân cùng lão mộ A Thiện ba người không có phát hiện mà thôi. Bất quá lúc này Đỗ Kiệt Bân cùng Yến Vô Sơn đều phát hiện một vấn đề. Đó chính là Dương Nghị Vân không ở giữa sân. Lão mộ A Thiện Vân tử đâu? Đỗ Kiệt Bân nhỏ giọng hỏi ta hai người. Giờ phút này lão mộ cùng A Thiện cũng là sửng sốt, căn bản liền không có nhìn đến Dương Nghị Vân bóng dáng. Thiếu chủ chúng ta cũng không thấy được. Phía trước bốn người ở hướng đan lô độ nhập tiên nguyên lực thời điểm, lại là còn ở, chẳng qua sau lại ở quang mang chói mắt chung ai đều nhìn không tới đối phương, lúc này mới phát hiện Dương Nghị Vân cư nhiên không ở giữa sân. Mà Yến Vô Sơn đám người từ vừa tiến đến cũng chỉ là thấy được Đỗ Kiệt Bân ba người căn bản liền không có nhìn đến Dương Nghị Vân, toàn bộ sơn động đại sảnh nhìn không sót gì không có cái thứ tư người tồn tại. Yến Vô Sơn trầm giọng hỏi bên người Tào Mãn nói, Dương Nghị Vân kia tiểu tử đâu? Ngươi không phải nói bọn họ bốn người cùng nhau tiến vào nơi này sao? Người đâu? Yến đại nhân ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, hơn nữa vẫn luôn liền canh giữ ở hố to ở ngoài, không phát hiện Dương Nghị Vân ra tới. Vãn bối là tận mắt nhìn thấy bọn họ bốn người cùng nhau tiến vào sơn động, việc này nhất định có khác kỳ quặc, nghĩ đến này. Có lẽ có mặt khác sơn động tồn tại, vãn bối đánh giá Dương Nghị Vân là đi địa phương khác. Tào Mãn lúc này nói chuyện, cái trán mạo mồ hôi lạnh, hắn nói chính là lời nói thật, mà lần này Yến Vô Sơn tiến vào tiên phủ hàng đầu mục tiêu chính là Dương Nghị Vân. Hắn ở bên ngoài chém đinh chặt sắt cấp Yến Vô Sơn nói qua Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân bốn người cùng nhau tiến vào tới sơn động. Lúc này lại là căn bản không có nhìn đến Dương Nghị Vân bóng dáng. Hiện tại nghe được Yến Vô Sơn vững vàng thanh chất vấn, Tào Mãn nội tâm liền sụp xuống. Hắn chính là không dám đắc tội Yến Vô Sơn. Một cái không cẩn thận, Yến Vô Sơn giết hắn đều là bạch sát, thượng huyền tiên môn vì đại thanh thế giới đệ nhất tiên môn tên tuổi cũng không phải là đến không. Lúc này cũng chỉ có thể đối Yến Vô Sơn nói như vậy, nói Dương Nghị Vân khả năng đi địa phương khác. Tào Mãn cũng là trong lòng nghi hoặc. Hắn tận mắt nhìn thấy, Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân cùng nhau vào được, nhưng mà hiện tại nhìn không tới người, thật là gặp quỷ. Yến Vô Sơn đối Tào Mãn hừ lạnh một tiếng nói, chỉ hy vọng như thế, nếu tìm không ra Dương Nghị Vân, vậy ngươi tiểu tử chính là lừa gạt lão phu, đến lúc đó đừng trách lão phu vô tình, liền ngươi một khối thu thập. Yến tiền bối minh dám cấp vãn bối 100 lá gan, cũng là không dám kỳ mãn Tào lòng tràn đầy thật lạnh cho chính mình biện giải. Ngay sau đó đối với Đỗ Kiệt Bân la lớn, Đỗ Kiệt Bân Dương Nghị Vân kia tiểu tử đi đâu? Thức thời nhanh lên nói cho Yến đại nhân, nếu không có ngươi hảo trái cây ăn. Có thể trốn tránh trách nhiệm, lúc này cần thiết muốn trốn tránh, Tào Mãn cũng am hiểu làm loại sự tình này. Mà nghe được Tào Mãn nói chuyện, giờ phút này Đỗ Kiệt Bân cũng là ngẩn người, hắn vốn dĩ nghĩ Dương Nghị Vân có phải hay không đã bị Yến Vô Sơn bắt, nhưng là hiện tại xem tình huống, tựa hồ mọi người đều không biết Dương Nghị Vân đi nơi nào. Cái này Đỗ Kiệt Bân có chút minh bạch, nếu mọi người đều không biết Dương Nghị Vân đi đâu nhi, này ngược lại là chuyện tốt, ít nhất phân tử có thể tránh thoát này một kiếp. Hơn nữa xem Yến Vô Sơn bộ dáng, đối bọn họ ba cái tới nói, đã là hẳn phải chết kết cục, nếu như vậy, kia cũng đừng báo cái gì may mắn trong lòng, có khả năng liền làm. Hắn Đỗ Kiệt Bân cũng không phải dễ chọc, dù sao đại gia tu vi cảnh giới đều ở thiên tiên cảnh giới. Duy nhất kiêng kỵ chính là Yến Vô Sơn. Bất quá Yến Vô Sơn là áp chế cảnh giới tồn tại, nhưng nếu là liều chết chém giết, liền tính là đệm lưng Đỗ Kiệt Bân cũng có thể kéo lên mấy cái. Nhìn Tào Mãn tiểu nhân bộ dáng, Đỗ Kiệt Bân cười lạnh nói, Tào Mãn ngươi hiện tại xem như một cái cẩu mà thôi, không tư cách cùng lão tử đối thoại, lăn.
Đối này Tào Mãn bực này tiểu nhân Đỗ Kiệt Bân hiểu biết, hắn có thể tưởng tượng đến lần này hắn bị Yến Vô Sơn tìm tới khẳng định có Tào Mãn ở bên trong xúi dục nguyên nhân. Ngươi, Tào Mãn bị Đỗ Kiệt Bân coi rẻ khí cả người phát run, bất quá ngay sau đó hắn âm hiểm cười nói, dù sao ngươi hôm nay cũng khó thoát vừa chết, ha ha, bổn thiếu bất hòa ngươi so đo. Được rồi, đừng vô nghĩa, người tới, cấp lão phu bắt lấy bọn họ. Yến Vô Sơn mất đi kiên nhẫn, đối với Dương Nghị Vân rơi xuống, đợi lát nữa bắt lấy Đỗ Kiệt Bân tự nhiên có biện pháp biết. Lúc này đây Yến Vô Sơn ra lệnh một tiếng, bốn phía thiên tiên, bao gồm mặt khác tiên môn người tất cả đều nhào hướng Đỗ Kiệt Bân ba người. Lão Mộ trầm giọng nói, thiếu chủ ta cùng A Thiện sẽ bám trụ bọn họ, người tìm cơ hội trốn, kiếp sau lão nô còn phụng dưỡng thiếu chủ. Giọng nói lạc bế Lão Mộ nổi giận gầm lên một tiếng nói, A Thiện ta tiên đi một bước, người cấp thiếu chủ khai con đường ra tới. Biết, A Thiện ngôn ngữ không nhiều lắm, phải trả lời biết hai chữ, nhưng lại tràn ngập kiên định. Lão Mộ không thể Đỗ Kiệt Bân nghe Lão Mộ nói chuyện, tức khắc cảm giác không ổn, vội vàng mở miệng. Nhưng cũng đã muộn. Sát! Lão Mộ giống giận chung, toàn thân tiên nguyên lực bạo trướng dựng lên, thân thể cũng giống như đánh khí khí cầu giống nhau, bỗng nhiên bành trướng một vòng lớn. Lão Mộ không cần. Đỗ Kiệt Bân vừa thấy đôi mắt đều đỏ bừng, Lão Mộ đây là muốn tự bạo a? Chính là nói cái gì đều đã muộn. Tiên nhân tự bạo, kia không phải đùa giỡn. Thiêu đốt chính là toàn thân tiên nguyên lực cùng trong cơ thể nói nguyên, một khi khởi động căn bản đừng nghĩ dừng lại. Chỉ thấy Lão Mộ trực tiếp nhào hướng bốn phía nhào lên tới tiên nhân. Ngay sau đó Lão Mộ hóa thành một đạo tia chớp, trực tiếp nhằm phía Yến Vô Sơn phương hướng. Mà ở Yến Vô Sơn trước người hội tụ tiên nhân nhiều nhất. Lão Mộ mục tiêu thực minh xác, nếu là chính mình tự bạo không nói có thể lộng chết Yến Vô Sơn. Liền tính là có thể làm Yến Vô Sơn bị thương cũng có thể cấp nhà mình thiếu chủ thắng được sinh cơ. Đường Lão Mộ tiến lên thời điểm, liền tính là Yến Vô Sơn cũng là sắc mặt đại biến, thân là tiên nhân ai không biết một cái tiên nhân tự bạo uy lực. Muốn nói ở kim tiên cảnh giới thời điểm, Yến Vô Sơn còn không sợ chút nào, nhưng hiện tại hắn đem tu vi cảnh giới áp chế tới rồi thiên tiên, Yến Vô Sơn biết nếu như bị Lão Mộ tự bạo lan đến, chính mình tuyệt đối sẽ bị thương. Cho nên ở trước tiên, Yến Vô Sơn đồng tử co rụt lại, giơ tay một chưởng đánh vào bên người Tào Đầy Người Thượng. Mà Tào Mãn vốn dĩ ở nhìn đến Lão Mộ xông tới sau muốn chạy trốn, chính là mới vừa quay người lại hết sức, liền phát hiện Yến Vô Sơn một chưởng chụp lại đây. Ngươi, a! À. Minh một tiếng Tào Mãn bị Yến Vô Sơn chụp bay đi ra ngoài chuẩn xác không có lầm đánh vào Lão Mộ trên người. Cùng thời gian Yến Vô Sơn bạo lui mà đi, cũng mở ra phòng ngự. A, à, oanh! A a a a! Trong nháy mắt Lão Mộ thân thể tự bạo mở ra. Khổng lồ khủng bố năng lượng ngay lập tức chi gian tạc nứt. Đầu tiên đã chịu lan đến chính là Tào Mãn, ở đánh vào Lão Mộ trên người thời điểm, Tào Mãn thân thể cũng chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị nổ thành mảnh nhỏ. Tiên nhân tự bạo uy lực, ở cùng cấp bậc cảnh giới chung phi thường khủng bố. Yến Vô Sơn huống hồ đều yêu cầu lấy Tào Mãn gánh trách nhiệm, chính mình nhanh chóng lui về phía sau tránh né, huống chi mặt khác tiên nhân. Lão Mộ tự bạo dưới, phản ứng chậm một bước mười mấy danh thiên tiên cũng trực tiếp bị khủng bố tự bạo uy lực nổ chết hơn phân nửa, dư giả đều là bị thương nặng. Thiếu chủ đi. Giờ phút này A Thiện toàn thân cũng lớn một vòng. A Thiện không cần A Đỗ Kiệt Bân đôi mắt đỏ bừng hô to. Mắt thấy A Thiện cũng lựa chọn tự bạo. Bất quá A Thiện tự bạo khởi động lúc sau, trực tiếp nhằm phía tới tiến vào thời điểm nhập khẩu. Đỗ Kiệt Bân biết A Thiện đây là tự cấp hắn mở đường, làm hắn trốn. Lúc này Đỗ Kiệt Bân trong lòng đều ở lấy máu, hắn trơ mắt nhìn Lão Mộ cùng A Thiện trước sau đều tự bạo. Hắn ngăn cản cũng ngăn cản không được, bởi vì Lão Mộ cùng A Thiện đều trước sau kém không đến tam tức thời gian, hơn nữa tự bạo một khi mở ra căn bản dừng không được tới. Đỗ Kiệt Bân không nghĩ trốn, chính là hắn biết không trốn, Lão Mộ cùng A Thiện liền bạch bạch tự bạo hy sinh. Oanh! A Thiện thân thể bạo liệt, hóa thành huyết vụ. Tiến lên thời điểm cũng nổ chết 4-5 cái thiên tiên. Đến nỗi mặt khác thiên tiên nhìn đến A Thiện tự bạo đã sớm trốn xa. Một cái lộ A Thiện dùng hắn sinh mệnh khai ra tới. Lão Mộ, A Thiện. Đỗ Kiệt Bân đôi mắt để lại huyết lệ, một cái lắc mình hướng về xuất khẩu sông ra ngoài. Hắn không nghĩ làm A Thiện bạch hy sinh. Lão Mộ A Thiện đây là từ nhỏ nhìn hắn lớn lên hai cái trung thành người hầu, vô số tu luyện năm tháng đều bồi hắn, hiện tại trơ mắt nhìn bọn họ tự bạo chết đi, Đỗ Kiệt Bân trong lòng đều tạc.
Lưu Trữ Huyết Lệ nghĩ xuất khẩu vọt qua đi. Chẳng qua đương hắn sắp đến xuất khẩu thời điểm, một đạo thân ảnh so với hắn càng mau chắn xuất khẩu nơi. Yến Vô Sơn. Đỗ Kiệt Bân cắn răng nhảy ra ba chữ. Giờ này khắc này đang ở mật thất Trung Dương Nghị Vân, bỗng nhiên bị kịch liệt chấn động đong đưa tỉnh lại. Đánh gãy hắn chìm vào ở kỳ quân đan sách hiểu được chung. Sao lại thế này? Dương Nghị Vân tự nói một tiếng. Oanh! Toàn bộ mật thất lại là một trận kịch liệt chấn động. Hơn nữa lần này hắn nghe được tới một tiếng nặng nề nổ vang. Một phân rõ, Dương Nghị Vân ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, giờ phút này mật thất trên đỉnh có đá vụn đi xuống lạc. Dương Nghị Vân phản ứng lại đây, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn biết tất nhiên là Đỗ Kiệt Bân bọn họ ở mặt trên đã xảy ra chuyện. Giờ phút này Dương Nghị Vân không hề nghi muộn, duỗi ra lòng bàn tay xuất hiện một đóa màu xanh lá ngọn lửa, đúng là thanh liên tiên hỏa, bỗng nhiên đem thanh liên tiên hỏa phách về phía đỉnh đầu mật thất đỉnh chóp. Ở hắn được đến kỳ quân tiên nhân truyền thừa hết sức, sẽ biết muốn rời đi, thanh liên tiên hỏa chính là thông đạo chìa khóa, mật thất đỉnh chóp có trận pháp tồn tại trực tiếp liên thông sơn động đại sảnh đan nô. Ngay sau đó thanh liên tiên hỏa đánh ra đi, mật thất đỉnh chóp có xoay quanh quang mang xuất hiện, Dương Nghị Vân không bao giờ nghi muộn, thân thể nhảy trực tiếp tiến vào lốc xoáy biến mất không thấy. Sơn động đại sảnh xuất khẩu nơi. Đỗ Kiệt Bân bị Yến Vô Sơn cấp ngăn chặn đường đi ra ngoài. Ở lão phu trước mặt còn muốn chạy trốn. Trốn sao? Yến Vô Sơn cười lạnh nói chuyện. Yến Vô Sơn ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Đỗ Kiệt Bân đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Yến Vô Sơn. Yến Vô Sơn cũng là trầm khuôn mặt cười lạnh nói, giết ngươi lại có thể như thế nào? Chịu chết đi. Lúc này Yến Vô Sơn căn bản liền sẽ không cấp Đỗ Kiệt Bân bất luận cái gì cơ hội, trực tiếp ra tay, đối với Đỗ Kiệt Bân đánh ra một chưởng. Phong lôi tề minh tiếng động từ Yến Vô Sơn trong tay phát ra, hiển nhiên một chưởng này tuyệt phi tầm thường. Phải biết rằng Yến Vô Sơn tuy rằng là đem tu vi cảnh giới áp chế ở thiên tiên đại viên mãn chi cảnh, nhưng hắn dù sao cũng là sơ phẩm kim tiên, này trung gian suốt khoảng cách một cái chân tiên đại cảnh giới. Lại nói áp chế cùng tu vi lùi lại kia hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm, nói cách khác Yến Vô Sơn tầm mắt kinh nghiệm từ từ như cũ tồn tại, cho nên một chưởng này đánh ra đối Đỗ Kiệt Bân tới nói, áp lực là không nhỏ. Bất quá lúc này Đỗ Kiệt Bân cũng đã nhìn ra, Yến Vô Sơn là căn bản không để bụng hắn Thái Thanh Tiên Môn thiếu chủ thân phận, hoặc là nói Thượng Huyền Tiên Môn căn bản liền khinh thường bọn họ Thái Thanh Tiên Môn, cho nên chém giết hắn cái này Thái Thanh Tiên Môn thiếu chủ ở Yến Vô Sơn trong mắt cùng sát một cái bình thường thượng phẩm thiên tiên không khác nhau. Nếu đã không có đường lui, đối Đỗ Kiệt Bân tới nói, hắn cũng liền thở ra đi. Yến Vô Sơn đang lúc bổn thiếu dễ khi dễ không thành. Đỗ Kiệt Bân giận dữ, trong tay quang mang chợt lóe đem phía trước cướp được một viên thạch tiên quả cắn nuốt đi xuống. Thạch tiên quả có thể ở nhất định thời gian nội tăng lên trong cơ thể lực lượng, càng có thể ở riêng thời gian nội gia tăng tự thân phòng ngự gấp 10 lần, tuy rằng cụ thể bao lâu thời gian Đỗ Kiệt Bân còn không có nghe lão mộ nhắc tới quá. Nhưng có như vậy một viên thạch tiên quả đối Đỗ Kiệt Bân tới nói đã vậy là đủ rồi. Hắn thân là đại thanh thế giới 10 đại tiên môn danh liệt đệ tứ Thái Thanh Tiên Môn thiếu chủ, tu vi ở 10 đại tiên môn công tử ca chung là thấp nhất một cái, nhưng lại không thấy được thực lực sẽ là yếu nhất một cái. Hơn nữa giờ phút này Yến Vô Sơn đồng dạng là thiên tiên chi cảnh, Đỗ Kiệt Bân cũng không tin, hắn đang liều mạng dưới tình huống, còn làm bất quá Yến Vô Sơn. Liên tính là làm bất quá, cũng muốn tự Yến Vô Sơn trên người xé xuống một miếng thịt tới. Thân là Thái Thanh Tiên Môn thiếu chủ. Đỗ Kiệt Bân nhưng đều không phải là tu luyện thiên tư không được, tu vi không đạt được thiên tiên đại viên mãn, mà là hắn cố ý áp chế kết quả. Nếu không đã sớm là thiên tiên đại viên mãn chi cảnh, chưa chừng đều đã đạt tới chân tiên chi cảnh cũng đều là có khả năng. Ngoại giới đều chỉ là biết với hắn tu luyện công pháp có quan hệ cho nên mới không có đột phá, kỳ thật chỉ có Đỗ Kiệt Bân cùng bọn họ Thái Thanh Tiên Môn trưởng bối biết, chân chính nguyên nhân chính là bởi vì hắn là một cái tiên giới đặc thù thể chất. Chính ứng vì là thể chất nguyên nhân, cho nên hắn tu vi vẫn luôn là thượng phẩm thiên tiên, là 10 đại tiên môn chung, tiểu đồng lứa chung tu vi yếu nhất tồn tại. Đây là bởi vì hắn đặc thù thể chất nguyên nhân, ở tu luyện thượng cấp không được, yêu cầu nước chảy thành sông mới có thể đột phá, hơn nữa cũng yêu cầu hắn có thể áp chế. Đỗ Kiệt Bân cái này đặc thù tiên thể chính là toàn bộ tiên giới đều thập phần hiếm thấy phong lôi tiên thể. Cũng mới là dưỡng thành kỳ. Chân chính phong lôi lực lượng đều còn không có hoàn toàn hình thành, là hiếm thấy song thuộc tính tiên thể. Ở hắn nói nguyên bên trong, gần hình thành một đỉnh điểm phong lôi căn cơ.
Mà hắn loại này thể chế yêu cầu tích lũy, yêu cầu ở toàn bộ trong cơ thể hình thành phong lôi chi lực, hoặc là nói yêu cầu làm toàn thân đều thích ứng phong lôi lực lượng mới được, nếu không chính hắn đều khống chế bất quá, sẽ mất đi khống chế. Cho nên cho tới nay ở không có tuyệt đối nắm chắc dưới tình huống, hắn là không dám đi tùy tiện dẫn động toàn thân phong lôi chi lực đi lễ rửa tội. Làm không hảo liền sẽ bị phản phệ. Hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng, nhẹ thì trọng thương, hủy diệt rất hắn phong lôi tiên thể, nặng thì sẽ bỏ mạng. Cũng là vì nguyên nhân này, hắn đều là đem chính mình tu vi lực lượng áp chế trạng thái, không dám làm phong lôi lực lượng lớn mạnh, để tránh tạo thành phong lôi căn cơ mất khống chế trường hợp. Nguyên nhân chính là vì như thế, Đỗ Kiệt Bân cũng vẫn luôn đều bị cùng thế hệ người chê cười, ngầm không thiếu nghe phế vật hai chữ. Cứ việc chính hắn biết chính mình nguyên nhân, không phải phế vật, chính mình trấn an chính mình không cần để ý cái nhìn của người khác. Cũng thật không thèm để ý sao. Hắn mới cái thiên tiên, ở tiên giới là thuộc về tiểu hài tử giai đoạn, có tuổi trẻ khí thịnh tính tình, nói không để bụng kia mới là giả. Nhưng là hôm nay, Đỗ Kiệt Bân không chuẩn bị ẩn nhẫn. Dù sao ở Yến Vô Sơn trước mặt hắn không có bất luận cái gì nắm chắc, may mà vậy thống thống khoái khoái chiến một hồi, đem áp chế hơn 1.000 năm buồn bực phóng xuất ra tới, đem thừa nhận rồi hơn 1.000 năm phế vật chi danh xóa. Cho chính mình thay tên đi. Oanh! Đỗ Kiệt Bân ở ăn vào thạch tiên quả sau, nửa người trên quần áo tạc nứt ra mở ra. Lộ ra màu đồng cổ mạnh mẽ cơ bắp, thân thể mặt ngoài lại là có một tầng hôi hoàng chi sắc. Đây là thạch tiên quả lực lượng ở trong cơ thể bạo phát ra tới, hình thành phòng ngự. Mà trong thân thể hắn cũng phát ra từng đợt đùng nặng nề rung động thanh, tiên nguyên chi lực ngay lập tức tăng nhiều một mảng lớn, đang ở nhanh chóng khuếch tán hướng toàn thân, vừa lúc thẩm thấu ra ở mỗi một tấc cơ bắp mặt ngoài. Giờ phút này Đỗ Kiệt Bân biết trong cơ thể này đó thạch tiên quả lực lượng kỳ thật chính là cấp phòng ngự đề dưỡng, mà đều không phải là lão mộ lời nói gia tăng trong cơ thể tiên nguyên lực lượng. Nghe nói cùng thực tiễn hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nghe đồn không phải chân thật. Bất quá đối Đỗ Kiệt Bân tới nói, đã hoàn toàn cũng đủ, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được trên người phòng ngự lực lượng thật là tăng cường gấp 10 lần. Nhưng mà đối mặt Yến Vô Sơn bực này lão bất tử, hắn biết chỉ dựa vào này đó như cũ là không đủ. Cho nên Đỗ Kiệt Bân lại lần nữa gầm rú một tiếng, phong lôi chi lực, khai ta khải khải khải. Hô hô, răng rắc. Trong nháy mắt Đỗ Kiệt Bân bên ngoài thân có gió to chi lực gào thét, mà trong thân thể hắn còn lại là có lôi điện vang lên. Mặt ngoài nhìn lại, cơ bắp dưới ẩn ẩn có tia chớp ở lưu chuyển. A, à, mạnh mẽ thúc dục nói nguyên trong vòng phong lôi căn cơ, đây là có thống khổ đại giới. Bởi vì hắn phong lôi tiên thể căn bản liền còn không có hình thành, hiện tại mạnh mẽ mở ra, nháy mắt che kín toàn thân mà đi, đầu tiên chính hắn liền phải thừa nhận đao phong cùng lôi điện tàn phá. Không hề nghi ngờ này sẽ sinh ra thật lớn thống khổ. Giờ khắc này Đỗ Kiệt Bân toàn thân huyết quang đều bại lộ ra tới, thật lớn đau đớn dưới, nhìn hắn bộ mặt dữ tợn vô cùng, từng điều mạch máu đều là rõ ràng có thể thấy được. Nhưng không hề nghi ngờ một chút là, giờ khắc này Đỗ Kiệt Bân toàn thân hơi thở bỗng nhiên đại trướng. Oanh! Ngay sau đó lại là đột phá tới rồi thiên tiên đại viên mãn. Hơn nữa hơi thở như cũ ở ẩn ẩn bò lên. Nguyên bản một trưởng đối Đỗ Kiệt Bân đánh quá khứ Yến Vô Sơn nhìn Đỗ Kiệt Bân khoảnh khắc biến hóa, lại là bỗng nhiên sửng sốt, ngay sau đó song mỗ trung tràn ngập âm lãnh nói, đồn đãi tiểu tử ngươi là tu luyện nào đó công pháp do đó tu vi cảnh giới trước sau không thể đột phá, hiện tại xem ra thế nhân đều coi thường. Nguyên lai là hiếm thấy phong lôi tiên thể, song thuộc tính tiên thể A, toàn bộ tiên giới cũng không có mấy cái tồn tại, nếu là làm ngươi trưởng thành lên. Ta thượng huyền tiên môn đại thanh thế giới đệ nhất tiên môn địa vị liền phải chắp tay nhường lại cho các ngươi thái thanh tiên môn. Như thế nhưng thật ra cũng hảo, hiện tại đem tiểu tử ngươi đánh chết, cũng coi như là cho ta thượng huyền tiên môn trừ bỏ một cái uy hát yêu ta, tiểu tử, ngươi điểm này bản lĩnh, ở lão phu trong mắt còn chưa đủ xem. Tuy rằng lão phu cảnh giới áp chế ở thiên tiên đại viên mãn chi cảnh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng một thân kim tiên cấp bậc thủ đoạn, là tiểu tử ngươi thúc ngựa cũng khó có thể đạt được, chết đi. Yến Vô Sơn dứt lời, một trưởng bỗng nhiên lần thứ hai tăng lớn khí thế, đối với Đỗ Kiệt Bân chụp đi. Lão bất tử đến đây đi, bản công tử đảo muốn nhìn ngươi cái này áp chế cảnh giới kim tiên có mấy cân mấy lượng, phong lôi sát. Đỗ Kiệt Bân một quyền chống chọi mà thượng. Răng rắc. Hô hô. Ở hắn nắm tay phía trên, có tia chớp lập lòe. Ầm vang. Hai một trưởng một quyền chạm vào nhau, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng động.
toàn bộ sơn động đại sảnh đều mới thôi chấn động. Cường đại khí lãng sinh ra, làm bốn phía thiên tiên đều nhìn không được lui về phía sau. Phốc, Đỗ Kiệt Bân thân thể bay ngược, hai chân trên mặt đất để lại thật dài dấu vết. Lại là hộc ra một đạo khẩu máu. Chạm vào. Bỗng nhiên Đỗ Kiệt Bân thân thể vững chắc đánh vào sơn động đại sảnh đan lô thượng. Phốc. Lại là một mồm to máu. Giờ phút này Đỗ Kiệt Bân nội tâm chua xót mà cười, chung quy vẫn là đối địch bất quá cái này lão bất tử sao. Cũng đúng, Yến Vô Sơn liền tính lại như thế nào áp chế tu vi, hắn trước sau là kim tiên lại đây người, trung gian còn cách một cái chân tiên đại cảnh giới đâu. Giờ khắc này Đỗ Kiệt Bân trong cơ thể đã quay cuồng. Trong thân thể hắn tiên nguyên lực bị Yến Vô Sơn cường đại tiên lực đánh sơ xác, nói nguyên trung phong lôi chi lực cũng có tan vỡ dấu hiệu. Mà đối diện Yến Vô Sơn còn lại là một bước bước ra mà đến, lần thứ hai một trưởng chụp tới. Kỳ thật đối Yến Vô Sơn tới nói, hắn trong lòng chấn động cũng phi thường thật lớn, bởi vì vừa rồi cùng Đỗ Kiệt Bân đối đánh dưới, hắn tuy rằng nhìn qua không hề động tĩnh, như cũ tiêu sái, kỳ thật hắn một bàn tay đều là chết lặng, hơn nữa trong cơ thể cũng có phong lôi chi lực chui vào tới. Đối trong thân thể hắn tiên lực tạo thành tiểu hỗn loạn. Chẳng qua bị hắn mạnh mẽ áp chế xuống dưới, Yến Vô Sơn trong lòng nghĩ, tiểu tử này nếu là hôm nay không giết, tương lai tất thành họa lớn. Đỗ Kiệt Bân biểu hiện, làm Yến Vô Sơn càng thêm kiên định muốn chém giết hắn. Không có chút nào do dự, Yến Vô Sơn lần thứ hai một trưởng phách về phía Đỗ Kiệt Bân. Chết! Đỗ Kiệt Bân nhìn Yến Vô Sơn đệ nhị trưởng đánh tới, trong lòng tràn ngập không dám. Hắn biết chính mình không phải đối thủ. Nhưng làm hắn chờ chết, kia không phải hắn Đỗ Kiệt Bân phong cách. Tự bạo đi. Đây là giờ phút này Đỗ Kiệt Bân nội tâm ý tưởng. Đối, hắn chính là muốn tự bạo, cho dù chết, cũng nghĩ muốn tự Yến Vô Sơn trên người xé xuống một miếng thịt tới. Đương nhiên trên người hắn còn có phía trước được đến, Mỹ Kim thật nói đan, tồn tại, nhưng có tăng lên tu vi chi lực, chính là không có thời gian. Đỗ Kiệt Bân biết dùng Mỹ Kim thật nói đan, đó là yêu cầu thời gian đi luyện hóa tăng lên. Yến Vô Sơn sẽ không cho hắn thời gian. Vừa mới chuẩn bị tự bạo ý niệm hết sức, lại là bỗng nhiên nghe được oanh, một tiếng. Cẩn thận đã cảm thụ đúng là từ sau lưng đan lô trung vang lên thanh âm. Cái này làm cho Đỗ Kiệt Bân muốn tự bạo hành động ngừng lại. Ngay sau đó liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm vang lên nói, lão Đỗ đừng dám việc ngốc, cái này vương bát đản giao cho ta. Ta đánh bạo hắn cho ngươi hết giận. Vân tử. Đỗ Kiệt Bân trong lòng đả động. Dứt lời thời điểm, phía sau thạch tài đan lô kim quang thoáng hiện, đúng là Dương Nghị Vân tử đan lô xông ra, hơn nữa mang theo làm hắn đều kinh hãi khí thế chi lực, bỗng nhiên một trưởng đối với Yến Vô Sơn một trưởng đón đi lên. Dương Nghị Vân ở mật thất xuôi tai đến hai tiếng nổ vang chính là lão mộ cùng A Thiện tự bạo thanh, đương hắn ra tới thời điểm, như cũ vẫn là ở đan lô chung. Nhưng tiên thức đảo qua tức khắc liền sáng tỏ trong sân tình huống. Trong không khí còn tràn ngập mãnh liệt hỗn loạn tiên nguyên lực lượng, cũng có mùi máu tươi tràn ngập ở, còn kèm theo lão mộ cùng A Thiện hơi thở. Dương Nghị Vân sắc mặt cuồng biến, hắn đối loại này hơi thở là rất quen thuộc. Đây là tự bạo hơi thở trường hợp, đã ở tu chân giới thời điểm liền trải qua quá. Tiên thức đảo qua lúc sau tức khắc hiểu được, đây là lão mộ cùng A Thiện tự bạo. Mạc danh Dương Nghị Vân trong lòng một trận phát đổ. Không cần hỏi hắn đều có thể nghĩ đến nhất định là lão mộ cùng A Thiện vì cứu Đỗ Kiệt Bân mà tự bạo. Giữa sân xuất hiện thiên tiên các đều hơi thở cường đại, đặc biệt là một người diện mạo trung niên tiên nhân, ở Dương Nghị Vân cảm thụ chung rõ ràng là thiên tiên cấp bậc, nhưng lại cho hắn vô cùng nguy hiểm cảm giác, so với bất luận cái gì một cái trong sân thiên tiên đều phải cường đại. Cũng đúng là cái này tiên nhân đem Đỗ Kiệt Bân một kích đánh bay hộc máu. Rất nhiều cao thủ hoặc là nói không giống người thường tu sĩ, đều có bất đồng khí chàng tồn tại, hơn nữa Dương Nghị Vân xem ra, này đó cá nhân, luôn là có đặc thù tồn tại. Liền giống như đem Đỗ Kiệt Bân đánh bay cái này tiên nhân. Nhìn là cái thiên tiên, kỳ thật tuyệt đối không phải bình thường hạng người. Điểm này Dương Nghị Vân trải qua quá, bởi vì chính hắn bản chất cũng là này loại người. Có thiên nhiên mẫn cảm quan tồn tại, hắn trước tiên liền cảm thấy người này rất nguy hiểm. Ở ra tới sau, đang ở đan lô trong vòng Dương Nghị Vân đại khái xem minh bạch hiện trường tình huống. Hắn biết lão mộ cùng A Thiện đã tự bạo, vì Đỗ Kiệt Bân mà tự bạo, tất nhiên là như thế này. Mà Đỗ Kiệt Bân hiện tại cũng tới rồi phi thường nguy hiểm nông nỗi. Đối diện cái kia tiên nhân hạ chính là tử thủ, nhìn qua liền phải đem Đỗ Kiệt Bân phải giết tư thế.
Dương Nghị Vân như thế nào sẽ làm chính mình bằng hữu đi thân ở nguy hiểm. Nhưng hắn cũng không phải lỗ mãng hạng người. Nếu biết người này khó đối phó, vậy yêu cầu lấy ra toàn bộ thủ đoạn tới, hắn mới có thể cứu Đỗ Kiệt Bân, mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Nếu không xem trong sân tình huống, như cũ tồn tại mấy chục danh thiên tiên hơn nữa một cái cảm giác nguy hiểm tiên nhân, rất khó thoát vây. Nếu là đặt ở phía trước, hắn khả năng thật đúng là không có cách. Nhưng là hiện tại đã có thể không nhất định. Ở mật thất được đến kỳ quân tiên nhân thanh liên tiên hỏa cùng kỳ quân đan đạo, bản thân chính là thực lực tăng lên. Còn có hắn được đến kỳ quân tiên nhân tiên y, đây cũng là thực lực một bộ phận. Hơn nữa càn khôn hồ trong vòng bồi dưỡng ra thạch tiên quả, đã thu hoạch 12 viên tiên quả, ở lực phòng ngự thượng cũng là có thể nói sẽ được đến xưa nay chưa từng có tăng lên. Mặt khác Dương Nghị Vân trong tay còn có 3 viên chân chính Mỹ Kim chân tiên đan, thời khắc mấu chốt đây cũng là có thể cứu mạng đồ vật. Hắn ở đan lô trong vòng thấy được Đỗ Kiệt Bân bị trung niên tiên nhân một kích đánh bay hộc máu. Mà Đỗ Kiệt Bân cư nhiên tính toán tự bạo phương thức chiến đấu, này nhưng dọa Dương Nghị Vân một cú sốc. Hắn ở đan lô trong vòng cũng không dám nữa nghi muộn biện pháp, nuốt vào một viên thạch tiên quả, thúc giục trên người tiên y, vội vàng chạy ra khỏi đan lô, đối với Đỗ Kiệt Bân hô to một câu. Ra tới nháy mắt Dương Nghị Vân nhìn đến trung niên tiên nhân đối với Đỗ Kiệt Bân lần thứ hai đánh ra một chưởng, nổi giận gầm lên một tiếng Dương Nghị Vân thúc giục toàn lực đón đi lên. Ầm vang! Hai người trưởng đối trưởng dưới, bộc phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng động. Cường đại dòng khí dao động lần thứ hai bùng nổ, lần này làm cho cả sơn động đại sảnh đều kịch liệt đại chấn, có đá vụn không ngừng rơi xuống dưới. Dương Nghị Vân mạnh mẽ cùng đối phương đúng rồi một trưởng, dừng ở Đỗ Kiệt Bân trước người, tuy rằng không có giống Đỗ Kiệt Bân giống nhau bay ngược đi ra ngoài, nhưng lại cũng khóe miệng để lại vết máu. Rất cường hãn tiên nguyên lực lượng. Dương Nghị Vân trong lòng nói thầm. Thực khiếp sợ. Nhìn đồng dạng đều nói thiên tiên, nhưng người này lực lượng quả thực cường đại tới rồi vượt quá hắn tưởng tượng nông nỗi. Đồng dạng thiên nguyên lực, Dương Nghị Vân lại là cảm nhận được, bình thường phiên bản cùng tinh hoa phiên bản hương vị. Trên người hắn có tiên y tồn tại, càng là dùng một viên thạch tiên quả gia tăng rồi gấp 10 lần lực phòng ngự, lại còn có thúc giục tất cả đều là lực lượng dưới tình huống, cư nhiên như cũng bị đối phương hồn hậu tinh thuần lực lượng cấp kinh sợ đến trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Khóe miệng hộc máu nông nỗi. Đương nhiên đối phương một trưởng này hắn xem như ngạnh sinh sinh tiếp được. Còn ở sơ phẩm thiên tiên thực lực dưới tình huống, tiếp được cái này thoạt nhìn là thiên tiên đại viên mãn, kỳ thật khả năng thực lực vượt qua một mảng lớn tiên nhân một trưởng, đặt ở bất luận cái gì địa phương đều đủ để kiêu ngạo. Nhưng mà hiện tại lại là sinh tử ẩu đả. Dương Nghị Vân biết còn kém xa, nhưng là như vậy còn chưa đủ. Tuy rằng hắn trong lòng chấn động thực lực của đối phương, nhưng hắn nội tâm cũng không sợ. Bởi vì trên người hắn còn có 3 viên Mỹ Kim thật nói tiên đan không có sử dụng, được đến kỳ quân đan sách Dương Nghị Vân, nhất rõ ràng Mỹ Kim thật nói đan công hiệu. Lúc này Đỗ Kiệt Bân lại là kinh hỉ đan sen. Vốn dĩ hắn đều phải tự bạo, nhưng ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Dương Nghị Vân cư nhiên từ đan lô trung toát ra tới. Lúc này Đỗ Kiệt Bân trong lòng nghi hoặc giải khai. Trách không được phía trước Dương Nghị Vân như là hư không tiêu thất giống nhau không thấy bóng người, nguyên lai là chui vào đan lô chung. Bất quá Đỗ Kiệt Bân biết hiện tại không phải quan tâm Dương Nghị Vân như thế nào chạy tiến đan lô thời điểm, trước mắt đối đầu kẻ địch mạnh, bọn họ hai cái có thể hay không tránh thoát này một kiếp còn rất khó nói. Nhưng mà Dương Nghị Vân cùng Yến Vô Sơn này một kích chống chọi lại là làm Đỗ Kiệt Bân trong lòng bốc cháy lên hy vọng. Lúc này vội vàng đối Dương Nghị Vân nhắc nhở nói, Vân tử không thể đại ý. Người này kêu Yến Vô Sơn, chính là đại thanh trên thế giới huyền tiên môn môn chủ Yến Vô Lượng đệ đệ Yến Vô Sơn, là sơ phẩm kim tiên tu vi, chẳng qua tiến vào nơi này sau đem pháp tắc hạn chế hắn đem tu vi cảnh giới áp chế ở thiên tiên đại viên mãn đỉnh, vạn không thể đại ý. Dương Nghị Vân nghe được Đỗ Kiệt Bân nói chuyện ngây ngẩn cả người, ngay sau đó phản ứng lại đây trong lòng thoải mái nói, nguyên lai là kim tiên áp chế tu vi cảnh giới, trách không được này vương bát đản lực lượng như thế hồn hậu, bất quá lão Đỗ yên tâm. Nếu là áp chế cảnh giới, ta cũng không sợ chút nào hắn, trước mắt thoạt nhìn ngươi yêu cầu dùng một viên Mỹ Kim thật nói đan tăng lên thực lực mới được. Nếu không chúng ta đối mặt nhiều như vậy thiên tiên rất khó sát đi ra ngoài, này 5 viên thạch tiên quả cho ngươi, đợi chút có thể nhiều căng một hồi không thành vấn đề, ngươi trước khôi phục một chút thương thế dùng Mỹ Kim thật nói đan tăng lên thực lực, yên tâm ta cho ngươi hộ pháp, ứng phó được. Dương Nghị Vân đưa lưng về phía Đỗ Kiệt Bân theo sau liền cấp Đỗ Kiệt Bân ném đi qua 5 viên thạch tiên quả.
Đỗ Kiệt Bân theo bản năng kết quả Dương Nghị Vân ném lại đây thạch tiên quả ngây ngẩn cả người, phía trước cướp đoạt thạch tiên quả thời điểm, đó là mấy trăm thiên tiên hỗn chiến trường hợp, hắn cùng lão mộ A Thiện ba cái liên thủ ở đục nước béo cỏ dưới tình huống, mới cướp được một viên thạch tiên quả. Vừa rồi hắn đều đem đoạt tới duy nhất một viên thạch tiên quả dùng, chẳng qua lúc này thạch tiên quả lực phòng ngự đã biến mất, Đỗ Kiệt Bân tính toán ra thạch tiên quả phòng ngự tuy rằng cường hắn có thể tăng lên tự thân gấp 10 lần. Nhưng thời gian gần là có thể duy trì 10 tức thời gian. Dương Nghị Vân một chút cho hắn 5 viên thạch tiên quả, cái này làm cho Đỗ Kiệt Bân thực khiếp sợ. Đương nhiên hắn cũng không hỏi, không có thời gian đi hỏi. Kỳ thật giờ này khắc này Đỗ Kiệt Bân trong cơ thể phong lôi chi lực đã bắt đầu phản phệ, nếu áp chế không xuống dưới, cuối cùng hắn cũng khó thoát một kiếp. Bất quá đâu, Đỗ Kiệt Bân nghĩ cho dù chết, cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng. Hoặc là nói tự Yến Vô Sơn trên người xé xuống một miếng thịt tới. Dù sao trong thân thể hắn tình huống đã phi thường không xong, lúc này đơn giản liền bất chấp tất cả đi. Chỉ bằng trực tiếp dùng Mỹ Kim Thật Nói Đan, tăng lên thực lực của chính mình, tăng cường lực lượng, ít nhất hắn nghĩ muốn đem Dương Nghị Vân cấp làm ra đi. Đến nỗi chính hắn, Đỗ Kiệt Bân đã có nguyên vẹn chuẩn bị, phong lôi căn cơ phản phệ, liền tính là bất tử có thể hoặc là ngày sau cũng không duyên tiên đạo. Dù sao trong cơ thể tình huống đã không xong tới rồi nhất định nông nỗi, còn không bằng ở thời điểm này thành toàn Dương Nghị Vân, chính hắn sao, có thể hay không tồn tại mặc cho số phận đi. Nghĩ đến đây Đỗ Kiệt Bân đối Dương Nghị Vân nói, chính ngươi cẩn thận. Biết, ngươi thả nuốt phục đan dược đi, chúng ta huynh đệ còn không chết được, yên tâm đi. Dương Nghị Vân đưa lưng về phía Đỗ Kiệt Bân nói chuyện, đôi mắt đã gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Yến Vô Sơn. Dứt lời lúc sau Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, trong tay xuất hiện trang 3 viên Mỹ Kim Thật Nói Đan đan bình. Hắn biết muốn đối phương áp chế tu vi cảnh giới Yến Vô Sơn, nếu là không đề cập tới thăng tu vi vẫn là không đủ. Mà hiện tại trong tay 3 viên Mỹ Kim Thật Nói Đan, chính là hắn tự tin. Xem qua kỳ quân đan sách lúc sau, Dương Nghị Vân phi thường rõ ràng Mỹ Kim Thật Nói tiên đan uy lực. Không nói dùng một viên là có thể tăng lên tới Kim Tiên Đại La nông nỗi, đó là nói dối. Nhưng là làm hắn bước vào chân tiên chi cảnh nghĩ đến là vậy là đủ rồi. Đương nhiên hắn Dương Nghị Vân tu chính là thần đạo, trong cơ thể tiên phủ nói nguyên cùng người khác khác nhau rất lớn, một viên không đủ vậy hai viên thậm chí ba viên, hắn tin tưởng tổng có thể đột phá tăng lên không phải. Một trương miệng Dương Nghị Vân trực tiếp đem 3 viên Mỹ Kim Thật Nói Đan nuốt vào trong miệng, đương nhiên ta bảo hiểm khởi kiến, hắn nuốt vào bụng chỉ có một viên tiên đan, mặt khác 2 viên Mỹ Kim Thật Nói Đan là hàm ở trong miệng. Chuẩn bị tùy thời nuốt vào bụng đi. Đến nỗi giờ phút này Yến Vô Sơn, lúc này trong lòng bị Dương Nghị Vân khiếp sợ tới rồi. Hôm nay hắn tam quan cảm giác đang không ngừng bị đổi mới. Đầu tiên là một cái Đỗ Kiệt Bân, cư nhiên là phong lôi tiên thể tồn tại, ngạnh sinh sinh cùng hắn đối kháng một kích. Chỉ chớp mắt hướng đan lô trung toát ra cái tiểu tử, cũng là ngạnh sinh sinh tiếp được hắn một trường. Người sau càng cường hãn, cảnh giới cư nhiên chỉ là cái sơ phẩm tiểu thiên tiên. Nếu không phải hắn Yến Vô Sơn đối này đó cảnh giới đều hiểu biết, giờ phút này hắn đều phải cho rằng vừa mới tiểu tử này cũng là cái áp chế cảnh giới tiến vào tiên phủ lão quái vật. Nhưng cố tình đối phương chính là một cái sơ phẩm thiên tiên, điểm này Yến Vô Sơn sẽ không nhìn lầm. Hai cái tiểu tử một cái so một cái biến thái. Làm Yến Vô Sơn trong lòng thực bị nhục. Một kích đối chạm vào lúc sau, Yến Vô Sơn cũng không sốt ruột ở ra ngoài tay, mà là nghe được hai cái tiểu tử chi gian đối thoại. Nghe Đỗ Kiệt Bân kêu người sau Vân Tử tên này. Yến Vô Sơn một chút liền phản ứng lại đây nói, tiểu tử ngươi chính là Dương Nghị Vân. Tìm nửa ngày không thấy bóng người, hiện tại đối thượng hào, nguyên lai vẫn luôn đều tránh ở thạch tài đan lô chung. Bất quá phía trước hắn phái người lục soát quá, đan lô trong vòng không có người tồn tại, nhưng nhẹ nhàng hiện tại liền xem có. Là lại như thế nào? Dương Nghị Vân lúc này cũng không che lấp. Dù sao hắn cũng từ Đỗ Kiệt Bân trong miệng đã biết Yến Vô Sơn thân phận, hiện tại xem ra là hắn chém giết Yến năm thước sau, làm thượng huyền tiên môn đều nổ tung chảo. Không tiếc trả giá đại giới phái Yến Vô Sơn tiến vào Đại La Tiên Phủ tới giết hắn. Bất quá, ở chỗ này áp chế cảnh giới hoàn cảnh hạ, lúc này nuốt vào Mỹ Kim Thật Nói Đan Dương Nghị Vân thật đúng là không sợ Yến Vô Sơn. Hảo hảo hảo, là liền dễ làm, vốn đang tìm kiếm tiểu tử ngươi. Hiện tại nhưng thật ra chính mình nhảy ra, cũng hảo lão phu liền cho ta chất Yến năm thước báo thù, làm tiểu tử ngươi hồn phi phách tán, chịu chết đi tiểu tử. Yến Vô Sơn trong lòng khiếp sợ về khiếp sợ, nhưng trong mắt hắn, Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân thêm lên cũng đều là con kiến ngươi.
đừng nhìn hắn Yến Vô Sơn là áp chế tu vi cảnh giới, cần phải chém giết Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân hai cái tiểu bối, có rất nhiều thủ đoạn. Yến Vô Sơn xác định Dương Nghị Vân sau, trong lòng sát ý đại tác phẩm, cùng Đỗ Kiệt Bân giống nhau, Dương Nghị Vân cũng đều bị hắn liệt vào phải giết chi liệt, thậm chí ở Yến Vô Sơn trong lòng Dương Nghị Vân so Đỗ Kiệt Bân nguy hiểm lớn hơn nữa. Lúc này nhìn về phía Dương Nghị Vân thời điểm sát ý vô biên. Tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Yến Vô Sơn cắn răng hung tợn trừng mắt Dương Nghị Vân, lúc sau trực tiếp vọt lại đây. Mà giờ phút này Dương Nghị Vân, lại là đã làm tốt ứng đối chuẩn bị. Hắn nuốt ăn vào một viên thạch tiên quả, cùng với một viên Mỹ Kim thật nói tiên đan, trong miệng còn hàm chứa hai viên tiên đan dự bị. Nhìn Yến Vô Sơn xông tới, trong tay đồ long kiếm chợt lóe nơi tay. Câu thông hoa sen đen lực lượng thêm vào. Phòng ngự phương diện không thành vấn đề, hắn có tin tưởng. Hiện tại liền xem Mỹ Kim thật nói đan hiệu quả. Đường Mỹ Kim thật nói đan xuống bụng một khắc khởi, oanh một chút đan dược ở trong cơ thể ngay lập tức nổ tung. Bồng bột tiên nguyên lực lượng tứ tán mở ra, càn khôn tạo hóa công vận chuyển dựng lên sau, càn khôn nói nguyên nháy mắt liền biến thành một cái hắc động giống nhau nuốt nạp nổi lên tiên nguyên chi lực. Càn khôn nói nguyên hấp thu Mỹ Kim thật nói đan năng lượng tốc, hoàn toàn có thể dùng điên cuồng hắc động tới hình dung, trong nháy mắt liền hấp thu không còn. Nhưng là Dương Nghị Vân lại là cảm giác chính mình càn khôn nói nguyên cư nhiên còn kém rất nhiều tiên nguyên lực mới có thể uy no. Càn khôn nói nguyên không viên mãn muốn đột phá căn bản là không có khả năng. Dương Nghị Vân tâm một hoành, trực tiếp đem hàm ở trong miệng mặt khác hai viên Mỹ Kim thật nói đan cấp nuốt vào bụng. Oanh! Lúc này hai viên Mỹ Kim thật nói đan tiên nguyên lực ở trong thân thể hắn nổ tung. Bỗng nhiên bộc phát ra oanh một tiếng nặng nề thanh. Nhị hợp nhất uy lực quả nhiên bất quá 1+1=2 uy lực. Lúc này đây hai viên đan dược bạo liệt mở ra lúc sau, hắn cư nhiên cảm nhận được thân thể một chút phải bị căng bạo cảm giác. Hơn nữa lúc này đây càn khôn nói nguyên hấp thu đều bị nùng liệt khổng lồ năng lượng ngăn chặn giống nhau, chậm rất nhiều. Dương Nghị Vân biết này kỳ thật là trước sau ba viên Mỹ Kim thật nói đan trước sau nổ tung kết quả. Hấp thu đều có chút cố kỵ bất quá tới. Phía trước là cảm giác không đủ, lúc này một chút chống được. Lúc này trong cơ thể bị cường đại năng lượng căng rất khó, nhưng Dương Nghị Vân cũng không hạ bận tâm, chỉ có thể liều mạng thúc giục càn khôn nói nguyên đi hấp thu luyện hóa. Mà Yến Vô Sơn công kích cũng tới rồi hắn trước người tới. Dương Nghị Vân không kịp cố kỵ trong cơ thể tình huống. Đối mặt Yến Vô Sơn mang theo cường đại khí thế một trưởng mà đến, Dương Nghị Vân bạo giống, hoa sen đen bát hoang trảm. Đồ long kiếm khí bộc phát ra chói mắt vô cùng quang mang, hóa ra kiếm khí lần này chỉ có 1 mét có thừa, từ đồ long kiếm thượng trổ hết tài năng, bất quá này đạo kiếm khí lại là so với dĩ vãng đều phải ngưng thật, đối với Yến Vô Sơn bỗng nhiên chém qua đi. Một cái là một trưởng, khí thế như hồng. Một cái còn lại là kiếm khí mũi nhọn. Yến Vô Sơn lại là ở Dương Nghị Vân sơ cấp một khắc, trong lòng chấn động, hắn đột nhiên cảm nhận được Dương Nghị Vân này nhất kiếm uy lực cường đại không giống bình thường. Nhưng thật ra khinh thường tiểu tử ngươi, Yến Vô Sơn hừ lạnh một tiếng, đối mặt Dương Nghị Vân này nhất kiếm lại là thu hồi coi khinh chi tâm, trong tay lần thứ hai phát lực. Trong nháy mắt, Yến Vô Sơn bàn tay hình thành một cái thật lớn cảnh sắc cự trường, đối với Dương Nghị Vân 1 mét có thừa kiếm khí, một trường đánh. Ầm vang. Đinh tai nhức óc nổ vang thượng vang vọng ở toàn bộ sơn động trong đại sảnh. Xôn xao thanh âm tiếp cận vang lên, lại là sơn động đỉnh chóp rơi xuống hạ đại khối cục đá. Có thể thấy được hai người lúc này đây giao phong uy lực có bao nhiêu cường đại. Đỗ Kiệt Bân lúc này cũng nuốt ăn vào một viên Mỹ Kim thật nói đan, trong tay hắn nhưng có ước chừng 6 viên thật nói đan tồn tại. Lúc này trong cơ thể phong lôi chi lực bùng nổ, làm Đỗ Kiệt Bân hoàn toàn nghĩ chính là bất chấp tất cả ý tưởng. Có thể mau chóng tăng lên thực lực đi giúp Dương Nghị Vân vội, hắn biết Yến Vô Sơn cường đại, cũng không cho rằng Dương Nghị Vân sẽ là Yến Vô Sơn đối thủ. Vì thế Đỗ Kiệt Bân nuốt vào một viên Mỹ Kim thật nói đan lúc sau, tùy tay lại ăn vào một viên Dương Nghị Vân cấp thạch tiên quả, dù sao hắn hiện tại theo đuổi là lực lượng cũng sẽ không đi để ý mặt khác đồ vật. Bất quá kế tiếp phát sinh sự, lại là lệnh Đỗ Kiệt Bân trong lòng đại động lên. Đỗ Kiệt Bân không nghĩ tới trong thân thể hắn nguyên bản bắt đầu tan vỡ căn cơ cư nhiên ở nuốt vào một viên Mỹ Kim thật nói đan cùng thạch tiên quả lúc sau tựa hồ có chuyển biến tốt đẹp chi sắc. Mỹ Kim thật nói đan có cũng đủ tiên nguyên chi lực cung cấp, đường hấp thu tiến vào nói nguyên lúc sau, ngược lại làm sắp muốn tan vỡ nói nguyên có một tia ổn định. Mà về phương diện khác, thạch tiên quả cũng phát huy thật lớn tác dụng.
Thạch tiên quả lớn nhất đặc điểm công hiệu chính là cường hóa thân thể phòng ngự, có thể ở ngay lập tức tăng lên thân thể phòng ngự gấp 10 lần chi lực, chẳng qua thời gian duy trì có chút đoạn mà thôi. Nhưng đối với giờ phút này Đỗ Kiệt Bân tới nói, này 10 tức thời gian lại là đủ để thay đổi hắn sắp muốn hỏng mất nói nguyên vận mệnh. Bởi vì phong lôi chi lực ở trong cơ thể tùy ý dưới, tạo thành kinh mạch cùng tiên thể tan vỡ, này liền giống vậy trang thủy bình thủy tinh tử có vết rách, sớm hay muộn đều sẽ tạc nứt, dẫn tới toàn bộ bình thủy tinh tử hủy diệt. Chính là giờ phút này thạch tiên quả còn lại là nếu vạn năng keo giống nhau rót vào tiến vào, đem không ngừng vỡ ra vết rách chi thế cấp khống chế được, hơn nữa có tu vi dấu hiệu. Này đối Đỗ Kiệt Bân tới nói, quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ. Trong lòng tức khắc đại hỉ. Ngây người lúc sau, lại đem đệ nhị viên thạch tiên quả nuốt phục đi xuống. Quả nhiên như cũ hữu hiệu, hoàn toàn khống chế được trong cơ thể không xong tình huống. Dưới tình huống như vậy, Đỗ Kiệt Bân vội vàng đi vận chuyển nói nguyên, ngược lại là chậm rãi khống chế trong cơ thể phong lôi chi lực. Rồi sau đó Đỗ Kiệt Bân nếm thử bắt đầu khống chế phong lôi chi lực một lần nữa trở về nói nguyên. Ngay sau đó hắn thành công. Cái này Đỗ Kiệt Bân trong lòng mừng như điên, có thể khống chế phong lôi chi lực, có thể một lần nữa trở lại nói nguyên linh tinh, hắn là có thể mở ra phong lôi chi lực đối toàn thân lễ rửa tội rèn luyện, hoàn thành hắn phong lôi tiên thể. Phía trước là bất chấp tất cả tuyệt vọng, không nghĩ tới nuốt phục một viên Mỹ Kim thật nói đan hơn nữa Dương Nghị Vân cấp thạch tiên quả sau, ngược lại trở thành tuyệt chỗ phùng sinh. Nhìn xem trong tay còn dư lại 3 viên thạch tiên quả, Đỗ Kiệt Bân nhếch miệng cười. Hắn biết dư lại 3 viên thạch tiên quả tuyệt đối có thể chống đỡ đến hoàn thành phong lôi tiên thể lễ rửa tội, làm hắn phong lôi tiên thể hoàn toàn thành hình. Lần này nhờ họa được phúc. Dương Nghị Vân là hắn phúc tinh. Đây là Đỗ Kiệt Bân giờ phút này trong lòng suy nghĩ. Kế tiếp nhìn đến Dương Nghị Vân cùng Yến Vô Sơn giao phong lúc sau, Đỗ Kiệt Bân không hề nghi muộn, vội vàng nhanh hơn phong lôi tiên thể lễ rửa tội, sớm hoàn thành là có thể sớm một chút trợ giúp Dương Nghị Vân. Mà Dương Nghị Vân cùng Yến Vô Sơn giao phong rốt cuộc bùng nổ. Ở sơn động đá vụn đại lạc hết sức, hai người giao phong hôi hổi từng người lui về phía sau. Dương Nghị Vân nắm chặt đồ long kiếm tay ở phát run, nhưng hắn lại đầy mặt đỏ bừng chi sắc, không hề có sợ hãi, hai tròng mắt chung ngược lại tràn ngập chiến ý hưng phấn. Bởi vì lúc này đây giao phong lúc sau, trong thân thể hắn muốn căng bạo cái loại cảm giác này ngược lại được đến phóng thích, làm càn khôn nói nguyên hấp thu vận chuyển thông thuận rất nhiều. Rốt cuộc hắn xem như trước sau một hơi nuốt vào 3 viên Mỹ Kim thật nói đan. Mà dựa theo bình thường logic, một cái sơ phẩm thiên tiên dùng một viên Mỹ Kim thật nói đan đều có thể một bước bước vào chân tiên chi cảnh. Khởi điểm hắn nuốt phục một cái Mỹ Kim thật nói đan, cảm giác càn khôn nói nguyên càng bổn liền không có ăn no, tiếp theo một hơi ở nuốt vào 2 viên Mỹ Kim thật nói đan, lại là thiếu chút nữa không căng bạo. Lúc này cùng Yến Vô Sơn hung hăng đối đánh, lại là nói không nên lời thoải mái. Dương mỗ nhân bực này tình huống, nếu là đổi làm mặt khác thiên tiên, đừng nói 3 viên Mỹ Kim thật nói đan, như vậy chính là 2 viên sợ cũng đã sớm nổ tan xác mà chết. Đâu giống hắn bực này quái thai, tuy rằng cũng có căng bạo nguy hiểm, nhưng cùng Yến Vô Sơn đánh một kích lúc sau, lại là thoải mái, trả lại cho càn khôn nói nguyên giảm sóc thời gian, bắt đầu bình thường hấp thu luyện hóa trong cơ thể khổng lồ tiên đan chi lực. Mỗ một khắc Dương Nghị Vân càn khôn nói nguyên bỗng nhiên chấn động, phát ra tới một tiếng rất nhỏ tiếng động. Oanh! Dương Nghị Vân nội tâm vui vẻ, hắn tu vi rốt cuộc đột phá một cái tiểu cảnh giới, từ sơ phẩm thiên tiên tu vi đột phá tới rồi trung phẩm thiên tiên cấp bậc. Hơn nữa như cũ còn ở bay lên trung. Ha ha ha, Yến Vô Sơn ở tới. Dương Nghị Vân cảm thụ tới nói không nên lời thoải mái, toàn thân trên dưới tràn ngập sự không song khổng lồ lực lượng, như cũ nghẹn đến mức hoảng. Hắn biết còn cần thông qua chiến đấu phóng thích trong cơ thể bàng bạc lực lượng, lấy này tới tăng lên tu vi cảnh giới. Cùng Yến Vô Sơn chiến đấu không chỉ có sẽ không ảnh hưởng hắn, ngược lại có thể kích thích phóng xuất ra trong cơ thể dư thừa lực lượng, xử chi càng thêm thoải mái. Làm tố loạn trong cơ thể lực lượng được đến cân bằng. Cuồng tiếu trung Dương Nghị Vân trở tay nuốt vào đệ nhị viên thạch tiên quả dùng để tăng mạnh chính mình phòng ngự. Dù sao hắn có thể đào tạo ra cuồn cuộn không ngừng thạch tiên quả, một viên thạch tiên quả phòng ngự duy trì 10 tức thời gian, kia hắn liền không ngừng cắn nuốt tới tăng cường lực phòng ngự. Tận lực làm chính mình không bị thương. Sát. Dương Nghị Vân cự kiếm lại lần nữa sát hướng Yến Vô Sơn mà đi. Bất quá lúc này Yến Vô Sơn lại là nội tâm quay cuồng lên, hắn không nghĩ tới tiểu tử này cùng hắn toàn lực một kích hạ, cư nhiên lần này không có chút nào bị thương, ngược lại là đột phá tu vi,
hơn nữa cảm nhận được Dương Nghị Vân trong cơ thể hơi thở ở như cũ ở nhanh chóng leo lên chung. Yến Vô Sơn nhớ tới phía trước Dương Nghị Vân cắn nuốt đan dược, trong lòng đại chấn, hắn liên tưởng đến Mỹ Kim Thật nói đan thượng. Âm thầm mắng, Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân này hai tiểu tử sợ là thật được đến luyện đan mật thất tiên đan. Không đủ lúc này cũng không thể nề hà, bởi vì Dương Nghị Vân chủ động đối hắn giết lại đây. Yến Vô Sơn lúc này không dám đại ý, hừ lạnh một tiếng, trong tay vầng sáng chợt lóe lúc sau, xuất hiện một kiện trung phẩm hạ đẳng tiên khí, lại là một cây đỏ đậm roi dài. Tên là Đốt Thiên Tiên. Cái này roi dài tiên khí vẫn là hắn hao phí đại đại giới được đến tới, một con dựng dưỡng ở trong cơ thể tay tiên nguyên chi lực tẩm bổ, đều là không dễ dàng sử dụng. Nhưng hiện tại Yến Vô Sơn cảm giác bất động dùng tiên khí không được, bởi vì Dương Nghị Vân tựa hồ càng đánh càng cường, hơn nữa tu vi bạo tăng. Đùng! Yến Vô Sơn trưởng tiên nơi tay, bỗng nhiên đối với Dương Nghị Vân chính là tia chớp một roi chiều tới. Giống! Đương Yến Vô Sơn rút ra tay thời điểm, roi dài hóa thành một cái hỏa mãng phát ra gầm lên giận dữ đối với Dương Nghị Vân cuốn tịch mà đi. Bát hoang về một, chảm mãng. Dương Nghị Vân cũng thét dài một tiếng, trong tay đồ long kiếm ở hoa sen đen thần hồn thêm vào dưới, thoáng hiện tám đóa hoa sen đen nháy mắt hợp nhất, hóa thành nhất kiếm. Hắn nhìn Yến Vô Sơn một roi này tử chiều tới, đồng dạng không dám đại ý. Tiên khí vẫn là không yếu tiên khí roi dài. Nhìn hóa thành một cái thiêu đốt ngọn lửa mãng xà roi dài đột kích, Dương Nghị Vân nheo lại mắt chém ra nhất kiếm. Ầm ầm ầm. Lại lần nữa giao phong lúc sau, cái này toàn bộ sơn động cảm giác muốn sụp đổ. Yến Vô Sơn trưởng tiên có ngọn lửa, Dương Nghị Vân nhất kiếm ngạnh chém qua đi, như cũ là cứng đối cứng. Ngọn lửa cuốn tịch bao phủ hắn. Bất quá Yến Vô Sơn roi dài hóa thành ngọn lửa chi mãng cũng bị hắn chém trở về. Khổng lồ lực lượng va chạm lại đây. Cực nóng ngọn lửa nháy mắt dính chọc ở trên người hắn. Dương Nghị Vân lui về phía sau mấy chục mét dừng lại, nhưng lại một chút không có để ý trên người ngọn lửa, bởi vì hắn có tiên y trong người, hơn nữa vẫn là băng hàn thuộc tính tiên y, luận tiên khí cấp bậc, Dương Nghị Vân trên người tiên y chính là trung phẩm tiên khí đỉnh, cho nên thực mau trên người ngọn lửa đã bị tiên y phát ra hàn khí tưới diệt. Ầm ầm ầm. Mà lúc này Dương Nghị Vân trong cơ thể liên tiếp phát ra ba tiếng nặng nề rung động. Lại là một hơi đột phá tới rồi sơ phẩm chân tiên chi cảnh. Từ giữa phẩm thiên tiên đến, thượng phẩm thiên tiên lại đến đại viên mãn đột phá, trực tiếp đột phá tới rồi chân tiên chi cảnh. Trong cơ thể ba viên Mỹ Kim Thật nói đan lực lượng bị càn khôn nói nguyên hấp thu sạch sẽ. Đối diện, Yến Vô Sơn ngây ngẩn cả người, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Dương Nghị Vân. Đây là làm sao vậy? Tiểu tử này ngắn ngủn vài phút thời gian nội liền từ sơ phẩm thiên tiên chi cảnh bước vào sơ phẩm chân tiên chi cảnh. Loại này tốc độ tu luyện có thể nói biến thái. Hơn nữa mấu chốt vẫn là ở chiến đấu dưới tình huống đột phá. Giờ phút này Yến Vô Sơn trong lòng sông cuộn biển gầm. Hắn tế ra tiên khí đốt thiên tiên, một roi ngược lại chịu đến Dương Nghị Vân đột phá tới rồi chân tiên chi cảnh. Yến Vô Sơn trong lòng cảm giác có điểm đổ, cũng có chút không ổn. Oanh! Lúc này càng không ổn tình huống xuất hiện. Ngay sau đó một tiếng nổ vang từ bên kia vang lên, Yến Vô Sơn quá quen thuộc loại này thanh âm, đây là tu vi đột phá thanh âm. Đảo mắt nhìn lại lại là Đỗ Kiệt Bân đứng lên, toàn thân tản ra khổng lồ vô cùng hơi thở. Hảo gia hỏa không nghĩ tới Đỗ Kiệt Bân cũng ở ngay lúc này đột phá tới rồi chân tiên chi cảnh. Cái này Yến Vô Sơn có chút há hốc mồm. Hai cái hắn phải giết con kiến ở chỉ chớp mắt công phu lại là tất cả đều đột phá tới rồi chân tiên chi cảnh. Hắn muội này còn muốn như thế nào chơi? Hiện tại, toàn trường chỉ có Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân là chân tiên hành trình, mà giữa sân bao gồm hắn ở bên trong tất cả đều là thiên tiên chi cảnh. Đây chính là kém một cái đại cảnh giới xe cự. Thiên tiên cùng chân tiên chi cảnh, một chữ chi kém, lại là có tuyệt đối hồng câu tồn tại. Bởi vì ở thiên tiên giai đoạn chủ yếu tu luyện vẫn là tiên nguyên lực, lấy tiên nguyên lực tới cường hóa chính mình thân thể hoặc là nói tiên thể, nói trắng ra là còn ở căn cơ vấn đề. Mà ở chân tiên chi cảnh liền bất đồng, chân tiên chi cảnh chú ý chính là một cái thật, thật cái này tự ở tu tiên chi đạo là cái thiên mệnh đề. Trở lại nguyên trạng, chân ngã bản tâm bản tính, thật tự tại, đại tự tại, coi trọng chính là chân thật đại đạo, cái này cảnh giới là tiên đạo nghênh ngang vào nhà, cũng là tiên nguyên chi lực một lần thăng hoa. Làm trong cơ thể thiên nguyên chi lực càng thêm dày nặng tinh thuần từ từ, mà ở hiểu được thượng càng thêm gần sát đại đạo, cảnh giới thượng bước lên một cái khác bậc thang, đi lĩnh ngộ pháp tắc thời điểm càng thêm rõ ràng,
có thể tìm phù hợp chính mình thuộc tính pháp tắc chi lực từ từ. Tóm lại chân tiên chi cảnh cùng thiên tiên chi cảnh xưa đâu bằng nay, kém khá xa. Trên thực tế tiên đạo cảnh giới, mỗi một cái cảnh giới chi gian đều là có phi thường đại khác nhau tồn tại, một tiên một ngày thang. Lúc này Yến Vô Sơn trong lòng kỳ thật đã bắt đầu phát mao. Ở Đại La Tiên Phủ chung, có cảnh giới hạn chế, giới hạn trong thiên tiên cảnh giới có thể vào, hắn cái này kim tiên nếu là đặt ở bên ngoài, đối mặt hai cái chân tiên hắn tự hành tùy tay là có thể diệt chi. Nhưng hiện tại hoàn cảnh bất đồng, tình cảnh không đúng. Hắn Yến Vô Sơn ở Đại La Tiên Phủ là áp chế cảnh giới tiến vào. Hơn nữa trả giá đại giới rất lớn, hiện tại liền tính là tưởng một lần nữa khôi phục kim tiên chi cảnh, cũng là không có khả năng. Mặt khác, Đại La Tiên Phủ hạn chế tiến vào cảnh giới cấp bậc, chính là ở Đại La Tiên Phủ bên trong nếu là đột phá, còn lại là không chịu nơi đây thiên đạo pháp tắc hạn chế. Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân nhưng đều là ở Tiên Phủ chung đột phá tới rồi chân tiên chi cảnh, chút nào sẽ không chịu ảnh hưởng. Lúc này nếu là ở chém giết lên, Yến Vô Sơn trong lòng chính là một chút đều không có tự tin, chẳng sợ hắn là có kim tiên kinh nghiệm chiến đấu, nhưng ở chỗ này là uổng phí. Cảnh giới áp chế liền hắn kim tiên thủ đoạn ở chỗ này là thi triển không ra. Bất quá so sánh với tới, hắn chung quy là kim tiên, có kim tiên chi thân, chỉ cần kim tiên chi thân phòng ngự liền không phải chân tiên có thể dễ dàng lay động. Nghĩ đến đây Yến Vô Sơn trong lòng bình yên không ít. Bất quá trước mắt Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân trước sau là đại phiền toái. Đối mặt hai cái đinh trong mắt, Yến Vô Sơn đối với bốn phía thiên tiên trầm giọng nói, đại gia cùng nhau thượng. Thừa dịp bọn họ cảnh giới không xong, cùng nhau chém giết bọn họ không là vấn đề. Này hai tiểu tử trên người có vô thượng đan dược, càng là được đến nơi đây rất nhiều pháp bảo, giết bọn họ đại gia cùng chung bọn họ trên người tiên đan pháp bảo. Đối với Yến Vô Sơn mặt dày vô sỉ, Dương Nghị Vân trong lòng cười lạnh, đích xác hắn cùng Đỗ Kiệt Bân mới vừa vào chân tiên chi cảnh, nhưng không nhất định liền cảnh giới không xong, dù sao hắn hiện tại là cả người thoải mái, cảm thấy lực lượng vô cùng. Đến nỗi Đỗ Kiệt Bân nhìn qua cũng không kém, lúc này Dương Nghị Vân có thể cảm nhận được Đỗ Kiệt Bân trong cơ thể có đặc thù lực lượng tồn tại, có phong lôi chi lực, tựa hồ ở hắn sau khi đột phá cả người hơi thở hoàn toàn thay đổi. Tuyệt đối cũng không phải sẽ là thành tựu bình thường chân tiên. Hai người không hẹn mà cùng liếc nhau. Dương Nghị Vân xem khẩu nói, Yến Vô Sơn giao cho ta, những người khác giao cho ngươi, có hay không vấn đề. Đỗ Kiệt Bân lúc này chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn không chỉ có nhờ họa được phúc, hoàn thành phong lôi tiên thể mở ra lễ rửa tội, càng là đột phá tới rồi chân tiên chi cảnh. Hiện tại thân ở một loại phi thường cảnh giới kỳ diệu chung, đối mặt bốn phía tới gần lại đây thiên tiên, Đỗ Kiệt Bân cảm giác chính mình giơ tay nhấc chân chi gian là có thể xử lý bọn họ. Đương nhiên cũng biết này chỉ là bước vào chân tiên chi cảnh sau một loại hiểu được trạng thái, chân chính chém giết lên, đối mặt mấy chục danh thiên tiên là tuyệt đối không như vậy dễ dàng. Bất quá cũng không có gì, dù sao cũng sẽ không khó khăn. Nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, tự tin cười nói, giao cho ta không thành vấn đề. Hảo, ta sát Yến Vô Sơn. Dương Nghị Vân đồng dạng tự tin tràn đầy. Không có người biết hắn lúc này trong cơ thể biến hóa, dù sao lúc này đối mặt Yến Vô Sơn, hắn cảm giác có thể đem Yến Vô Sơn đánh bạo, không có bất luận vấn đề gì. Vậy giết đi Đỗ Kiệt Bân dứt lời lúc sau, nhìn về phía bốn phía tiên nhân, sát ý hôi hổi. Hai mắt đều thành màu đỏ, hắn trong óc hiện lên lão mộ cùng A Thiện tự bạo hình ảnh. Lão mộ A Thiện trên danh nghĩa là trong nhà trưởng bối phái cho hắn tùy tùng, nhưng mà từ nhỏ liền đi theo hắn, nhưng hiện tại vì hắn lại là tự bạo, đều là bị những người này cấp bức bách. Đỗ Kiệt Bân đôi mắt đỏ bừng một mảnh. Sát! Bỗng nhiên Đỗ Kiệt Bân giống giận, hô lên một cái sát tự. Trong tay chiết sát quang mang đại tác, bỗng nhiên chấp động có cường đại tiên nguyên lực bùng nổ. Hóa thành từng đạo dòng khí tứ tán mà đi. Đỗ Kiệt Bân dẫn đầu ra tay. Hắn mang theo sát ý, phải cho lão mộ cùng A Thiện báo thù. Mà Dương Nghị Vân lúc này cũng theo dõi Yến Vô Sơn, đối với Yến Vô Sơn, Dương Nghị Vân lúc này nắm chắc nhưng 10 phần. Phía trước ở sơ phẩm thiên tiên chi cảnh hắn đều có thể cùng Yến Vô Sơn chống chọi, lúc này bước vào chân tiên chi cảnh sau, liền càng là không chỗ nào cố kỵ. Trong cơ thể càn khôn nói nguyên, Dương Nghị Vân phát hiện cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Phía trước dung hợp càn khôn hồ trong vòng hắc bạch năng lượng sau, hắn nói nguyên liền biến thành hắc bạch chi sắc, chuẩn xác mà nói là lưỡng nghi chi sắc, là cái âm dương đan. Mà ở hắn bước vào chân tiên chi cảnh sau, lại là phát hiện càn khôn nói nguyên thượng xuất hiện bốn điều khắc văn,
trong đó một cái khắc văn là lóe sáng dựng lên, còn lại ba điều khắc văn là ảm đạm không ánh sáng. Đối này Dương Nghị Vân không quá minh bạch là có ý tứ gì. Nhưng lại có thể cảm nhận được, lóe sáng một cái khắc văn bên trong ẩn chứa phi thường cường đại năng lượng. Hơn nữa tựa hồ bực này năng lượng còn cùng tiên nguyên lực có điều bất đồng, cũng không biết là cái gì, nghĩ quay đầu lại tìm Càn Khôn Hồ Chi Linh dò hỏi. Bất quá lúc này chủ yếu vẫn là đối phó Yến Vô Sơn đi. Lão Mộ cùng A Thiện đã chết, Dương Nghị Vân không cần hỏi cũng đều đoán được cùng Yến Vô Sơn những người này có quan hệ. Đối này Lão Mộ cùng A Thiện, Dương Nghị Vân ấn tượng không tồi, cũng lòng có áy náy, bởi vì ở hắn xem ra, Lão Mộ cùng A Thiện thậm chí là Đỗ Kiệt Bân đều là chịu hắn liên lụy. Nàng chém giết đại thanh thế giới đệ nhất tiên môn thượng huyền tiên môn người thừa kế Yến Năm Thước, lúc này Yến Vô Sơn tìm tới tất nhiên là hướng về phía hắn tới, phía trước hắn nghe xong thần ma điểu nói tiến vào đan lô trong vòng, tới rồi ngầm mật thất được đến kỳ quân tiên nhân truyền thừa, đương Yến Vô Sơn tìm được thời điểm không phát hiện người của hắn. Yến Vô Sơn lửa giận tự nhiên đặt ở Đỗ Kiệt Bân trên người, mà Lão Mộ cùng A Thiện là Đỗ Kiệt Bân trung thực tùy tùng, tự nhiên sẽ bảo hộ Đỗ Kiệt Bân đào tẩu, do đó hy sinh chính bọn họ. Chỉ tiếc hắn ra tới chậm một bước. Hiện tại đối mặt Yến Vô Sơn cái này đầu sỏ gây tội, Dương Nghị Vân trong lòng mặc niệm, Lão Mộ, A Thiện ta cho các ngươi báo thù. Giờ phút này Dương Nghị Vân trong tay dẫn theo đồ long kiếm, một cái lắc mình trực tiếp nhằm phía Yến Vô Sơn. Yến Vô Sơn chịu chết đi. Lúc này hắn cũng không mượn dùng hoa sen đen lực lượng, hoàn toàn liền điều động trong cơ thể tự thân lực lượng, rót vào ở đồ long kiếm nội, gần người mà đi. Tu Vi bước vào chân tiên chi cảnh sau, mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ các phương diện đều đạt tới một cái chính hắn cũng chưa nghĩ đến nông nỗi. Một cái lắc mình liền đến Yến Vô Sơn trước người một mét chỗ, quả thực là quỷ mị tốc độ. Nhất kiếm đối với Yến Vô Sơn liền bổ đi xuống. Mà Yến Vô Sơn cũng bị Dương Nghị Vân dọa một cái. Không nghĩ tới tiểu tử này tốc độ mau tới rồi bực này trình độ, hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước ở ngoài. Chân tiên chi cảnh tốc độ hắn ở hiểu biết, tuyệt đối không đạt được bực này tốc độ, Dương Nghị Vân hiện tại cho hắn cảm giác, chỉ cần tốc độ tựa hồ đều có thể cùng kim tiên cấp bậc so sánh với. Yến Vô Sơn nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra, hấp tấp chung múa may trong tay đốt thiên tiên đối với Dương Nghị Vân đổ long kiếm quất đánh qua đi. Ầm vang, hai người giao phong, ở một tiếng vang lớn chung. Yến Vô Sơn hôi hổi lùi lại, trong tay đốt thiên tiên đại chấn, ngay sau đó mặt trên ngọn lửa cùng quang mang ám đạo vô cùng đi xuống. Yến Vô Sơn vừa thấy trong lòng đều bắt đầu lấy máu, hắn phát hiện này một kích lúc sau hắn đốt thiên tiên cư nhiên che kín vết rách. Đây là dùng bản mạng tiên hồn tẩm bổ tiên khí, một chút đã bị Dương Nghị Vân nhất kiếm bị thương nặng. Bản mạng tiên khí liên tiếp tiên hồn, tiên khí bị hao tổn đầu tiên thương đến chính là tiên hồn. Hơn nữa cường đại hồn hậu lực lượng kinh sợ dưới, Yến Vô Sơn phốc một chút hộc ra một ngụm lão huyết. Yến Vô Sơn cả người đại chấn, hắn cảm nhận được, Dương Nghị Vân hiện tại thực lực đã cường đại tới rồi một cái hắn không dám tưởng tượng nông nỗi, giờ phút này hắn tuyệt đối không phải là Dương Nghị Vân đối thủ. Bị thương nháy mắt, Yến Vô Sơn quay người lại nhanh chóng quyết định liền phải trốn. Hắn là kim tiên áp chế cảnh giới cáo già, biết ở Đại La Tiên Phủ hắn lưu lại cùng Dương Nghị Vân dây dưa chính là chịu chết. Đơn giản dứt khoát trốn đi, chạy đi ở Đại La Tiên Phủ bên ngoài, huynh trưởng Yến Vô Lượng mang theo môn trung trưởng lão thủ, tới rồi ngoại giới, chính là hắn 10 cái Dương Nghị Vân cũng chẳng lẽ vừa chết. Nhưng mà Yến Vô Sơn muốn chạy trốn. Dương Nghị Vân sẽ cho hắn cơ hội sao? Sao lại nhìn không ra tới, Yến Vô Sơn muốn chạy trốn? Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng, thúc giục toàn thân lực lượng, lần thứ hai lắc mình, không có đuổi theo Yến Vô Sơn. Ngược lại thẳng đến sơn động xuất khẩu, nhất kiếm đối với đại môn đánh xuống. Oanh! Xôn xao sơn động cửa bị tảng đá lớn phong kín, chặn Yến Vô Sơn đường đi. Còn muốn chạy trốn, môn đều không có. Dương Nghị Vân cười lạnh, trở tay đối với Yến Vô Sơn xuất kiếm. Ầm ầm ầm! Liên tiếp tam kiếm lúc sau, Yến Vô Sơn ở hoảng sợ trung bay ngược hung hăng đánh vào đại sảnh trên vách tường, trong tay hắn tiên khí đốt thiên tiên cắt thành vài đoạn. Oa! Phốc, đừng giết ta là thượng huyền tiên môn tiên chủ Yến Vô Lượng đệ đệ, người giết ta tất nhiên sẽ không có hảo kết quả. Giờ phút này Yến Vô Sơn trọng thương dưới bắt đầu xin tha. Dương Nghị Vân nheo lại mắt, thu hồi đồ long kiếm, một bước bước ra thẳng đến Yến Vô Sơn chém ra nắm tay nói, ngươi chính là Diêm Vương gia đệ đệ, tiểu gia cũng chiếu sát không lầm, chết. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân giơ lên nắm tay, bộc phát ra lộng lẫy kim quang.
trong lòng vừa động trực tiếp thi triển ra chí tôn thần thông trung kim cương ấn, bỗng nhiên đối với Yến Vô Sơn một quyền nện xuống. Chạm vào. Một tiếng nặng nề chung, huyết vụ văng khắp nơi. Yến Vô Sơn bị Dương Nghị Vân một quyền trực tiếp đánh bạo, hóa thành huyết vụ. Hồ nói muốn đánh bạo ngươi liền phải đánh bạo ngươi. Nhìn trên mặt đất máu loãng thịt nát, Dương Nghị Vân tự nói. Yến Vô Sơn tương đương bị hắn tính áp đảo nháy mắt hạ gục. Đương nhiên đây là ở chiếm cứ bẩm sinh hoàn cảnh điều kiện hạ mới có thể hoàn thành, hắn nếu không phải bước vào chân tiên chi cảnh, mà Yến Vô Sơn cũng không phải áp chế cảnh giới nói, cũng không dễ dàng như vậy là có thể xử lý Yến Vô Sơn. Giờ phút này bên kia Đỗ Kiệt Bân cùng 7-80 danh thiên tiên chiến đấu còn ở tiếp tục. Đối với Đỗ Kiệt Bân mà nói tuy rằng tu vi bước vào chân tiên chi cảnh, nhưng một người đối mặt nhiều như vậy thiên tiên cũng vẫn là thực cố hết sức. Rốt cuộc đều là thiên tiên đại viên mãn chi cảnh. Dương Nghị Vân dưới chân vừa động, đồ long kiếm nơi tay, nháy mắt liền gia nhập chiến đấu. Giờ này khắc này Dương Mẫu Nhân ra tay, liền giống như lang nhập Dương Đàn. Từ căn bản đi lên nói, Dương Mẫu Nhân căn cơ liền xa xa cường đại quá cùng cấp bậc tiên nhân, hiện tại tu vi một chút từ sơ phẩm thiên tiên đột phá đến sơ phẩm chân tiên lúc sau, liền càng là như cá gặp nước, đối phó khởi mấy ngày này tiên, quả thực chính là một hồi tàn sát. Lại còn có một cái đều là chân tiên chi cảnh Đỗ Kiệt Bân, liền càng thêm khủng bố. Hai người lẫn nhau phối hợp dưới, một hồi nghiêng về một phía tàn sát bắt đầu rồi. Chiến đấu nổ vang cùng tiếng kêu thảm thiết phập phồng không ngừng dựng lên. Ngắn ngủn 5-6 phút lúc sau, chiến đấu kết thúc. Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân hai người cả người đều là vết máu, đương nhiên này không phải bọn họ tự thân vết máu. Lẫn nhau liếc nhau, hai người cười ha ha. Vân Tử chúc mừng, Đỗ Kiệt Bân mở miệng. Lão Đỗ cũng chúc mừng ngươi. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười. Hai người đều biết chúc mừng chính là đối phương tu vi. Đỗ Kiệt Bân nói, lần này có thể đột phá, nhiều nhanh ngươi cấp thạch tiên quả, nếu không với ta mà nói sẽ là một hồi tai nạn, bất tử cũng hảo luận phế nhân. Lời này nói như thế nào? Dương Nghị Vân có chút kỳ quái, hắn phía trước tuy rằng cũng nhìn đến quá Đỗ Kiệt Bân toàn thân hơi thở không đúng, khá vậy không có thời gian dò hỏi quá. Kế tiếp Đỗ Kiệt Bân đem chính mình trong cơ thể phát sinh sự đối Dương Nghị Vân giảng thuật một lần, đối Dương Nghị Vân Đỗ Kiệt Bân không có ở đi giấu giếm cái gì, gần nhất là đem hắn đương bằng hữu, thứ hai còn lại là hai người đã trải qua sinh tử khảo nghiệm, hữu nghị càng tiến thêm một bước, cũng không có gì hảo giấu giếm. Đương nói đến lão mộ cùng A Thiện trước sau tự bảo hết sức, Đỗ Kiệt Bân như cũ vành mắt đỏ hồng, đối với đại sảnh mở miệng, lão mộ A Thiện các ngươi có thể an giấc ngàn thu, ta cùng Vân Tử cho các ngươi báo thù. Các ngươi hy sinh không uổng phí, ta hoàn toàn mở ra phong lôi thiên thể, càng là một bước vào chân tiên chi cảnh. Đỗ Kiệt Bân an ủi lão mộ cùng A Thiện trên trời có linh thiêng. Dương Nghị Vân mang theo áy náy nói, lão Đỗ thực xin lỗi, là ta liên lụy các ngươi. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Đỗ Kiệt Bân giơ tay ngăn cản nói, này cùng ngươi không có quan hệ, thượng huyền tiên môn từ trước đến nay đều là không coi ai ra gì ngang ngược kiêu ngạo thói quen, Yến Vô Sơn muốn giết ta. Căn bản sẽ không để ý cái gì, liền tính không có người sát Yến Nam Thước, hôm nay đổi thành là những người khác, Yến Vô Sơn cũng như cũ sẽ như thế. Người cũng không cần có hổ thẹn, tiên môn chi gian tranh đấu, trong tối ngoài sáng trước nay liền không có dừng lại quá, hơn nữa Yến Nam Thước cái kia vương bát đản, ta đã sớm nhìn không thuận mắt, đã chết mới hảo. Lại nói phúc họa tương y ta cũng không bởi vì lần này việc, thành công mở ra ta phong lôi tiên thể, càng là bước vào chân tiên chi cảnh. Này cũng coi như là số trời, cùng ngươi không quan hệ, nhớ kỹ ở tiên giới hành tẩu, không có gì liên lụy không liên lụy, chỉ có thực lực mạnh yếu chi phân, nắm tay đại tài là thật đạo lý. Giờ phút này Đỗ Kiệt Bân nhìn qua thành thục rất nhiều, nhưng Dương Nghị Vân nghe hắn nói lời nói lại là có đạo lý. Đích xác mặc kệ là tu chân giới, vẫn là tiên giới, vĩnh viễn đều là cường giả vi tôn. Kẻ yếu là không có đạo lý nhưng giảng. Theo sau Dương Nghị Vân cũng đối Đỗ Kiệt Bân giảng thuật hắn phía trước tiến vào đan lô việc, đương nhiên đan lô mở ra thời điểm, là thần ma điều nói cho hắn điểm này không có nói, không cần thiết. Còn có chính là hắn được đến thanh liên tiên hỏa điểm này Dương Nghị Vân chưa nói, không phải không tín nhiệm Đỗ Kiệt Bân, mà là lại nói tiếp hắn cùng Đỗ Kiệt Bân đều không xem như cường giả, thanh liên tiên hỏa chính là tiên giới danh liệt tiền tam tiên hỏa, không phải là nhỏ. Hoài Bích có tội này một cái ở tiên giới đồng dạng là tồn tại. Nói đối chính hắn cùng Đỗ Kiệt Bân cũng không tất là chuyện tốt. Ít nhất ở Dương Nghị Vân cảm thấy không có tuyệt đối tự bảo vệ mình thực lực phía trước, là sẽ không giảng ra.
Đương nhiên mặt khác Dương Nghị Vân có thể nói tất cả đều nói cho Đỗ Kiệt Bân, bao gồm kỳ quân đan sách chung ghi lại ba loại quan trọng đan phương, Mỹ Kim Thật Nói Đan, Mỹ Kim Đại La Đan, Mỹ Kim Hỗn Nguyên Đan Phương. Chờ nói xong lúc sau, Dương Nghị Vân lấy ra một cái ngọc giản giao cho Đỗ Kiệt Bân nói, lão Đỗ ba cái hoàn chỉnh đan phương ta đều ký lục ở trong ngọc giản, hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Đối với Dương Nghị Vân thẳng thắn thành khẩn cùng đưa qua ngọc giản, Đỗ Kiệt Bân phi thường cảm động, hắn biết chính mình ánh mắt không nhìn lầm, quả nhiên giao một cái đáng giá cả đời quý trọng bằng hữu. Ba cái đan phương Đỗ Kiệt Bân nhận lấy, cũng không có cùng Dương Nghị Vân làm ra vẻ, bởi vì hắn yêu cầu, bọn họ Thái Thanh Tiên môn yêu cầu. Kết quả ngọc giản lúc sau, Đỗ Kiệt Bân có chút kích động, ngẫm lại sau như cũ mở miệng nói, Vân tử tuy rằng có chút làm ra vẻ, nhưng ta còn là nói tiếng cảm ơn, này ba cái đan phương có lẽ có thể làm chúng ta Thái Thanh Tiên môn tránh thoát một lần kiếp nạn, thậm chí là bước vào một cái tân độ cao. Nói thật lẽ ra đây là thuộc về ngươi cơ duyên, nhưng ta thật không có biện pháp cự tuyệt, lần này cùng Thượng Huyền Tiên môn hoàn toàn xé rách thể diện, chờ sau khi rời khỏi đây, thậm chí sẽ liên lụy chúng ta Thái Thanh Tiên môn. Dựa theo Thượng Huyền Tiên môn yến vô lượng bá đạo, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, tất nhiên sẽ đối chúng ta Thái Thanh Tiên môn khai chiến, cùng yến vô lượng khai chiến chúng ta Thái Thanh Tiên môn không sợ chút nào, nhưng lại kiêng kỵ chính là Thượng Huyền Tiên môn sau lưng thế lực, kia không phải chúng ta Thái Thanh Tiên môn có thể đắc tội khởi thế lực. Đỗ Kiệt Bân nói tới đây sau, Dương Nghị Vân nhìn không được đánh gãy hỏi, Thượng Huyền Tiên môn sau lưng thế lực. Lời này là nói như thế nào? Đỗ Kiệt Bân trân trọng nói, Thượng Huyền Tiên môn sở dĩ có thể xưng là Đại Thanh Tiên Sơn thế giới đệ nhất tiên môn thực lực, không phải bởi vì Thượng Huyền Tiên môn có bao nhiêu cường hãn, liền tính là Thượng Huyền Tiên dòng dõi một cao thủ yến vô lượng, cũng chính là một cái kim tiên đại viên mãn tu vi, mà Đại Thanh Tiên Sơn thế giới, 10 đại tiên môn môn chủ, các đều là kim tiên, danh liệt sau 5 tên tiên môn môn chủ tu vi ít nhất đều là thượng phẩm kim tiên cấp bậc, trước 5 tiên môn môn chủ nhưng đều là kim tiên đại viên mãn cấp bậc. Đại gia tiên môn trên thực lực không sai biệt mấy, nhưng Thượng Huyền chính là đệ nhất tiên môn, đây là bởi vì Thượng Huyền tiên môn sau lưng dựa thượng chính là một vị Hỗn Nguyên nói tiên, Yến Vô Sơn có cái muội muội trở thành vị nào Hỗn Nguyên nói tiên tiểu thiếp, cho nên Thượng Huyền tiên môn trở thành Đại Thanh Tiên Sơn đệ nhất thế lực. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, đắc tội Thượng Huyền tiên môn chính là đắc tội Yến Vô Sơn sau lưng Hỗn Nguyên nói tiên. Hỗn Nguyên nói tiên a, kia không phải chúng ta Thái Thanh tiên môn có thể đắc tội khởi. Lời nói ở đây Đỗ Kiệt Bân trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ cùng cảm khái. Dương Nghị Vân lại nhìn không được hỏi, nếu Thượng Huyền Tiên môn có thể dựa thượng một cái Hỗn Nguyên nói tiên làm chỗ dựa, chẳng lẽ các ngươi mặt khác tiên môn liền không được sao? Nghe Dương Nghị Vân nói xong, Đỗ Kiệt Bân cười khổ nói, xem ra ngươi thật đúng là cái xuất nhập tiên giới tay mơ, đối tiên giới một chút đều không hiểu biết, ha ha, ngươi khả năng không biết một cái Hỗn Nguyên nói tiên ở tiên giới tới nói ý nghĩa cái gì. Nghe tới tiên giới tiên đạo chín đại cảnh giới, nhưng mà mỗi một cái cảnh giới chi gian tăng lên vượt qua, dữ dội gian nan, xa không phải tu giả giới tu chân có thể so sánh, liền giống như Đại Thanh Tiên Sơn thế giới, lớn như vậy một tòa tiên sơn, tu vi tối cao mới là kim tiên cấp bậc, hơn nữa toàn bộ Đại Thanh Tiên Sơn thế giới kim tiên tổng cộng thêm lên không vượt qua 20 cái. Người nói một chút cảnh giới tăng lên dễ dàng sao, huống chi là kim tiên phía trên Đại La Thượng Tiên, trở lên đi Hỗn Nguyên nói tiên. Có thể trở thành Hỗn Nguyên nói tiên ở tiên giới có thể nói đã là có thể đi được tiên giới phần lớn địa phương tồn tại. Cảnh giới nói đến, kim tiên phía trước mấy cái liền không nói, liền nói kim tiên lúc sau đi, đối Đại La Thượng Tiên miêu tả là, như Đại La mà thành tiên thượng tiên, Hỗn Nguyên nói tiên liền càng khó lường, có đạp Hỗn Nguyên mà nói ra pháp tùy khái quát, đến nỗi Hỗn Nguyên phía trên tiên vương, kia sẽ là có được một mảnh thiên địa tồn tại cao thủ. Lấy này loại suy, tu vi cảnh giới càng cao. Ở tiên giới địa vị thực lực càng là tôn sùng, đối có một cái Hỗn Nguyên nói tiên tới nói, kim tiên cấp bậc tồn tại, đều chỉ là con kiến, có thể nói Đại La dưới toàn vì con kiến. Tưởng dựa thượng một cái Hỗn Nguyên nói tiên kỳ thật dễ dàng như vậy. Nói thật đừng nói Hỗn Nguyên nói tiên cấp bậc tồn tại, cho dù là Đại La thượng tiên, đối mặt kim tiên cũng không nhất định có thể con mắt tương đối. Thượng Huyền tiên môn sở dĩ có thể dựa thượng cho rằng Hỗn Nguyên nói tiên. Là bởi vì Yến Vô Lượng có một cái yêu mị muội muội trở thành vị nào Hỗn Nguyên nói tiên nho nhỏ thiếp, bằng không Hỗn Nguyên nói tiên có thể coi trọng hắn Yến Vô Sơn một cái kim tiên mới là lạ. Muốn dựa thượng một cái Hỗn Nguyên nói tiên, không có xuất chúng thủ đoạn, hoặc là lấy đến ra tay đồ vật, tưởng đều đừng nghĩ. Những năm gần đây kỳ thật chúng ta Thái Thanh Tiên môn cũng không nhàn rỗi, cũng ở tìm ra lộ, không làm,
cùng Thượng Huyền Tiên Môn cùng tồn tại một phương tiên sơn thế giới, nhưng Thượng Huyền Tiên Môn hành sự càng thêm không kiêng nể gì, không tìm cái đường ra là không được. Ngàn năm trước ông nội của ta mang theo du lịch rèn luyện, ngẫu nhiên quá cho rằng Hỗn Nguyên nói tiên, ta trong cơ thể có phong lôi chi lực sự, vẫn là vị nào Hỗn Nguyên nói tiên nhìn ra tới, lưu lại quá một câu, nếu là bước vào có thể mở ra phong lôi tiên thể, nhưng đi tìm hắn bái sư, đáng tiếc sự ta vẫn luôn đều không có mở ra phân phong lôi tiên thể. Cho nên không đi tìm vị nào Hỗn Nguyên nói tiên, nhưng hiện tại không giống nhau, ta mở ra phong lôi tiên thể, có tư cách đi tìm vị nào Hỗn Nguyên nói tiên bái sư, đương nhiên nếu ta mang theo này ba cái đan phương tiến đến, là có thể làm vị nào Hỗn Nguyên nói tiên ra tay giúp chúng ta Thái Thanh Tiên Môn. Ở tiên giới có đôi khi cao thủ hạng người càng thêm coi trọng ích lợi, người cho ta này ba cái đan phương, giúp ta đại ân, phân tử nếu là ta có thể bái sư thành công, nhất định sẽ hướng vị kia Hỗn Nguyên nói tiên đề cử ngươi. Lấy ngươi thiên tư hắn nhất định sẽ nhận lấy ngươi, còn có một chút là, ta nghe Gia Gia nói qua, năm đó chúng ta đụng tới vị kia Hỗn Nguyên nói tiên, địa vị phi phàm, chưa chừng là nào đó tiên vương ngồi xuống, muốn thật là như vậy, chúng ta đều sẽ bước lên một mảnh đường bằng phẳng. Giờ phút này Đỗ Kiệt Bân lời nói đến cuối cùng, tràn ngập hướng về chi sắc. Nhưng Dương Nghị Vân lại là cười cười không nhiều lời, hắn là có sư phụ người, hơn nữa hắn sư phụ, hắc hắc, nói ra sợ đả kích Đỗ Kiệt Bân. Cho nên chỉ là cười cười không nhiều lời. Bất quá có thể giúp được Đỗ Kiệt Bân hắn trong lòng cũng cao hứng. Kế tiếp hai người lưu qua sau, quét tước chiến trường, từ thượng trăm thiên tiên trên người đạt được 2000 nhiều hạ phẩm tiên thạch, cùng một ít tầm thường tiên đan. Tuy rằng đã phát một bút đại tài, hai người ngang nhau chia đều. Vốn dĩ Đỗ Kiệt Bân được đến ba cái đan phương chết sống liền không cần tiên thạch cùng đan dược, nhưng ở Dương Nghị Vân kiên trì hạ, đành phải nhận lấy. Từ sau hai người cơ tình lại tiến thêm một bước. Theo sau bổ ra sơn động, Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân đi ra hạ sơn động, một cái đại chu thiên sau, về tới mặt đất. Ra tới lúc sau, hai người thương nghị một phen, hiện tại hẳn là đến đi ra ngoài lúc. Dù sao nên được đến cũng được đến, ở lưu lại nơi này cũng không ý nghĩa, mấu chốt là Đại La Tiên Phủ bế quan đã đến giờ. Tới rồi xuất khẩu nơi khi, Dương Nghị Vân đột nhiên ngừng lại. Hắn đột nhiên nhớ tới Yến Vô Sơn trước khi chết lời nói, tựa hồ Thượng Huyền Tiên Môn môn chủ Yến Vô Lượng mang theo một chúng trưởng lão canh giữ ở Đại La Tiên Phủ ở ngoài. Dương Nghị Vân nhớ tới dựa theo Yến Vô Sơn trước khi chết cách nói, hắn huynh trưởng Yến Vô Lượng mang theo Thượng Huyền Tiên Môn một chúng trưởng lão đổ ở bên ngoài, không biết tin tức này là thật là giả, dù sao Dương Nghị Vân đều cảm thấy nếu muốn một cái ứng đối chi sách, nếu không đi ra ngoài sẽ có hại. Làm sao vậy? Đỗ Kiệt Bân xem Dương Nghị Vân sắc mặt không đúng. Yến Vô Sơn trước khi chết nói chuyện, Yến Vô Lượng mang theo Thượng Huyền Tiên Môn một chúng trưởng lão liền ở tiên phủ bên ngoài, chúng ta ngẫm lại ứng đối chi sách không thể tùy tiện đi ra ngoài, nếu không sẽ có hại. Đúng rồi, Thượng Huyền Tiên Môn chỉnh thể thực lực như thế nào ngươi có biết? Có bao nhiêu vị trưởng lão tu vi cái gì cấp bậc? Môn nhân đệ tử tình huống như thế nào? Dương Nghị Vân dò hỏi Đỗ Kiệt Bân. Đỗ Kiệt Bân ngẫm lại nói. Thượng Huyền Tiên Môn môn chủ Yến Vô Lượng chính là Kim Tiên Đại Viên Mãn, môn hạ có trưởng lão 5 người, một cái là thượng phẩm Kim Tiên, một cái trung phẩm Kim Tiên, ba cái sơ phẩm Kim Tiên, Yến Vô Lượng chính là ba người chi nhất, hiện tại tính nói sơ phẩm Kim Tiên chỉ có 2 cái. Nghĩ đến Yến Vô Sơn ra cửa sẽ không toàn mang theo, cũng muốn ở nhà lưu lại tỏa chấn người, chưa chừng bọn họ đại trưởng lão thượng phẩm Kim Tiên là không có tới, dư lại cũng có thể Yến Vô Lượng bên người chính là ba cái trưởng lão. Đến nỗi chân tiên cấp bậc trung gian lực lượng, toàn bộ Thượng Huyền Tiên Môn cũng sẽ không vượt qua 20 cái, dư giả thiên tiên chúng ta 2 cái hiện tại nhưng thật ra không sợ, nhưng nói trở về, chỉ cần kim tiên tồn tại chúng ta liền rất khó ứng phó rồi. Đỗ Kiệt Bân trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Dương Nghị Vân nghe xong Đỗ Kiệt Bân giảng thuật cũng là tâm sinh sầu lo, dựa theo hắn hiện tại sơ phẩm chân tiên tu vi, ứng đối một nửa cái sơ phẩm kim tiên có lẽ còn có thể chắp phá, nhưng nếu là nhiều lời nói, liền khó nói. Hai người trong lúc nhất thời cũng không có gì tốt ứng đối chi sách, lâm vào trầm tư chung. Không khí có chút áp lực, Dương Nghị Vân ngẫm lại sau nói, tính không dối rắm, nói không chừng lại Yến Vô Sơn lừa lừa, bên ngoài không nhất định có Yến Vô Lượng mang theo người tồn tại, cho dù có chúng ta sớm hay muộn muốn đối mặt. Đợi chút đi ra ngoài xem tình huống, nếu tình huống không đúng, vậy một chữ trốn, tuyệt đối không ham chiến, chẳng sợ hoa đại giới cũng liều mạng trốn, chỉ cần tránh thoát này một kiếp, liền dễ làm. Hắn Yến Vô Lượng thực lực ở cường đại, cũng chỉ là kim tiên, còn chưa tới nghịch thiên trình độ. Nơi này còn có 5 viên thạch tiên quả, kia thu,
nhiều ít có thể có điểm dùng, có thể chạy đi ngươi hồi sư môn, nghĩ đến hắn Yến Vô Lượng cũng muốn ước lượng, hơn nữa ngươi hiện tại phong lôi tiên thể mở ra, có thể dựa thượng vị nào hỗn nguyên nói tiên, Yến Vô Lượng hẳn là sẽ kiêng kỵ các ngươi Thái Thanh tiên môn. Từ từ ngươi nói như vậy ý gì? Ta như thế nào nghe như là ngươi muốn? Ta Đỗ Kiệt Bân cũng không phải là ném xuống bằng hữu mặc kệ cái loại này người được không, sinh tử đều trải qua lại đây, cũng không kém lúc này đây nguy hiểm, hơn nữa lão mộ cùng A Thiện tự bảo, chúng ta Thái Thanh tiên môn nhất định sẽ trước tiên nhận được tin tức, ta phụ thân tất nhiên sẽ tiến đến chi viện, ngươi liền cùng ta cùng nhau. Nếu là hắn Yến Vô Lượng thật không biết xấu hổ đối với ngươi triển khai chém giết, ta lão Đỗ bồi ngươi đó là, Vân Tử ngươi cũng đừng nghĩ vì ta suy xét. Tuy rằng ở Đại Thanh Tiên Sơn thế giới hắn thượng huyền tiên môn thật là đệ nhất tiên môn, nhưng đó là ở Yến Vô Lượng sau lưng có hỗn nguyên nói tiên làm chỗ dựa dưới tình huống, thật đánh thật chém giết, chúng ta Thái Thanh Tiên Môn chưa chắc sẽ sợ bọn họ. Ta Đỗ Kiệt Bân rất ít có mấy cái bằng hữu, người ta tuy rằng nhận thức thời gian không dài, nhưng đều lẫn nhau đối tính tình, ngươi nhưng đừng làm việc ngốc, đối mặt toàn bộ thượng huyền tiên môn ngươi một người kháng không được. Chờ này một đợt chịu đựng đi, ta bái sư lúc sau. Liền không sợ hắn thượng huyền tiên môn, đến lúc đó người ta huynh đệ một đạo đi lớn hơn nữa tiên sơn có sẵn, phóng nhãn tiên giới, Đại Thanh tiên sơn thế giới chẳng qua là toàn bộ tiên giới chung một cái tiểu hạt cát. Đỗ Kiệt Bân nói chuyện thực giảng nghĩa khí, cũng minh bạch Dương Nghị Vân là muốn đem trách nhiệm ôm đồm, không nghĩ liên lụy hắn. Mà Dương Nghị Vân nghe Đỗ Kiệt Bân nói chuyện, cũng đích xác trong lòng cảm động, bất quá đúng là bởi vì như thế, hắn càng không nghĩ liên lụy Đỗ Kiệt Bân. Tuy rằng Đỗ Kiệt Bân nói muốn cho Thái Thanh Tiên Môn ra mặt, nhưng Thái Thanh Tiên Môn người tới hay không vẫn là không biết. Hơn nữa hắn có sư phụ, lão nhân đã trở về tiên giới, nhất định có thể tìm được lão nhân, Dương Nghị Vân càng không nghĩ bởi vì hắn, làm Đỗ Kiệt Bân đưa bọn họ Thái Thanh Tiên Môn liên lụy tiến vào. Dương Nghị Vân chỉ là cười cười nói, được rồi, chúng ta chỉ là như vậy thương lượng mà thôi, dù sao một câu, ngươi mang thời điểm nghe ta liền thành, luận chạy trốn tốc độ. Ta tuyệt đối so với ngươi cường, ha ha. Nói bừa, ta phong lôi tiên thể cũng không phải là bài trí, phong là tốc độ, lôi là công kích. Đỗ Kiệt Bân không phục nói. Hai người đấu vài câu miệng, nhưng thật ra hòa hoãn khẩn trương không khí. Rồi sau đó nhìn nhau cười nói, đi dù sao tiên phủ đóng cửa thời gian mau tới rồi, sớm hay muộn cũng muốn đi ra ngoài. Ha ha lớn nhỏ chung, Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân lắc mình tiến vào thông đạo. Kỳ thật đều cảm giác bọn họ là chính mình hù dọa chính mình, cũng có khả năng Đại La Tiên Phủ ở ngoài, người nào đều sẽ không có. Đại La Tiên Phủ ở ngoài. Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân còn không biết đã là biển người tấp nập trường hợp. Toàn bộ Đại Thanh Tiên Sơn thế giới thế lực 8 phần đều hội tụ tới rồi nơi này. Đến nỗi nguyên nhân sao? Tự nhiên là Đại Thanh Tiên Sơn thế giới đệ nhất tiên môn thượng huyền tiên môn môn chủ Yến Vô Lượng tự mình rời núi. Hơn nữa bên người mang theo tam đại kim tiên trưởng lão, 20 danh chân tiên tinh anh đệ tử, 300 danh thiên tiên đệ tử môn đồ. Tương đương là xuất động 9 thành thượng huyền tiên môn lực lượng hội tụ tới rồi Đại La Tiên Phủ ở ngoài. Các loại nguyên nhân, hiện tại đã truyền khai. Yến Vô Lượng sở dĩ như thế đại động can qua, là bởi vì con hắn Yến Năm Thước bị người chém giết ở Đại La Tiên Phủ chung. Mà kẻ giết người là một cái kêu Dương Nghị Vân sơ phẩm thiên tiên. Đây là Đại Thanh thế giới đại tin tức. Yến Năm Thước không chỉ có là Yến Vô Lượng nhi tử, càng là thượng huyền tiên môn người thừa kế. Yến Vô Lượng liền như vậy một cái nhi tử, hiện tại bị Dương Nghị Vân chém giết, há có thể không giận. Cứ việc ở Đại La Tiên Phủ chung, nhưng Dương Nghị Vân chém giết Yến Năm Thước cái này tiêu điểm nhân vật, há có không ra phong tường, hơn nữa ngày đó giữa sân thiên tiên đông đảo, thực mau liền truyền khai. Hơn nữa thượng huyền tiên môn là Đại Thanh thế giới đệ nhất tiên môn. Cái này tên tuổi cũng không phải là nói không. Yến Vô Lượng mang theo người cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều tiên môn thế lực ánh mắt. Còn có chính là các đại tiên môn chết ở Đại La Tiên Phủ đệ tử lần này có thể nói là nhân số đông đảo, cũng đều thu được cái đệ tử trước khi chết ra đưa tin. Đại bộ phận đệ tử cư nhiên đều là bị Dương Nghị Vân chém giết. Lại còn có Thái Thanh tiên môn người thừa kế Đỗ Kiệt Bân. Về Đỗ Kiệt Bân cùng Dương Nghị Vân quan hệ, cũng bị rút ra tới, hiện tại mọi người đều biết Dương Nghị Vân chính là Đỗ Kiệt Bân mang tiến Đại La Tiên Phủ. Như thế dưới tình huống, Thái Thanh Tiên Môn người đều thành tiêu điểm. Đương nhiên tình huống hiện tại còn không thể xác định đến tột cùng Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân chi gian là thế nào quan hệ, Đỗ Kiệt Bân có hay không tham dự chém giết mặt khác tiên môn đệ tử.
Hết thảy đều phải chờ Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân ra tới mới có thể xác định. Không đủ rất nhiều thế lực đã vây quanh ở Yến Vô Lượng bên người, tỏ vẻ muốn tru sát Dương Nghị Vân. Nhưng lại Yến Vô Lượng tin tưởng thực đủ, bởi vì hắn phái thân đệ đệ Yến Vô Sơn áp chế cảnh giới tu vi tiến vào Đại La Tiên Phủ đi kết quả Dương Nghị Vân. Chẳng qua lại sau lại, Yến Vô Sơn bản mạng tiên hồn bài nát, đi vào đệ tử cũng đều một đám nát bản mạng tiên hồn bài. Này liền thuyết minh bọn họ tất cả đều đã chết, cùng vỡ vụn còn có đi theo Yến Vô Sơn cùng nhau tiến vào Đại La Tiên Phủ mặt khác tiên môn đệ tử, ước chừng hơn 100 người không một mạng sống toàn đã chết. Cái này rất nhiều tiên môn đều toàn trường ồ lên. Yến Vô Lượng càng là sắc mặt thành xanh mét sắc, hắn cũng không nghĩ tới là bực này kết quả. Bất quá ở cuối cùng một khắc Yến Vô Lượng thu được đệ đệ Yến Vô Sơn trước khi chết cuối cùng một sợi tiên hồn tin tức truyền lại, chỉ có một câu, Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân phải giết. Tuy rằng chỉ có này một câu, nhưng đã phi thường minh xác, Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân này hai cái tiểu tử chính là mầm tai họa, phải giết chi. Tuy rằng khó có thể tin đệ đệ Yến Vô Sơn cùng mang đi vào thượng trăm thiên tiên sẽ là toàn quân hủy diệt kết quả, nhưng Yến Vô Lượng càng nguyện ý tin tưởng đệ đệ Yến Vô Sơn. Hai cái tiểu bối cư nhiên có thể giết được đệ đệ Yến Vô Sơn cái này áp chế tu vi cảnh giới kim tiên. Cứ việc cảm thấy không có khả năng, nhưng lại sự thật bãi ở trước mắt, thượng trăm thiên tiên bản mạng tiên hồn bài đều nát, bọn họ toàn đã chết. Cái này Yến Vô Lượng sát ý thực chất hóa khuếch tán mở miệng, nheo lại đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa Thái Thanh Thiên môn môn chủ Đỗ Nhân Kiệt nói, chặn cửa chúng ngươi sinh một cái hảo nhi tử. Đỗ Nhân Kiệt ngẩn người, cảm nhận được Yến Vô Lượng sát ý. Nhưng đều là kim tiên đại viên mãn tu vi, hắn cũng không sợ, hừ lạnh một tiếng nói, Yến môn chủ đây là ý gì? Ta Thái Thanh Tiên môn người cũng chết ở bên trong. Tuy rằng không biết bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chính là Đỗ Nhân Kiệt phái đi bảo hộ nhi tử lão mộ cùng A Thiện là tự bạo tử vong, điểm này hắn thu được tin tức, cũng là sự thật. Hơn nữa Đỗ Nhân Kiệt nhất rõ ràng lần này làm nhi tử Đỗ Kiệt Bân dẫn người tiến vào Đại La Tiên Phủ mục đích, chính là tìm kiếm Đại La Tiên Phủ luyện đan mật thất. Chưa chừng chính là vì ích lợi vấn đề, do đó cùng các gia đã xảy ra chém giết. Đến nỗi Dương Nghị Vân sự, Đỗ Nhân Kiệt cũng nghe tới rồi, nhưng cũng không để ý. Đại La Tiên Phủ rèn luyện, người chết đó là bình thường, người Yến Vô Lượng nhi tử bị giết, kia chỉ có thể quái không bản lĩnh, còn có thể quái ở người khác trên đầu, thật không biết xấu hổ. Yến Vô Lượng âm trầm nói, nếu là làm lão phu biết rõ ràng cái kia kêu Dương Nghị Vân tiểu tử, là người Thái Thanh Tiên môn người. Hoặc là nói ngươi nhi tử tham dự giết ta nhi yến năm thước, hôm nay cùng ngươi không để yên. Quản con ta đánh giám, lão phu nói ta Thái Thanh Tiên môn không Dương Nghị Vân này hào người, tin hay không tùy thích, yến môn chủ làm việc không cần quá võ đoán, nếu không dùng cái gì trở thành Đại Thanh Tiên Sơn đệ nhất tiên môn địa vị. Đỗ Nhân Kiệt cũng là không ôn không hỏa đỉnh trở về. Ngụ ý, ta lão Đỗ cũng không sợ ngươi, ngươi Yến Vô Lượng muốn vụ oan giá họa, kia cũng chỉ là ném chính mình mặt. Kỳ thật trong lòng Đỗ Nhân Kiệt vẫn là rất lo lắng, vạn nhất nhi tử Đỗ Kiệt Bân thật sự tham dự chém giết thượng huyền tiên môn cùng thế lực khác đệ tử sự, hôm nay sợ là thật đúng là khó mà xử lý cho êm đẹp. Nhưng Đỗ Nhân Kiệt cũng không sợ, cùng lắm thì liền sát một hồi lại có thể như thế nào. Yến Vô Lượng mấy năm nay luôn là lại tìm hắn Thái Thanh Tiên môn phiền toái, nếu là tiếp tục nén giận đi xuống, sớm hay muộn cũng sẽ bị Yến Vô Lượng cắn nuốt. Hai đại tiên môn chi chủ, khóe miệng nộp lên phong. Dư giả thế lực lại cũng không có dám ra tiếng. Lại nói tiếp, Thái Thanh Tiên môn cũng không dễ chọc, trong truyền thuyết Thái Thanh Tiên môn chính là cùng mỗ vị Hỗn Nguyên nói tiên có sâu xa. Đây cũng là Yến Vô Lượng không dám dễ dàng đối Đỗ Nhân Kiệt xuất tay nguyên nhân. Có người ra tới. Đúng lúc này giữa sân có người hô to. Đỗ Nhân Kiệt cùng Yến Vô Lượng cũng đồng thời nhìn lại, lại thấy Đại La Tiên phủ môn hộ thượng, quang mang đại tác, có hai người hình dần dần hiện ra. Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân từ Đại La Tiên Phủ vừa ra tới, tức khắc liền ngây ngẩn cả người, ở trong tầm mắt tất cả đều là tiên nhân. Hơi thở đi lên cảm thụ mạnh yếu đều có chi. Đỗ Kiệt Bân thấp giọng mở miệng nói, Vân Tử có phiền toái, Yến Vô Sơn nói tựa hồ là. Thật sự, Thượng Huyền Tiên môn môn chủ Yến Vô Lượng quả nhiên ở hiện trường. Dương Nghị Vân theo Đỗ Kiệt Bân ánh mắt xem qua đi, ánh mắt dừng ở một người trung niên nhân trên người. Dựa theo Đỗ Kiệt Bân ánh mắt xác nhận, người này đó là Đại Thanh Tiên Sơn thế giới đệ nhất tiên môn Thượng Huyền Tiên môn môn chủ Yến Vô Lượng. Mà giờ phút này cách thật xa, đường Dương Nghị Vân xem qua đi thời điểm, Yến Vô Lượng cũng ở nhìn bọn hắn chằm chằm, hai tròng mắt trung sát ý rất sâu,
nếu ánh mắt có thể giết người nói, Dương Nghị Vân phỏng chừng hắn cùng Đỗ Kiệt Bân đã bị giết 100 lần. Xem Yến Vô Lượng dung mạo chừng mắt dựng mắt, toàn thân khí thế cường đại, cũng thật là cái loại này kiệt ngạo người. Một cái cuồng tự chính là Dương Nghị Vân đối Yến Vô Lượng đệ nhất cảm. Đang xem bốn phía, Dương Nghị Vân xác định Đỗ Kiệt Bân nói rất đúng, lần này đích xác có đại phiền toái. Không nói cái khác, chỉ cần Yến Vô Lượng bên người cao thủ nhân số, xem hầu hạ đều là thượng huyền tiên môn người, từng có trăm nhiều, hơn nữa chân tiên cấp bậc có 20 chi số, kim tiên hơn nữa Yến Vô Lượng có 4 người, cùng phía trước Đỗ Kiệt Bân đem không sai biệt nhiều. Cái này cũng chưa tính mặt khác tiên môn người, nếu là Yến Vô Lượng có triệu hoán, mặt khác tiên môn người tin tưởng sẽ có người ra tay. Toàn trường tiên nhân quá ngàn, trận thế thật sự không nhỏ. Giờ khắc này Dương Nghị Vân thật là có chút trong lòng phát khổ. Ngay sau đó đối Đỗ Kiệt Bân truyền âm nói, lão Đỗ đợi chút hết thảy nghe ta, cũng đừng trách ta đối với ngươi làm cái gì, thực xin lỗi. Nghe Dương Nghị Vân nói chuyện, Đỗ Kiệt Bân không hiểu ra sao nói, cái gì cùng cái gì a à, nói cái gì thực xin lỗi. Nhưng mà hắn vừa dứt lời Dương Nghị Vân đột nhiên liền đối hắn một chưởng đánh lại đây. Chạm vào. Tôi không kịp phòng. Đỗ Kiệt Bân bị Dương Nghị Vân không hề dấu hiệu một chưởng đánh tới, hoàn toàn không có bất luận cái gì phòng bị, bởi vì hắn đối Dương Nghị Vân căn bản liền sẽ không có phòng bị. Một chưởng này đánh vào hắn ngực cũng coi như là vững chắc, phụt một tiếng, Đỗ Kiệt Bân thân thể bay ngược đi ra ngoài, ở giữa không trung hộc máu. Hắn mở to hai mắt nhìn hoàn toàn là một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, không nghĩ tới Dương Nghị Vân cư nhiên sẽ đối hắn ra tay. Trong nháy mắt Đỗ Kiệt Bân đầu nói mộng bức trạng thái. Như thế nào cũng không tưởng sẽ là như thế này. Dương Nghị Vân chính là hắn nhận định bằng hữu, hai người có thể cùng nhau trải qua quá sinh tử hữu nghị a. Như thế nào vừa ra tới, hắn sẽ đối chính mình ra tay. Liền ở Đỗ Kiệt Bân bay ngược đi ra ngoài, lòng tràn đầy mộng bức thời điểm, nghe được Dương Nghị Vân lớn tiếng nói chuyện thanh. Chỉ nghe Dương Nghị Vân dùng tàn nhẫn ngữ khí nói. Đỗ Kiệt Bân chuyển đến nhiều như vậy cứu binh đối phó tiểu gia, hành, tiểu gia nhớ kỹ, lần sau gặp mặt định lấy ngươi mạng chó. Dứt lời Dương Nghị Vân xoay người liền chạy. Biết giờ khắc này Đỗ Kiệt Bân rốt cuộc phản ứng lại đây, Dương Nghị Vân vì cái gì mạc danh kỳ danh đánh hắn một chưởng, đây là ở cùng hắn phân rõ giới hạn, hoặc là nói là không muốn liên lụy hắn. Bởi vì chung quy chém giết Yến Năm Thước chính là Dương Nghị Vân, mà không phải hắn Đỗ Kiệt Bân. Dương Nghị Vân ngươi đại gia a. Đỗ Kiệt Bân hiểu được lúc sau, khí mắng to, nhưng lại trong lòng tràn ngập cảm động. Cái gì là sinh tử bản thân? Dương Nghị Vân hiện tại cách làm chính là, tùy thời tùy chỗ đều tự cấp đối phương suy xét. Ở mắng đồng thời, Đỗ Kiệt Bân vành mắt đỏ, hắn cảm động. Vì thế sinh có thể gặp phải Dương Nghị Vân như vậy một cái bằng hữu mà cảm động. Đỗ Kiệt Bân khí A, nói tốt cùng nhau đối mặt khốn cảnh, người Dương Nghị Vân này tính cái gì? Khi ta Đỗ Kiệt Bân là cái không có đường gánh người sao? Đỗ Kiệt Bân muốn mở miệng thời điểm, lại là đã muộn rồi, bởi vì Yến Vô Lượng đã động thủ, mục tiêu trực tiếp đối chúng Dương Nghị Vân. Tiểu tử ngươi chính là Dương Nghị Vân đi. Tử A Yến Vô Lượng nói chuyện chung, vung tay lên bên người một người kim tiên trưởng lão chặn hắn. Mà Dương Nghị Vân kỳ thật căn bản liền không nghĩ tới có thể nhẹ nhàng chạy đi, hắn chỉ nghĩ không liên lụy Đỗ Kiệt Bân liền hảo. Đơn giản đứng ở tại chỗ nói, là ta. Ha ha, còn tính có điểm cốt khí, thừa nhận, cũng hảo, ta kêu Yến Vô Lượng, ngươi hẳn là biết bổn tọa tìm tới ngươi nguyên nhân đi. Yến Vô Lượng nheo lại đôi mắt nhìn về phía Dương Nghị Vân. Giờ phút này chính là liếc mắt một cái chướng, Dương Nghị Vân thực quang côn nói, biết ta giết ngươi ngươi nhi tử Yến Năm Thước, càng giết ngươi đệ đệ Yến Vô Sơn, Nga đúng rồi còn có rất nhiều tiên môn đệ tử, hắc hắc, đừng nói nhảm nữa đi, có bản lĩnh liền giết ta. Hoặc là ta rời đi. Nghe Dương Nghị Vân phi thường quang côn nói, ngược lại là làm Yến Vô Lượng trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Cốt truyện không phải là lúc này tiểu tử này quỳ xuống xin tha sao? Như thế nào giết người còn nói như vậy kiêu ngạo? Quả thực không có đem hắn Yến Vô Lượng cái này đại thanh tiên sơn thế giới đệ nhất nhân để vào mắt. Đến nỗi mặt khác ở đây tiên nhân cũng đều bị Dương Nghị Vân quang côn cấp chấn động tới rồi. Rất nhiều người trong óc toát ra hai câu bất đồng nói. Dương Nghị Vân là điều hán tử, dám làm dám chịu. Dương Nghị Vân là cái ngốc tử, dọa choáng váng. Đương nhiên hiện trường tiên nhân loại Đỗ Nhân Kiệt lại là đại đại tặng một hơi, bởi vì Dương Nghị Vân đánh Đỗ Kiệt Bân một trường, tương đương là cùng Đỗ Kiệt Bân phân rõ giới hạn,
kế tiếp liền tính là hắn Yến Vô Lượng muốn tìm phiền toái, muốn không lý do, bởi vì con của hắn Đỗ Kiệt Bân cùng Dương Nghị Vân không quan hệ. Đối với Yến Vô Lượng cùng toàn bộ Thượng Huyền Tiên Môn, có thể bất tử khái Đỗ Nhân Kiệt vẫn là không muốn liều mạng, rốt cuộc Yến Vô Lượng sau lưng có cái Hỗn Nguyên Nói Tiên tồn tại, hơn nữa Hỗn Nguyên Nói Tiên tiểu thiếp vẫn là Yến Vô Lượng muội muội, có tầng này quan hệ ở, Đỗ Nhân Kiệt kỳ thật đối Yến Vô Lượng vẫn là tràn ngập kiêng kỵ. Tuy rằng bọn họ Thái Thanh Tiên Môn cũng cùng một cái khác Hỗn Nguyên Nói Tiên có sâu xa, thậm chí nhi tử tương lai có thể trực tiếp bái sư vị nào đại năng. Nhưng kia yêu cầu con của hắn Đỗ Kiệt Bân mở ra phong lôi tiên thể lúc sau, trước đó, vị nào Hỗn Nguyên Nói Tiên là sẽ không ra tay giúp trợ bọn họ Thái Thanh Tiên Môn. Cho nên lúc này Đỗ Nhân Kiệt là đại đại xả hơi. Đương nhiên lấy hắn khôn khéo tự nhiên cũng ra một ít manh mối, tựa hồ như là Dương Nghị Vân cố ý đánh nhi tử Đỗ Kiệt Bân một trường, nói rõ là không nghĩ liên lụy nhi tử Đỗ Kiệt Bân. Nghĩ vậy chút vấn đề sau. Đỗ Nhân Kiệt trong lòng nhưng thật ra đối có Dương Nghị Vân có vài phần thưởng thức hòa hảo cảm. Bất quá cũng liền chỉ thế mà thôi, bởi vì hắn không thể vì một cái Dương Nghị Vân mà đáp thượng bọn họ toàn bộ Thái Thanh Tiên Môn, này không phải một cái tiên môn môn chủ nên làm sự. Nhiều nhất hôm nay liền nhìn xem, ở khả năng cho phép trong phạm vi, giúp một chút Dương Nghị Vân, tiền đề là bất hỏa Yến Vô Lượng trực tiếp đối thượng. Nhưng tư thế rất khó. Giờ phút này ở vừa thấy nhi tử Đỗ Kiệt Bân vẻ mặt sốt ruột, Đỗ Nhân Kiệt vội vàng một cái lắc mình ngăn chặn hắn. Cha, người tới vừa lúc, mau giúp giúp phân tử, hắn là ta thân chết bằng hữu. Đỗ Kiệt Bân kỳ thật đã sớm thấy được lão cha Đỗ Nhân Kiệt cùng sư môn mọi người, chỉ là mới ra tới, đã bị Dương Nghị Vân tới như vậy một chút, còn không có sơn trước chào hỏi, hiện tại nhìn đến lão cha lại đây, Đỗ Kiệt Bân vội vàng nói chuyện. Hồ đồ, hôm nay Yến Vô Lượng này tư thế. Ngươi cho rằng vi phụ có thể giúp cái gì? Liền tính là ngươi, vi phụ có thể giữ được cũng đã phi thường không tồi. Đỗ Nhân Kiệt trầm giọng thuyết giáo. Nhưng lại bị Đỗ Kiệt Bân đánh gãy, khẩn trương nói, cha, phân tử là ta vì không liên lụy hài nhi. Đỗ Nhân Kiệt quát lớn nói, vi phụ tự nhiên đã nhìn ra, ngươi cho rằng ở đây ngươi là ngốc tử a? Nếu ngươi biết Dương Nghị Vân là không nghĩ liên lụy ngươi mà hy sinh chính hắn, bảo toàn ngươi, vậy càng không thể nhúng tay. Nhi tử hôm nay Yến Vô Lượng mang ra tới cơ hồ là toàn bộ Thượng Huyền Tiên Môn lực lượng, chính là ôm phải giết chi tâm. Giết không đơn thuần chỉ là Dương Nghị Vân, người cũng ở trong vòng, hắn thật sầu tìm không thấy lấy cớ đối với người đối chúng ta Thái Thanh Tiên Môn động thủ a, người cũng không thể ở ngay lúc này phạm hồ đồ, thật muốn là khai chiến sẽ là chúng ta Thái Thanh Tiên Môn hơn 1.000 người sinh tử. Đỗ Kiệt Bân tức giận nói, khai chiến liền khai chiến, chúng ta Thái Thanh Tiên Môn chẳng lẽ còn sợ hắn Thượng Huyền Tiên Môn? Luận thế lực nhân số ta Thái Thanh Tiên Môn không thể so bọn họ Thượng Huyền Tiên Môn kém. Ha ha, nhân ra sau lưng có Hỗn Nguyên Nói Tiên tồn tại, chúng ta Thái Thanh Tiên Môn ngươi ra ra cùng ngươi đụng tới vị nào Hỗn Nguyên Nói Tiên, là cái tình huống như thế nào ngươi nhất rõ ràng, chẳng lẽ ngươi thật muốn đáp thượng chúng ta toàn bộ Thái Thanh Tiên Môn hơn 1.000 đồng môn không thành. Đỗ Nhân Kiệt tức giận nói. Oanh răng rắc. Ngay sau đó Đỗ Kiệt Bân mở ra hắn phong lôi tiên thể. Dùng sự thật chứng minh cấp lão cha Đỗ Nhân Kiệt xem, dùng hắn phong lôi tiên thể thuyết phục lão cha. Đường Đỗ Kiệt Bân mở ra phong lôi tiên thể lúc sau, Đỗ Nhân Kiệt mở to hai mắt nhìn, há to miệng, nhi tử ngươi. Ngươi thành công. Đỗ Kiệt Bân phong lôi tiên thể vẫn luôn là Thái Thanh Tiên Môn đại bí mật cùng đại hy vọng, là có thể dựa thượng một vị so với Yến Vô Lượng sau lưng Hỗn Nguyên Nói Tiên còn cường đại tồn tại hy vọng, chỉ tiếc hơn 1.000 năm qua Đỗ Kiệt Bân phong lôi tiên thể đều không có thành công mở ra. Mà hiện tại, đường Đỗ Nhân Kiệt nhìn lại hết sức, ngay sau đó lại là ngẩn ngơ. Hắn phát hiện nhi tử Đỗ Kiệt Bân không chỉ có thành công mở ra phong lôi tiên thể, tu vi cảnh giới càng là bước vào chân tiên chi cảnh. Lần này Đỗ Nhân Kiệt càng thêm, kích động. Cha, hiện tại ta có thể nói phục ngươi sao? Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi nhi tử ta có thể thành công mở ra phong lôi tiên khí, hơn nữa nhân quả đến phúc bước vào chân tiên chi cảnh, đều là Dương Nghị Vân công lao. Hắn đã cứu nhi tử mệnh, càng là mở ra nhi tử phong lôi tiên thể công thần, nói cách khác Dương Nghị Vân chính là ta Thái Thanh Tiên Môn công thần. Cha ngươi từ nhỏ đối ta nói, làm người muốn tri ân báo đáp, tu tiên chi đạo gặp được một cái có thể đem sau lưng giao cho ngươi, có thể mặc kệ sinh tử vì đối phương suy xét người, liền phải đánh bạc mệnh đi kết giao, ta hiện tại có thể nói cho ngài, Dương Nghị Vân chính là loại người này. Hắn có thể vì không cho ta chịu liên lụy. Đem toàn bộ trách nhiệm ôm đồm ở chính hắn trên người, đây là đại trưởng phu, ta Đỗ Kiệt Bân cũng muốn làm cái đại trưởng phu,
phân tử hiện tại ở Yến Vô Lượng vây quanh dưới sự tình quan sinh tử, nếu chúng ta không ra tay, hắn bức tử không thể nghi ngờ, cha, hài nhi cầu ngài, cứu ta huynh đệ. Đỗ Kiệt Bân một hơi nói một đại đoạn, dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía phụ thân Đỗ Nhân Kiệt. Mà giờ phút này Đỗ Nhân Kiệt nhìn về phía chính mình nhi tử Đỗ Kiệt Bân, nghe Đỗ Kiệt Bân nói chuyện, đôi mắt càng ngày ánh trăng, ngay sau đó cười ha ha nói, hảo hảo hảo, con ta trưởng thành, Thái Thanh Thiên Môn đem ở trong tay ngươi phát dương quang đại, hảo, hôm nay ta liền sẽ dạy Yến Vô Lượng. Này không nói bên này Đỗ gia phụ tử nói chuyện, bên kia Yến Vô Lượng rốt cuộc từ ngây người chung phản ứng lại đây, mà qua ánh mắt như rắn độc giống nhau nhìn về phía Dương Nghị Vân âm trầm mở miệng nói, tiểu tử ngươi không biết chết tự viết như thế nào. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười, biết a, đảo lại đều sẽ viết. Trong sân tình huống đối Dương Nghị Vân tới nói chính là liếc mắt một cái chướng, Yến Vô Lượng thực rõ ràng là sẽ không vòng qua hắn, hận không thể lập tức giết hắn. Nếu đều là hiểu lầm chi cục, Dương mẫu nhân cần gì phải để ý mặt khác. Đối với Yến Vô Lượng tuy rằng là kim tiên đại viên mãn cao thủ, nhưng Dương Nghị Vân không sợ chút nào, khiêu khích, chọc giận, trực tiếp dỗi, lại có cái gì sợ quá. Có thể tức chết hắn kia mới là kết cục tốt nhất. Yến Vô Lượng nghe Dương Nghị Vân chống đối, phổi đều phải khí tạc, hắn đường đường đại thanh thế giới đệ nhất nhân, còn chưa từng có ai dám như thế chống đối hắn. Dương Nghị Vân tiểu tử này quả thực buồn cười, là chút nào không đem hắn để vào mắt a. Hảo hảo hảo, bổn tọa đảo muốn nhìn, là mang ngươi một thân da lông ngạnh, vẫn là ngươi miệng ngạnh, bắt lấy, nghiền xương thành tro. Yến Vô Lượng trực tiếp đối ngăn trở Dương Nghị Vân đường đi kim tiên hạ lệnh. Đối với một cái Dương Nghị Vân, còn giá trị không được hắn đường đường thượng huyền tiên môn môn chủ ra tay đối phó. Bất quá, đây cũng là Yến Vô Lượng cái này cáo giả thử, dù sao sẽ không chính mình tự mình đi phạm hiểm. Về Dương Nghị Vân thực lực tin tức, hắn cũng hiểu biết qua, nghe nói mới đầu chỉ là cái sơ phẩm tiểu thiên tiên mà thôi, cảnh giới tu vi căn bản là thượng không được mặt bàn, chính là tại đây chờ tình huống hạ lại có thể chém giết con của hắn Yến năm thước. Chính mình nhi tử đương cha nhất rõ ràng, thực lực ở thiên tiên đại viên mãn, phóng nhãn toàn bộ đại thanh thế giới trẻ tuổi, kia đều xem như người xuất sắc, nhưng cố tình chính là bị Dương Nghị Vân cái này tiểu thiên tiên cấp giết. Đây là lúc trước nghe được tin tức sau, Yến Vô Lượng căn bản không tin, nhưng mà hiện tại hắn có chút sờ không chuẩn. Bởi vì giờ phút này Dương Nghị Vân không phải sơ phẩm thiên tiên, mà là đánh sơ phẩm chân tiên, cùng hắn sở hiểu biết tin tức ước chừng kém một cái đại cảnh giới. Hơn nữa đệ đệ Yến Vô Sơn trước khi chết đưa tin, cũng là Dương Nghị Vân giết. Hắn đệ đệ Yến Vô Sơn đó là kim tiên A, tuy rằng là áp chế cảnh giới tiến vào Đại La Tiên Phủ, nhưng như cũng là kim tiên kinh nghiệm. Kết quả đâu, vẫn là đã chết. Này liền làm Yến Vô Lượng cảm giác được quỷ dị. Tính toán đâu ra đấy Đại La Tiên Phủ mở ra đến tiến vào ra tới thời gian sẽ không vượt qua tiên giới 10 luân thời gian, tính lên cũng chính là hạ giới 9 năm nhiều mà thôi. Cho dù là 10 năm thời gian, đối với tiên nhân người tới cũng bất quá là búng tay vung lên thời gian mà thôi. Đã có thể tại đây ngắn ngủn không đến 10 năm thời gian, Dương Nghị Vân liền từ một cái sơ phẩm thiên tiên tu vi đạt tới sơ phẩm chân tiên cấp bậc, bực này tu luyện tùy độ có thể nói khủng bố, ở toàn bộ tiên giới cũng là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Cho nên Yến Vô Lượng cái này cáo già, cũng không có sốt ruột tự mình ra tay, mà là làm thủ hạ sơ phẩm kim tiên trưởng lão đi thử thử Dương Nghị Vân cân lượng. Còn có một cái Yến Vô Lượng tương đối xem chuẩn nhân tố là, ở hắn nghĩ đến Dương Nghị Vân có thể ở ngắn ngủn 10 luân thời gian nội, một bước từ thiên tiên tiến giai đến chân tiên, tất nhiên là ở Đại La Tiên Phủ được đến đại kỳ ngộ, nếu không chỉ dựa vào tự thân tu luyện là tuyệt đối không có khả năng. Mà ở Đại La Tiên Phủ trung kỳ ngộ sẽ là cái gì, thân là Đại Thanh Tiên Sơn đệ nhất nhân, Yến Vô Lượng nhất rõ ràng bất quá. Trong đầu trước tiên nghĩ tới Đại La Tiên Phủ trung tâm bí mật luyện đan mật thất Mỹ Kim Thật Nói Đan. Trong lời đồn Mỹ Kim Thật Nói Tiên Đan. Dùng một viên chính là có thể trực tiếp làm một cái tiểu thiên tiên bước vào chân tiên, kim tiên thậm chí là đại la thượng tiên chi cảnh tiên đan. Tuy rằng đồn đãi khả năng khuếch đại, nhưng Yến Vô Lượng đối Đại La Tiên Phủ bí mật hoặc là nói Mỹ Kim Thật Nói Đan chú ý đã lâu, liền tính là một cái Mỹ Kim Thật Nói Đan dùng đi xuống đến không được kim tiên, đại la chi cảnh, nhưng từ thiên tiên bước vào chân tiên hẳn là có thể tin. Cho nên Yến Vô Lượng nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân thời điểm, trong ánh mắt chính là mạo sâu kín tinh quang. Đã có một cái đại khái suy đoán, đó chính là Dương Nghị Vân vô cùng có khả năng được đến Đại La Tiên Phủ trung lớn nhất cơ duyên, Mỹ Kim Thật Nói Tiên Đan, thậm chí là Đan Phương. Như thế nghĩ đến,
Dương Nghị Vân có thể chém giết hắn đệ đệ Yến Vô Lượng liền cũng không kỳ quái. Về phương diện khác còn có một vấn đề là, Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân cùng nhau ra tới lúc sau, Dương Nghị Vân đột nhiên đối Đỗ Kiệt Bân ra tay, điểm này thực rõ ràng là Dương Nghị Vân ở bảo toàn Đỗ Kiệt Bân. Thân là một cái cáo giả Yến Vô Lượng há có thể nhìn không ra tới Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân chi gian xiếc. Ở hắn nghĩ đến Đại La Tiên Phủ lớn nhất cơ duyên đã bị Dương Nghị Vân cùng Đỗ Kiệt Bân được đi. Lại có lẽ Dương Nghị Vân được đến chính là Mỹ Kim thật nói tiên đan, mà Đỗ Kiệt Bân được đến là đan phương. Dù sao ở Yến Vô Lượng trong lòng này hai tiểu tử đều hắn vào chân tiên chi cảnh, đều có vấn đề, đều phải bắt lấy, được đến Mỹ Kim tiên đan cùng đan phương, nhi tử không thể bạch chết, thù cũng muốn báo. Trước thu thập Dương Nghị Vân, ở thu thập Đỗ Kiệt Bân, thậm chí là toàn bộ Thái Thanh Tiên Môn, hắn đều tưởng diệt trừ Lập Uy, này đó Thái Thanh Tiên Môn luôn là ở cùng hắn đối nghịch. Không bằng liền thành hôm nay một khối mà diệt trừ, nhất tuyệt hậu hoạn, ở Đại Thanh Tiên Sơn thế giới chỉ cần một thanh âm, đó chính là hắn Yến Vô Sơn cùng Thượng Huyền Tiên Môn. Nếu có thể được đến Mỹ Kim thật nói đan đan phương, như vậy hắn Thượng Huyền Tiên Môn sẽ lại tiến thêm một bước. Nghĩ đến đây sau, Yến Vô Lượng hai tròng mắt trung bộc phát ra cực nóng ngọn lửa, đem ánh mắt đặt ở Dương Nghị Vân trên người. Giờ phút này Dương Nghị Vân đối mặt sơ phẩm Kim Tiên đối hắn ra tay. Lại thấy Thượng Huyền Tiên Môn cái này sơ phẩm Kim Tiên trưởng lão, diện mạo gầy yếu, thoạt nhìn năm đến 60 tuổi bộ dáng, như là cái ma ốm, bất quá đối hắn phát lại đây thời điểm lại là cả người kim quang đại tác, mang theo không gì sánh kịp khí thế, trong tay vầng sáng lập lòe xuất hiện một thanh chủy thủ giống nhau tiên khí, từ hơi thở thượng cảm thụ chính là một kiện hạ phẩm tiên khí. Kim pháp quỷ thứ mị ảnh tuyệt sát. Người này phát lại đây thời điểm, mở miệng trầm thấp vô cùng, như là một cái từ trong bóng đêm đi ra quỷ mị. Vèo một chút biến mất ở tại chỗ. Mà lúc này Dương Nghị Vân còn lại là trong lòng hơi kinh hãi. Tên này sơ phẩm Kim Tiên tốc độ vượt mức bình thường, so với hắn tốc độ còn nhanh một tia. Quả nhiên không hổ là Kim Tiên. Dương Nghị Vân trong lòng nói thầm một câu, lại cũng không sợ. Bực này thời điểm hắn chỉ có thể bất cứ giá nào sinh tử ẩu đả, sợ hãi cũng vô dụng, ngược lại sẽ làm trong lòng càng loạn. Lại nói trên người hắn ăn mặc trung phẩm đỉnh cấp bậc tiên khí tiên y, phòng ngự không kém, hơn nữa cũng nuốt vào một cái thạch tiên quả tăng mạnh phòng ngự, tự tin là có thể lập tức đối phương công kích. Trong tay đồ long kiếm đã sớm dự trữ chờ phân phó chung, ở đối phương thân ảnh biến mất ở tầm mắt một khắc, Dương Nghị Vân bỗng nhiên nhất kiếm liền bổ đi xuống, nhìn không tới cũng không có quan hệ, công kích cũng là tốt nhất phòng ngự, cũng không tin hắn còn có thể nghịch thiên không thành. Chạm vào. Phốc. Nhưng mà ngay sau đó, Dương Nghị Vân nhất kiếm phách không. Hắn chính phía trước cái gì đều không có, ngược lại là hắn sau lưng ăn một cái. Làm hắn phun ra một cái vết máu. Bất quá này cũng không có biện pháp, đối phương thân pháp chính là quỷ mị, chút nào cảm thụ không đến hơi thở, không nghĩ tới một chút vòng tới rồi hắn phía sau, cho hắn một kích. Cũng may tiên y cùng thạch tiên quả phòng ngự phát huy tác dụng, chặn đối phương ở hắn sau lưng một kích chủy thủ ám sát. Nếu không có tiên y cùng thạch tiên quả tồn tại, này một kích Dương Nghị Vân sẽ bị đâm thủng thân thể. Dương Nghị Vân cũng là mồ hôi lạnh ứa ra. Hộc máu là bị đối phương lực lượng cường đại chấn tới rồi. Nhưng cũng trở tay chính là nhất kiếm, đem đối phương bức lui. Ngay sau đó tên kia Kim Tiên xuất hiện ở hắn bên trái 10 mét ở ngoài, tiểu tử ngươi trên người có cao cấp tiên y hộ thân, nhưng thật ra may mắn a. Khụ khụ, ha ha, quản ngươi đánh rắm. Ho khan Dương Nghị Vân mắng. Trong lòng lại triệu hoán hoa sen đen lực lượng, đồng thời thúc giục càn khôn nói nguyên lực lượng, bỗng nhiên xuất kiếm. Oanh! Nhất kiếm mà ra, nổ vang một tiếng, nhưng rồi lại một lần thất bại. Đối phương tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là đánh không đến. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng thực buồn bực. Đúng lúc này trong đầu lại là vang lên một thanh âm nói, nhân gia tu chính là kim loại pháp tắc, kim tiên chi thân. Đối pháp tác vận dụng không phải tiểu tử ngươi có thể lý giải, ngươi như vậy mệt chết cũng làm không xong hắn. Ngươi có biện pháp nào liền mau nói, đừng nói mát. Dương Nghị Vân trong lòng truyền âm, hắn biết là Càn Khôn Chi Linh đang nói chuyện. Tiểu tử ngươi cầu người đều như vậy kiên cường, xứng đáng có hại. Càn Khôn Chi Linh mắng một tiếng, như cũng dùng cái loại này thời kỳ vỡ giọng thiếu niên thanh âm tiếp tục nói, tiểu tử ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, đương hắn bước vào chân tiên chi cảnh sau. Ngươi trong cơ thể càn khôn nói nguyên mặt ngoài nhiều ra bốn điều khắc văn, trong đó một cái khắc văn là lóe hai hỏa hồng sắc sao. Vô nghĩa ta chính mình trong cơ thể tình huống ta tự nhiên rõ ràng,
chỉ là không có thời gian đi nghiên cứu, có nói cái gì cảm giác nói, ngươi cũng không hy vọng ta cái này chủ nhân hiện tại liền quải rớt đi. Dương Nghị Vân đối Càn Khôn Hồ Chi Linh tức giận nói. Chỉ nghe Càn Khôn Chi Linh sâu kín nói, hành đi, nói cho tiểu tử ngươi, kỳ thật rất đơn giản, ngươi Càn Khôn nói nguyên xuất hiện bốn điều khắc văn, đại biểu chính là thiên địa tứ tượng chi lực lượng, Càn Khôn nói nguyên hoặc là nói Càn Khôn đan chính là lưỡng nghi nhưng diễn hóa tứ tượng, đương ngươi tu vi tăng lên thời điểm, Càn Khôn đan chính là một lần diễn biến. Hỏa hồng sắc khắc văn đại biểu tứ tượng trung chu tước chi lực, ngươi nhưng dùng thúc dục chém giết cái này tiểu kim tiên, ai? Cường đại thần đạo chi lực ở tiểu tử ngươi trong tay như thế nào liền phát huy không ra uy lực đâu. Ngày sau nhiều hơn nghiên cứu một chút Càn Khôn tạo hóa công cùng trong cơ thể Càn Khôn nói nguyên, kia mới là thần đạo chi uy. Dương Nghị Vân nghe xong tức khắc ngẩn người nói, thiên địa tứ tượng. Chu tước lực lượng, ý của ngươi là ta trong cơ thể còn có thần cầm tồn tại. Thật sự có thể sát kim tiên. Chuẩn xác mà nói là thiên địa tứ phương chi lực, vũ nội phân đông tây nam bắc tứ phương. Là vũ nội phương nam chi lực, đến nỗi chu tước khi đó một loại lực lượng chi linh khí hiện tượng thiên văn diễn biến, không phải chân chính thần cầm, ngươi có thể lý giải thành tứ tượng phương nam chi lực hiện tượng thiên văn diễn biến. Đến nỗi có thể hay không giết chết một cái nho nhỏ kim tiên, ngươi có thể thử xem, đương nhiên thúc dục cổ lực lượng này thời điểm, yêu cầu dùng ngươi tiên thức đi thúc dục, chỉ cần gắt gao tỏa định kim tiên, trốn tốc độ lại mau cũng vô dụng, thần đạo chi lực uy năng không phải đơn giản như vậy. Tiểu tử ngươi hiện tại là chân tiên chi cảnh, vượt cấp sát một cái kém đại cảnh giới kim tiên, vẫn là không có vấn đề, dùng ra ngươi toàn bộ lực lượng tới thúc dục Càn Khôn nói nguyên thượng thuộc về tứ tượng chu tước khắc văn, đi xử lý hắn đi. Giờ khắc này Càn Khôn Hồ Chi Linh nói chuyện, ngừng ở Dương Nghị Vân trong tai mang theo rất lớn mê hoặc giống nhau, làm Dương Nghị Vân nghiêm trọng hoài nghi, thứ này nói chuyện chân thật tính. Bất quá thời gian thượng đã không chấp nhận được hắn đi nghĩ nhiều. Ở hắn cùng Càn Khôn Hồ Chi Linh trong óc đối thoại thời điểm, đối diện kim tiên khí thế lại một lần đại tác phẩm, đối hắn phát động công kích mà đến. Dương Nghị Vân cắn răng một cái, tâm thần chìm vào ở Càn Khôn nói nguyên thượng hỏa hồng khắc văn, bỗng nhiên thúc dục. Ngay sau đó hắn Càn Khôn nói nguyên oanh một vang, tức khắc một cổ làm chính hắn đều tim đập nhanh lực lượng từ Càn Khôn nói nguyên trung bùng nổ mà ra. Ầm vang, nặng nề nổ vang chung, Dương Nghị Vân Càn Khôn đan trong vòng bùng nổ mà ra lực lượng. Bùng nổ tới rồi khí thể. Bỗng nhiên, Dương Nghị Vân trợn mắt đem ánh mắt tỏa định ở trong tầm mắt kim tiên trên người. Dựa theo Càn Khôn Chi Linh chỉ điểm, tiên thức tỏa định. Ngay sau đó đó là một cổ thực chất hóa đỏ thắm cột sáng từ Dương Nghị Vân trong cơ thể bùng nổ mà ra. Cánh tay thô tráng cột sáng bùng nổ, từ Dương Nghị Vân chăm hối mà ra. Khí thế cường đại, làm ở đây sở hữu tiên nhân đều sắc mặt đại biến. Bất quá đầu đương trong đó vẫn là cùng Dương Nghị Vân chém giết kim tiên. Đối mặt Dương Nghị Vân trên người bùng nổ này cổ hơi thở, tên này kim tiên sắc mặt cuồng biến, lại là tên đã trên dây không thể không phát, hắn nổi giận gầm lên một tiếng gia tốc, thân ảnh biến mất, tái xuất hiện lại một lần tới rồi Dương Nghị Vân phía sau, trong tay tiên khí chủy thủ đâm thẳng Dương Nghị Vân giữa lưng. Mà giờ phút này Dương Nghị Vân lại là nhắm lại hai mắt, hắn không có lại đi di động thân thể. Cứ như vậy nhắm mắt đứng ở tại chỗ, bởi vì đã không cần thiết. Ở thúc dục Càn Khôn nói nguyên thượng tứ tượng khắc văn lúc sau, Dương Nghị Vân sẽ biết kết quả. Kết quả này tự nhiên là đối hắn có lợi kết quả, bởi vì hắn cảm nhận được tứ tượng chi lực hoặc là nói thuộc về tứ tượng chi phương Nam Vũ nội thiên địa chi lực. Rất mạnh, phi thường cường, vượt qua hắn tưởng tượng cường đại lực lượng. Cho nên Dương Nghị Vân có tuyệt đối tin tưởng, có thể xử lý cái này sơ phẩm kim tiên. Nhắm mắt dưới có thể rõ ràng cảm nhận được, này cổ tứ tượng chu tước chi lực, như là có linh tính giống nhau đem kim tiên cấp tỏa định, có một loại kiếm không ra vỏ, ra khỏi vỏ phải giết khí thế. Tuy rằng chỉ là một chương cảm giác, nhưng Dương Nghị Vân tin tưởng loại cảm giác này là sẽ không gạt người. Quả nhiên giây tiếp theo kỳ tích chiến đấu liền bắt đầu, chỉ là quá nhanh. Mau tới rồi có loại bắt đầu chính là kết thúc ảo giác. Mà ở trong sân mặt khác tiên nhân trong mắt cũng nhìn đến chính là Dương Nghị Vân trên người phát sinh không giống bình thường một màn, đối bọn họ tới nói nội tâm chấn động phi thường mãnh liệt. Khởi điểm chỉ là cảm nhận được Dương Nghị Vân trên người bộc phát ra một cổ tử làm tất cả mọi người cảm thấy kinh tâm động phách hơi thở chi lực, ngay sau đó thấy được Dương Nghị Vân trên người phóng lên cao một chút cánh tay thô tráng cột sáng. Sau đó liền hóa thành một đầu thật lớn chu tước thần cầm, bỗng nhiên ở giữa không trung quẹo vào. Vèo một chút dừng ở Dương Nghị Vân phía sau 2 mét chỗ. A! À, hét thảm một tiếng vang vọng toàn trường.
Mọi người xem tới rồi, ở Dương Nghị Vân phía sau 2 mét nơi, ánh hồng chu tước nổ tung, cùng với nếu là hét thảm một tiếng, lại đúng là cùng Dương Nghị Vân đối chiến Kim Tiên. Cho nên tiên nhân đều thấy được, chính mắt thấy thượng huyền tiên môn sơ phẩm Kim Tiên thân thể nháy mắt tạc nứt, ở kêu thảm thiết chung tiêu tán với vô hình chung. T. Giữa sân rất nhiều tiên nhân tại đây một khắc hít hà một hơi. Đây là cái gì lực lượng, cái gì đạo pháp, cái gì thủ đoạn? Một cái thật lớn dấu chấm hỏi ở rất nhiều tiên nhân trong đầu toát ra tới. Đương nhiên trừ bỏ này đó nghi vấn lúc sau, càng nhiều nhân tâm còn lại là ở đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì đại gia chính mắt thấy ở Dương Nghị Vân này cổ đáng sợ lực lượng dưới, một cái sơ phẩm kim tiên, thượng huyền tiên môn trưởng lão lại là chính thức tan thành mây khói. Kia chính là kim tiên A, cứ việc là sơ phẩm kim tiên, nhưng ở toàn bộ đại thanh tiên sơn thế giới cũng không nhiều ít tồn tại. Không nghĩ tới ở Dương Nghị Vân trên người bùng nổ này cổ thần bí lực lượng dưới, cứ như vậy tan thành mây khói. Đáng sợ sao? Phi thường đáng sợ. Giữa sân mặt khác Kim Tiên, lại là ở trước tiên nghĩ tới tương đối chính mình, nghĩ ở Dương Nghị Vân này cổ thần bí lực lượng cường đại dưới, bọn họ có không khiêng được. Cơ hồ không có bất luận cái gì một cái Kim Tiên trong lòng có nắm chắc. Này trong đó liền bao gồm, Yến Vô Lượng bản nhân. Hắn Yến Vô Lượng tuy rằng là Kim Tiên đại viên mãn tu vi, chính là chính mắt thấy Dương Nghị Vân chém giết hắn nhận lấy một cái sơ phẩm Kim Tiên trưởng lão sau, Yến Vô Lượng trong lòng cũng chột dạ lên. Bởi vì hắn cẩn thận cảm thụ cũng cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn tựa hồ cũng không có 10 phần nắm chắc kháng hạ Dương Nghị Vân bực này thần bí cường đại lực lượng. Tiểu tử này trong cơ thể có cổ quái a. Giờ phút này Yến Vô Lượng trong lòng cảm thán, lại là có chút kỳ hổ khó hạ. Nhiều đều làm trò chúng tiên môn mặt thổi ra đi, muốn đem Dương Nghị Vân nghiền xương thành tro, nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại bị Dương Nghị Vân này một kích thần bí chi lực cấp trấn trụ. Thượng đi, Yến Vô Lượng biết bao gồm hắn cũng chưa tự tin có thể kháng hạ Dương Nghị Vân bực này cường đại lực lượng, càng đừng nói mặt khác Kim Tiên, liền tính là trung phẩm Kim Tiên, cũng không chừng đi lên sẽ bị Dương Nghị Vân bực này sẽ lực lượng oanh kích thành cặn bã, thật muốn là mấy cái Kim Tiên đều bị xử lý. Đối thượng huyền tiên môn tới nói tổn thất liền lớn. Hắn đã chết một cái kim tiên đệ đệ, hiện tại lại treo một cái, ở mất đi một hai cái, thượng huyền tiên môn trưởng lão đoàn đội liền tồn tại trên danh nghĩa. Như vậy làm mới hảo a. Tiểu tử này chính là cái yêu nghiệt a. Yến Vô Lượng ở trong lòng âm thầm kêu khổ. Tiếp tục cùng Dương Nghị Vân đánh đi, không tự tin. Không đánh đi, hắn Yến Vô Lượng thể diện liền ném về đến nhà. Thật đúng là rối rắm vô cùng cục diện. Lúc này Dương Nghị Vân đâu? Lại thấy trên người mang theo người thắng kiệt ngạo khí thế, cùng sắc bén vô cùng ánh mắt nhìn quét che ở trước mặt thượng huyền tiên môn tiên nhân, rồi sau đó nhấc chân về phía trước đi đến. Dương Nghị Vân vừa động rất nhiều thượng huyền tiên môn tiên nhân, sôi nổi kinh sợ lui về phía sau. Ha ha ha, nhất bang nhược kê, đừng đương tiểu ra nói, nếu không làm ngươi trở hình thần đều diệt, lăn. Dương Nghị Vân cuồng tiếu. Nhanh hơn nện bước hướng về phía trước đi đến. Ở mắng trung thượng huyền tiên môn tiên nhân, một đám theo bản năng thối lui, tương đương cấp Dương Nghị Vân nhường ra một cái lộ. Nhìn qua Dương mẫu nhân khí thế như hồng, kỳ thật đâu. Lúc này hắn chính là ngoại mạnh yếu tỷ y hát huống. Chính hắn kỳ thật đều không có nghĩ đến thúc dục càn khôn nói nguyên thượng khắc văn chi nhất lực lượng sẽ như thế cường đại, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền nháy mắt hạ gục một cái sơ phẩm kim tiên, cặn bã đều không có lưu lại. Thật sự là một chữ nhưng hình dung sảng. Nhưng mà sảng qua sau liền bi kịch. Lực lượng cường đại cũng không phải như vậy hảo sử dụng, lập tức cơ hồ rút cạn trong thân thể hắn lực lượng. Qua đi chỉ cảm thấy thân thể suy yếu tới rồi rất muốn ngủ nông nỗi. Chẳng qua bốn phía đều là muốn hắn mệnh tiên nhân, lúc này Dương Nghị Vân là không dám lộ ra chút nào suy yếu dấu hiệu. Hắn cũng thấy được bốn phía tiên nhân nhìn về phía hắn hoảng sợ. Càng thấy được liền tính là Yến Vô Lượng hai tròng mắt chung cũng toát ra âm tình bất định rối rắm. Dương Nghị Vân quan sát ở đáy mắt sau, trong lòng đại hỉ, nếu Yến Vô Lượng sợ liền dễ làm, vừa lúc hắn liền đánh cuộc một phen, bọn họ không dám ngăn trở chính mình, đến lúc đó thừa cơ rời đi. Dù sao giờ phút này hắn cũng xử không ra đệ nhị đánh càn khôn nói nguyên thượng tứ tượng khắc văn chi lực, cũng chỉ có thể đi đánh cuộc một chút. Liền đánh cuộc Yến Vô Lượng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng thật ra chỉ cần cho hắn thoát ly Yến Vô Lượng trăm mét ở ngoài khoảng cách, là có thể có thoát vây cơ hội, dùng bí pháp vì đại giới trực tiếp trốn. Quả nhiên Dương Nghị Vân cảm giác chính mình đánh cuộc chính xác. Đi bước một rời đi,
Yến Vô Lượng cũng không có hạ lệnh thủ hạ tiên nhân đối hắn động thủ. Mà Yến Vô Lượng bản nhân càng là vẫn luôn đứng ở tại chỗ cũng chưa động quá, chẳng qua ánh mắt âm trầm đáng sợ gắt gao nhìn chằm chằm hắn đang xem. Dương Nghị Vân mặt ngoài nhìn lại phong khinh vân đạm, một bộ ai động liền lộng chết ai bộ dáng, kỳ thật nội tâm cũng là kinh hồn táng đảm, sợ Yến Vô Lượng ra tay. Đến nỗi những người khác, Dương Nghị Vân còn không thế nào sợ. Chính là từ đầu đến cuối đều không có ra tay Yến Vô Lượng hắn là thực kiêng kỵ. Đặc biệt là lúc này, hắn thân thể chột dạ lợi hại. Căn bản không có tin tưởng cùng Yến Vô Lượng tái chiến một chút. Cũng may, đi bước một đi qua đi, thượng huyền tiên môn tiên nhân đều cho hắn tránh ra nói. Chỉ chớp mắt liền cùng Yến Vô Lượng sai khai 100 mét khoảng cách, cũng đi ra vòng vây. Mà giờ phút này, một bên khác Đỗ Kiệt Bân phụ tử lại là cũng từ chấn động chung phản ứng lại đây. Phía trước Đỗ Kiệt Bân rốt cuộc thuyết phục phụ thân Đỗ Nhân Kiệt muốn giúp Dương Nghị Vân, ai biết còn không có chờ bọn họ động thủ, Dương Nghị Vân trên người bùng nổ lực lượng ra tới, liền đem thượng huyền tiên môn kim tiên oanh thành cặn bã. Lúc này lại là thấy được Dương Nghị Vân đi bước một đi ra vòng vây, mà Yến Vô Lượng cùng hắn thủ hạ lăng là không dám ngăn trở. Cái này làm cho Đỗ Kiệt Bân đánh tâm nhãn bội phục Dương Nghị Vân. Bất quá nhìn đến Dương Nghị Vân muốn ly khai bộ dáng. Đỗ Kiệt Bân nhìn xuống không được liền phải kêu to, lại là bị phụ thân hắn Đỗ Nhân Kiệt gây khó dễ xuống dưới, nhỏ giọng nói, đừng kêu, ngươi thời điểm không thể quấy rầy ngươi, nếu không hắn sở làm hết thảy liền uổng phí, nếu là thật vì Dương Nghị Vân hảo, khiến cho hắn rời đi. Nghe được phụ thân nói chuyện, Đỗ Kiệt Bân rốt cuộc nhìn xuống, nhưng lại mặt đến nghi vấn nhìn về phía hắn, ý tứ là ta nói một câu tổng hẳn là có thể đi. Nhưng mà Đỗ Nhân Kiệt bực này người lão thành tinh nhân vật. Ánh mắt độc ác thực, hắn lại là nhìn ra Dương Nghị Vân trên người một ít manh mối, tựa hồ chính là ở hù người, nếu là thật như vậy cường đại, có thể trực tiếp động thủ giết Yến Vô Lượng sau khi rời khỏi đây hoạn, hà tất phải rời khỏi đâu. Ngẫm lại sau, sợ hãi nhi tử Đỗ Kiệt Bân chịu đựng không nổi khí, đi kêu to Dương Nghị Vân, ngược lại làm Dương Nghị Vân lộ ra dấu vết, kia mới là hại Dương Nghị Vân, đến lúc đó liền đi không được, cho nên Đỗ Nhân Kiệt truyền âm cấp Đỗ Kiệt Bân nói, an tâm một chút. Người cũng không thể ở ngay lúc này làm Dương Nghị Vân phân tâm, vi phụ nếu không có nhìn lầm nói, Dương Nghị Vân giờ phút này hẳn là miệng cọp gan thỏ, người đã hiểu sao? Nghe được phụ thân đồn đãi, Đỗ Kiệt Bân cũng không phải ngốc tử, tức khắc xem minh bạch, chung quy nhìn xuống đi kêu to Dương Nghị Vân đối thoại, giờ khắc này hắn cũng hy vọng Dương Nghị Vân đào tẩu đi. Mắt thấy Dương Nghị Vân đi ra vây khốn vòng, dựng lên càng đi càng xa, Yến Vô Lượng hận nha đều ngứa. Đột nhiên Yến Vô Lượng trong óc hiện lên một đạo tia chớp. Hắn cảm giác tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Nhưng trong lúc nhất thời chảo không được là cái gì. Chỉ biết nếu tùy ý Dương Nghị Vân lợi hại như vậy nói, từ nay về sau hắn Yến Vô Lượng thể diện liền sẽ mất hết, sát chi sát đệ chi thủ cũng không thể không báo. Hơn nữa muốn thật là mặc kệ Dương Nghị Vân lợi hại như vậy, lấy tiểu tử này tiềm lực, sau này sẽ trở thành hắn thượng huyền tiên môn họa lớn. Đã là sinh tử chi thủ. Hắn không giết hắn, hắn liền giết hắn, vì cái gì không giết? Oanh! Nghĩ đến đây thời điểm, Yến Vô Lượng rốt cuộc trong óc oanh một vang, phản ứng lại đây là không đúng chỗ nào. Hắn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, không phản ứng lại đây, nếu hắn Dương Nghị Vân như thế cường đại, đối mặt hắn Yến Vô Lượng vì cái gì không trực tiếp giết? Ngược lại là phải đi rớt. Vấn đề này chỉ có thể thuyết minh, Dương Nghị Vân vừa rồi là thi triển lại cường đại lực lượng. Không phải không có đại giới, trong thân thể hắn có lẽ giờ phút này đã thi triển không ra lần thứ hai, cho nên bí quá hóa liều, nhân cơ hội đào tẩu. Rốt cuộc nghĩ thông suốt. Ngay sau đó nhìn đến đã đi ra ngoài 100 nhiều mễ Dương Nghị Vân, la lớn, bắt lấy hắn, không thể làm hắn rời đi, kia tiểu tử lực lượng hao hết. Yến Vô Lượng phản ứng lại đây sau, đối xuống tay chúng tiên nhân hô to đồng thời, lại là thẹn quá thành giận, hắn cảm giác chỉ số thông minh đã chịu thật lớn vũ nhục. Có loại hàng năm ngao ưng lại bị ưng mổ mắt mù cảm giác, thật sự là khí tiên hồn xuất khiếu. Ra lệnh một tiếng thượng huyền tiên môn tiên nhân sôi nổi truy kích Dương Nghị Vân. Mà Yến Vô Lượng cũng ở ngay lúc này, một bước bước ra thẳng đến Dương Nghị Vân. Lúc này Dương Nghị Vân đã rời đi vòng vây, rời xa Yến Vô Lượng hơn 200 mễ. Hắn tinh thần thời khắc ở căng chặt chú ý Yến Vô Lượng động tính, đường Yến Vô Lượng hạ lệnh là lúc, Dương Nghị Vân rốt cuộc trang không nổi nữa. Toàn thân hơi thở vừa thu lại, giải khai lui liền chạy. Hơn nữa lớn tiếng mắng nói, Yến Vô Lượng lão tặc, tiểu gia không bồi ngươi chơi, gặp lại chính là ngươi ngày chết.
Nếu nói phía trước ở vòng vây thời điểm, Dương Nghị Vân không bất luận cái gì tự tin đối phó Yến Vô Lượng cùng hắn thủ hạ một chúng tiên nhân nói, như vậy hiện tại hắn rốt cuộc có nắm chắc chạy đi. Mắng thời điểm, Dương Nghị Vân vận chuyển toàn thân hơi thở, vèo một chút biến mất ở tại chỗ. Cùng thời gian hắn cắn răng thiêu đốt trong cơ thể lực lượng, chỉ có như thế hắn mới có nắm chắc chạy thoát, hơi chút chậm hơn một bước, chưa chừng liền sẽ bị Yến Vô Lượng cấp đuổi theo. Cho nên giờ phút này Dương Nghị Vân là chút nào không dám đại ý, chỉ có thể liều mạng chạy. Dù sao lúc này vô luận như thế nào là không thể cùng Yến Vô Lượng đối thượng. Hắn thúc giục trong cơ thể càn khôn nói nguyên nội tứ tượng chu tước chi lực thật sự là tiêu hao quá lớn, đã bị không có lực lượng lại đi thúc giục lần thứ hai công kích. Tứ tượng chu tước lực lượng ngày sau vẫn là thiếu dùng thì tốt hơn, chỉ có thể làm đòn sát thủ sử dụng. Đương Dương Nghị Vân trực tiếp thiêu đốt trong cơ thể lực lượng ra tốc lúc sau, trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp, mấy cái lên xuống liền biến mất ở đường chân trời thượng. Yến Vô Lượng sắc mặt âm trầm vô cùng. Lại là không nghĩ tới Dương Nghị Vân tiểu tử này cũng là cái quyết đoán người, rõ ràng ở thả đại chiêu lúc sau, trong cơ thể hư vinh dưới tình huống, như cũ còn thiêu đốt trong cơ thể lực lượng đi chạy trốn, bực này vì thế dậu đổ bìm leo. Đổi làm người bình thường là sẽ không làm như vậy, thiêu đốt trong cơ thể tiên lực đại giới chính là không nhỏ, nhẹ thì tu vi lùi lại, nặng thì một thân tu vi tiêu tán, bực này đại giới đối với bất luận cái gì tiên nhân đều là khó có thể thừa nhận. Nhưng Dương Nghị Vân tiểu tử này cố tình cứ như vậy làm. Không thể không nói cũng là cái thực nhân vật. Khá vậy đúng là như thế, Yến Vô Lượng biết hôm nay nếu là làm Dương Nghị Vân chạy thoát, ngày sau gặp lại nhưng chính là đại họa hại. Yến Vô Lượng không thể không lo lắng. Nghĩ đến đây lúc sau, Dương Nghị Vân đối mấy cái bên người hai cái kim tiên nói, cho ta truy, nhất định không thể buông tha hắn, xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu tiên lực thiêu đốt. Nói chuyện chung Yến Vô Lượng chính mình cũng ra tốc. Dù sao bọn họ đều là trong cơ thể tiên lực sung túc. Hơn nữa toàn lực dưới tốc độ cũng là không chậm, hơn nữa tiên thức truy kích tỏa định, liền tính là tạm thời cùng Dương Nghị Vân kéo ra khoảng cách, nhưng chỉ cần đại phương hướng không sai, chỉ là sẽ không ném. Nhưng Dương Nghị Vân tiểu tử này lại là ở trong cơ thể suy yếu dưới tình huống, cư nhiên còn ở thiêu đốt trong cơ thể tiên lực, này cùng tìm chết nhưng không phân biệt, chờ đến tiên lực thiêu đốt hầu như không còn thời điểm, chính là hắn tiểu tử ngày chết. Cho nên Yến Vô Lượng hạ quyết tâm, liền tính đuổi không kịp Dương Nghị Vân. Cũng không thể làm hắn dừng lại, nếu tiểu tử ngươi nguyện ý thiêu đốt trong cơ thể thiên lực, kia bổn tọa liền thành toàn ngươi, biết ngươi đem chính mình đốt thành thây khô mới thôi. Một chốn nhiều truy một hồi đánh giá bắt đầu rồi. Bên kia Đỗ Kiệt Bân nhìn đến bực này cục diện sốt ruột nói, cha chúng ta muốn giúp phân tử, nếu không hắn sẽ chết. Ngươi muốn thật muốn giúp hắn, hiện tại liền đi bái phỏng năm đó vì kia lão tiền bối, chỉ cần ngươi chờ bái sư thành công, thượng huyền tiên môn liền không sợ gì cả. Đến lúc đó bảo hạ Dương Nghị Vân không thành vấn đề, hắn Yến Vô Lượng không dám sằng bậy. Đỗ Nhân Kiệt trầm giọng nói chuyện. Chính là trước mắt phân tử này một quan đều quá không được a, chờ ta bái sư trở về, hắn sớm đã chết. Đỗ Kiệt Bân trừng lớn đôi mắt nói. Đỗ Nhân Kiệt lắc đầu nói, Dương Nghị Vân nếu dám đi thiêu đốt trong cơ thể thiên lực, đã nói lên hắn là có nắm chắc tử Yến Vô Lượng trong tay chạy thoát, nếu không nói, nếu đều là một, lại vì cái gì muốn chạy trốn. Cho nên muốn tới này một kiếp Dương Nghị Vân là có thể tránh thoát đi, trọng điểm là chuyện sau đó, người muốn thật muốn cứu Dương Nghị Vân liền đình cha, hiện tại đi bái phỏng vị nào tiền bối, hiện giờ ngươi mở ra phong lôi tiên thể bái sư hẳn là không thành vấn đề, vì ta Thái Thanh Tiên môn thiếu chút giết chóc, cũng vì cứu Dương Nghị Vân, có thể khải thần bái sư đi. Nghe phụ thân nói như thế xong, Đỗ Kiệt Bân ngẫm lại cũng có đạo lý, liền gật gật đầu nói, hảo đi, việc này không nên chậm trễ ta có thể tiến đến. Đi thôi, vi phụ đã đưa tin cho ngươi ra ra, các ngươi một khối đi trước, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, vi phụ phải về tiên môn bố trí một phen, lần này đánh giá Yến Vô Lượng là sẽ không thiện bãi cam hưu, Dương Nghị Vân tất nhiên có thể thoát khỏi Yến Vô Lượng đuổi giết. Trái lại Yến Vô Lượng sẽ đem khí rơi tại chúng ta Thái Thanh tiên môn trên người, cho nên ngươi lần này là đi bái sư, cũng là đi viện binh, Yến Vô Lượng thực lực cùng vi phụ tương đương, nếu là hắn đánh tới cửa tới, vi phụ nhưng thật ra không sợ. Đáng sợ liền sợ Yến Vô Lượng trở về thỉnh hắn phía sau chỗ dựa vị nào hỗn nguyên nói tiên lực lượng tới đối phó chúng ta Thái Thanh tiên môn. Cho nên con ta ngươi lần này đi gánh vác trọng trách ha, nhất định phải đi nhanh về nhanh, bái sư lúc sau mời đến cứu binh, nếu không ta Thái Thanh tiên môn nói không chừng liền hủy diệt, chờ trở về lúc sau vi phụ còn tận lực kéo dài thời gian, chờ ngươi trở về, đến nỗi Dương Nghị Vân sự, ngươi thả không cần lo lắng,
hắn lần này định có thể thoát vây, vi phụ cũng sẽ lưu ý Dương Nghị Vân tin tức, có thể giúp tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Đỗ Kiệt Bân phụ tử thương nghị lúc sau, lập tức liền rời đi hiện trường. Mà Dương Nghị Vân còn lại là cắn răng ở kiên trì trốn chạy chung. Ngay từ đầu hắn bay ra đi mấy trăm dặm thời điểm trong lòng còn nhẹ nhàng thở ra, vốn là tính toán tìm cái bí ẩn địa phương trực tiếp tiến vào Càn Khôn Hồ tránh né. Nhưng ai biết nháy mắt liền phát hiện Yến Vô Lượng bên người mang theo hai mặt kim tiên như cũ đàn truy không tha chung. Cái này Dương Nghị Vân trong lòng âm thầm kêu khổ. Dựa theo vốn dĩ kế hoạch là, thiêu đốt một ít trong cơ thể lực lượng, ném ra Yến Vô Lượng một mảng lớn lão bất tử liền không nên truy hắn, sau đó tìm một chỗ trực tiếp trốn vào Càn Khôn Hồ, chờ tu luyện cái vài thập niên ở ra tới, việc này là có thể qua đi. Ai biết Yến Vô Lượng cư nhiên cũng là bất cứ giá nào bộ dáng ở truy kích hắn, hơn nữa khoảng cách ở kéo gần. Như vậy đi xuống Dương Nghị Vân biết là không được. Thiêu đốt không nhiều lắm lực lượng hắn có thể thừa nhận, chính là thời gian dài liền phải ra vấn đề lớn. Điểm này Dương Nghị Vân rất rõ ràng. Làm sao bây giờ đâu? Một bên tiếp tục phi hành chạy trốn, Dương Nghị Vân trong óc ở nhanh chóng tìm ứng đối phương pháp. Dù sao thiêu đốt lực lượng không thể lâu lắm, nếu là chân chính trở đến trong cơ thể lực lượng thiêu đốt hầu như không còn thời điểm, hết thảy liền đều chậm. Thời gian trôi qua một cái đại chu thiên sau, Dương Nghị Vân càng thêm cảm thấy trong cơ thể tình huống không xong, không thể ở như vậy thiêu đốt đi xuống. Đang lúc hắn sốt ruột thời điểm, trong tầm mắt thấy được một mảnh nhân ngân quang lấp lánh. Nhìn kỹ lại là một đại cái thật lớn ao hồ xuất hiện ở trong tầm mắt. Lúc này, Dương Nghị Vân trước mắt sáng ngời, trực tiếp từ giữa không trung phi rơi xuống đi. Ngay sau đó bình thường một tiếng thẳng đến tiến vào hồ nước. Rồi sau đó trực tiếp hướng về đáy hồ chỗ sâu trong chìm vào đi xuống. Bất quá ở tiến vào trong nháy mắt, Dương Nghị Vân lại là cảm thụ một cổ cường đại hơi thở từ trên người hắn đảo qua mà qua. Cảm giác chung đây là một cổ phi thường lực lượng cường đại hơi thở, hơn nữa là yêu khí, so với Yến Vô Lượng cái kia kim tiên đại viên mãn còn mạnh hơn. Nói cách khác cái này hắn một đầu chui vào tới hồ nước có cường đại tiên thú tồn tại, vô cùng có khả năng thực lực là đại la thậm chí càng cao tồn tại. Hơn nữa Dương Nghị Vân cũng ở thời điểm này cảm nhận được một cổ nhiên hắn tim đập nhanh hơi thở hướng về hắn mà đến. Không chỉ như vậy, hồ nước đều rung chuyển lên, này liền thuyết minh là thật sự có sinh linh hướng về hắn tới gần. Giờ khắc này Dương Nghị Vân không cần suy nghĩ, trong lòng vừa động trực tiếp tiến vào Càn Khôn Hồ không gian. Hắn nguyên bản tính toán, thiêu đốt lực lượng thoát khỏi Yến Vô Lượng liền tiến Càn Khôn Hồ, nhưng mặt sau Yến Vô Lượng đàn truy không tha. Hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào Càn Khôn Hồ. Vãn một đường hắn tiến vào Càn Khôn Hồ lúc sau, Càn Khôn Hồ bại lộ bên ngoài bị Yến Vô Lượng tìm được chẳng phải là đại phiền toái. Cho nên thấy được cái này đại hồ lúc sau, Dương Nghị Vân một đầu chui vào trong hồ, nghĩ hồ nước ngăn cách hơi thở, có thể tránh né một chút Yến Vô Lượng truy kích. Nhưng ai ngờ đến lúc này cái này trong hồ cư nhiên còn có cường đại sinh linh tồn tại, không có biện pháp. Cũng chỉ có thể tiên tiến nhập Càn Khôn Hồ lại nói đến cùng mạng nhỏ quan trọng. Hiện tại là không có biện pháp. Tiến vào Càn Khôn Hồ sau, Càn Khôn Hồ liền sẽ bại lộ ở hồ nước. Dương Nghị Vân chỉ có thể chờ mong hồ nước sinh linh có thể xem nhẹ nho nhỏ Càn Khôn Hồ. Lại nói tiếp kỳ thật Càn Khôn Hồ cũng có chỗ tốt là, sẽ không có bất luận cái gì hơi thở phát ra. Hơn nữa là chí bảo, Dương Nghị Vân cũng không lo lắng sẽ tổn hại. Hắn tiến vào Càn Khôn Hồ không gian sau, hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, người này thoát hư tới rồi cực hạn, trước mắt tối sầm trực tiếp hôn mê bất tỉnh, bất chấp tất cả, trước ngủ một giấc rồi nói sau. Mà Dương Nghị Vân không có nhìn đến chính là, liền ở hắn tiến vào Càn Khôn Hồ lúc sau, ở nguyên lai vị trí, bỗng nhiên xuất hiện một cái toàn thân tuyết trắng, sinh lần đầu một sừng, thân hình dài chừng gần 100 mét, sau lưng sinh trưởng có một đôi tuyết trắng thịt cánh, bụng có một đôi long chảo. Diện mạo thoạt nhìn giống xà nhưng cũng tuyệt đối không phải xà sinh linh. Mở ra bồn máu mồm to một ngụm cắn hạ, nhưng Dương Nghị Vân lại là biến mất. Cái này tuyết trắng cực giống mãng xà sinh linh, một đôi thực nhân tính hóa mắt to lộ ra nghi hoặc chi sắc, nhưng ngay sau đó há mồm vừa phun, Càn Khôn Hồ phun ra. Cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn một chút, lại há mồm đem Càn Khôn Hồ nuốt tới rồi trong miệng. Ngay sau đó này đầu tuyết trắng sinh linh, ngẩng đầu nhìn về phía hồ nước phía trên. Thân thể bơi lội mà đi, thẳng tiếp nước mặt. Giờ phút này Yến Vô Lượng mang theo hai cái kim tiên còn lại là tới rồi mặt hồ phía trên huyền phù mà đứng. Môn chủ kia tiểu tử hơi thở ở chỗ này biến mất không thấy,
tất nhiên là tiến vào này một sừng long hồ, chúng ta làm sao bây giờ? Yến Vô Lượng bên người trưởng lão nói chuyện ánh mắt kiêng kỵ vô cùng nhìn bình tĩnh mặt hồ. Đáng chết tiểu tử, tất nhiên tiến vào cái này cấm địa chi trong hồ, bất quá trong hồ có đại la thượng tiên cấp bậc một sừng hai cánh long tồn tại, hắn cũng đừng nghĩ tồn tại, tiện nghi hắn. Yến Vô Lượng hung tợn nói chuyện. Cái này ao hồ chính là đại thanh tiên sơn bãi ở bên ngoài cấm địa chi hồ, bên trong ở một cái đại la thượng tiên cơ bản yêu tộc tiên thú, nhập hồ giả hẳn phải chết. Từng có đại la cấp bậc tiên nhân muốn đi thu phục trong hồ một sừng hai cánh long, kết quả đều chết ở bên trong, đối với cái này cấm địa chi hồ, đại thanh tiên sơn tiên nhân đều là kính nhi viễn chi. Dân gia đừng nói tiến vào trong hồ, liền tính là tới gần cái này cấm địa chi hồ 10 dặm trong phạm vi đều sẽ bị một sừng hai cánh long công kích. Yến Vô Lượng cũng không dám dễ dàng nhập hồ, huyền phù trên mặt hồ 20 mét địa phương nhìn. Mỗi một khắc bình tĩnh mặt hồ sôi trào lên. Yến Vô Lượng cùng hai gã kim tiên trưởng lão sắc mặt cuồng biến. Đi mau, một sừng hai cánh long ra hồ. Dứt lời lúc sau Yến Vô Lượng ba người vèo 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 xa độn mà đi. Ngao! Mà phía sau còn lại là truyền đến một tiếng kinh thiên động địa giống giận, làm ba người kinh hồn táng đảm, mỗi danh chạy trốn, dù sao Dương Nghị Vân tiến vào cái này cấm địa chi hồ là đừng nghĩ tồn tại, chỉ biết trở thành kia đầu một sừng hai cánh long điểm tâm. Càn khôn hồ không gian trong vòng. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Dương Nghị Vân rốt cuộc thức tỉnh lại đây. Đương hắn mở hai mắt lúc sau, cảm thấy lúc ấy từng đợt cảm giác vô lực. Nhìn một chút ở càn khôn hồ không gian trong vòng, đảo cũng thả lỏng, ít nhất ở chỗ này không cần lo lắng an toàn vấn đề. Mặc kệ ngoại giới thế nào, dù sao tạm thời hắn ở càn khôn hồ nội là an toàn. Người cái nhược kê rốt cuộc tỉnh. Bên tai truyền đến thần ma điểu chào phúng thanh. Thứ này là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đả kích Dương Nghị Vân cơ hội. Cứ việc Dương Nghị Vân thực khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể tùy ý nó đi, đều thói quen. Người thứ này đến là sẽ hưởng thụ, như thế nào không chết bên ngoài, còn đi theo vào tiểu gia càn khôn hồ không gian tới. Dương Nghị Vân tức giận mắng thần ma điểu. Thần ma điểu một con đều là ngồi xổm hắn trên vai, Dương Nghị Vân căn bản liền không quản quá, hiện tại xem ra này chỉ hỏi đề điểu bảo mệnh là có một bộ. Đương Dương Nghị Vân tiến vào càn khôn hồ không gian thời điểm, thần ma điểu gắt gao ngồi xổm Dương Nghị Vân trên vai, tự nhiên cũng liền tiến vào. Hơn nữa đây là thần ma điểu lần đầu tiên tiến vào Dương Nghị Vân càn khôn hồ không gian. Lão tử là tam giới đệ nhất thần ma điểu, tuy rằng tạm thời sử dụng không được cái gì pháp lực, nhưng là bảo mệnh là không thành vấn đề. Nói trở về, biết tiểu tử ngươi có cái động thiên không gian, hiện tại thoạt nhìn tựa hồ thực không tồi bộ dáng, lão tử thích nơi này. Tiểu tử về sau có nguy hiểm khiến cho lão tử đãi ở chỗ này, ngồi xổm ngươi cùng bả vai sơn lão tử lo lắng để phòng a, sợ quải rớt. Thần ma điểu tức khắc chính là một hồi cào nhau. Dương Nghị Vân mắt trắng dã, cảm giác khôi phục một ít thể lực, từ trên mặt đất bò dậy ngồi xong. Tiếp được hắn chuẩn bị trước khôi phục tiêu hao trong cơ thể lực lượng, đến bây giờ hắn đều cảm giác chính mình suy yếu tới rồi cực điểm, tùy thời còn có thể tái ngất xỉu đi. Một bên đi chơi, ta muốn khôi phục pháp lực. Bất quá ta nói cho ngươi, nơi này đồ vật, không có ta cho phép ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích, nếu không ta không tha cho ngươi cái tạp mao điểu. Dương Nghị Vân cảnh cáo thần ma điểu. Hắc ha hà tiểu tử ngươi nói chậm, chuẩn xác nói tiểu tử ngươi hôn mê suốt 3 năm, Nga đương nhiên là tu chân giới thời gian 3 năm, tiên giới thời gian cũng chính là 3 ngày mà thôi. Trong lúc này lão tử mọi nơi xoay chuyển, ăn một ít linh đào linh quả, cũng phát hiện có ở đâu biên trong hồ nước có một cục đá thượng huyền phù này tam tích tràn ngập cường đại sinh mệnh hơi thở giọt nước, vốn dĩ tưởng nếm thử, bất quá lão tử tổng cảm giác cái loại này giọt nước có chút vấn đề, nhịn xuống không dùng. Còn có chính là một khác biến kia tòa lôi sơn, quả thực chính là cái hố to a, cư nhiên có một gốc cây tràn ngập ngũ hành thuộc tính lôi thụ, thiếu chút nữa bị đem lão tử hù chết, tiểu tử ngươi cái này không gian rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, thoạt nhìn thật sự là không giống bình thường a. Thần ma điểu đối Dương Nghị Vân càn khôn hồ không gian tràn ngập cảm thán, thậm chí còn có như vậy một tia kính sợ tồn tại. Dương Nghị Vân nghe thần ma điểu nói chuyện, rất muốn lên lột sạch này chỉ hỏi đề điểu lông chim, đáng tiếc không một chút sức lực. Bất quá cũng yên tâm xuống dưới, thần ma điểu nghe tới, ra ăn qua linh đào ở ngoài, đối sinh mệnh chi thủy không dám đi chạm vào. Điểm này Dương Nghị Vân có chút thất vọng, cũng đối này chỉ hỏi đề điểu cảnh giác nhạy bén cảm thấy khiếp sợ. Sinh mệnh chi thủy lớn nhất công hiệu chính là có thể làm thế gian yêu thú gì đó, huyết mạch tiến hóa, đồng thời khống chế. Có thể nói sinh mệnh chi thủy đối thế gian yêu tộc dụ hoặc phi thường đại,
không có mấy cái yêu tộc có thể ngăn cản trụ sinh mệnh chi thủy dụ hoặc, nhưng thần ma điều không chỉ có ngăn cản ở dụ hoặc, càng là cảm nhận được sinh mệnh chi thủy nếu nó dùng nói, sẽ có nguy hiểm. Cho nên Dương Nghị Vân đối này chỉ hỏi để điều lau mắt mà nhìn liếc mắt một cái. Đương nhiên thần ma điều nếu dùng sinh mệnh chi thủy sau, Dương Nghị Vân cũng muốn biết, sinh mệnh chi thủy có thể hay không khống chế này chỉ điều. Đáng tiếc này chỉ hỏi để điều không đi dùng, nhưng cũng có điểm tiếc nuối. Bất quá đối thần ma điều Dương Nghị Vân không cần khống chế, bởi vì lão nhân trong tay hẳn là nắm giữ này chỉ hỏi để điều thứ gì, cho nên nó không thể không đi theo hắn. Đối với thần ma điều Dương Nghị Vân căn bản liền không cần đi khống chế. Lan. Mắt trợn trắng Dương Nghị Vân đối thần ma điều há mồm phun ra một cái lăn tự. Tiểu tử ngươi không biết tốt xấu, hừ, về sau có việc đừng cầu lão tử. Thần ma điều lại nhảy bay đi. Lỗ tai thanh tĩnh lúc sau, Dương Nghị Vân bắt đầu vận chuyển công pháp tu luyện. Kỳ thật hắn chịu thương nhưng thật ra không quan trọng, chủ yếu là thúc giục tứ tượng chi lực thời điểm một chút háo rớt trong cơ thể lực lượng cùng tiên hồn chi lực, hơn nữa thiêu đốt pháp lực, tạo thành hắn thân thể thoát hư, cái này chỉ có thông qua chậm rãi tu luyện mới có thể hoãn lại đây. Cũng may hắn cùng Đỗ Kiệt Bân cùng nhau chém giết như vậy nhiều ngày tiên, đạt được 1000 nhiều hạ phẩm tiên thạch, hẳn là đủ hắn khôi phục lại. Cứ việc thiêu đốt trong cơ thể lực lượng, nhưng cũng may như cũ ở thừa nhận trong phạm vi, còn không có đạt tới cái loại này tinh dầu trợ khổ phản phệ trình độ. Trừ bỏ thân thể suy yếu ở ngoài, không có trong tưởng tượng như vậy không xong. Đây cũng là hắn cảm giác sắp khiêng không được thời điểm, vội vàng ngưng hẳn thiêu đốt pháp lực tiến vào càn khôn hồ không gian nguyên nhân. Trong cơ thể tình huống không có đạt tới mất khống chế trình độ. Bất quá Dương Nghị Vân hiện tại tưởng tượng này cùng chính mình tu luyện ra tới lực lượng là có rất lớn quan hệ. Người khác thành tiên lúc sau trong cơ thể xuất hiện lực lượng chính là tiên lực, mà hắn bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, trong cơ thể thành tựu nói nguyên đều là không giống người thường, xưng là càn khôn nói nguyên càng vì chuẩn xác. Tương ứng càn khôn nói nguyên trong vòng lực lượng muốn cao hơn tiên lực, dựa theo càn khôn chi linh cách nói, hắn tu chính là thần đạo, như vậy xuất hiện lực lượng chính là thần lực, đương nhiên không có khả năng sẽ là chân chính thần lực, chỉ có thể nói so với tiên lực càng thêm cao giai lực lượng. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, hắn cứ việc thiêu đốt trong cơ thể lực lượng, lại là cũng không có trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Như cũ là có thể thừa nhận. Tu thần chi đạo chỗ tốt cùng với chúng bất đồng, ở thời điểm này đích xác thể hiện ra tới. Kế tiếp Dương Nghị Vân thu hồi tạp niệm, vẫy tay một cái tiên thạch tới rồi bên người, hắn đôi tay từng người nắm chặt một viên tiên thạch bắt đầu tu luyện khôi phục. Tu luyện không chỗ nào nguyệt, thời gian một chút qua đi. Dương Nghị Vân bên người 1500 nhiều viên tiên thạch cũng ở một chút biến mất. Hắn hoàn toàn chìm vào ở tu luyện khôi phục chung. Thẳng đến sở hữu tiên thạch sử dụng hầu như không còn, Dương Nghị Vân như cũ tu luyện như cũ không có dừng lại, vẫn là chìm vào ở tu luyện trạng thái. Đương nhiên trong thân thể hắn tiêu hao suy yếu sớm như cũ khôi phục lại đây. Như cũ không có dừng lại là bởi vì, hắn từ sơ phẩm thiên tiên một hơi tu luyện tới rồi sơ phẩm chân tiên chi cảnh. Là dựa vào Mỹ Kim thật nói đan lực lượng, mà không phải tự thân đi bước một tu luyện đi lên. Đan dược tu luyện tuy hảo, khá vậy có khuyết tật tồn tại, điểm này cho dù là tiên đan cũng không ngoại lệ, căn cơ tất nhiên là không có đi bước một tu luyện đi lên ổn định. Cho nên Dương Nghị Vân như cũ không dừng lại, tiếp tục tu luyện chính là muốn cho chính mình chân tiên chi cảnh căn cơ ổn định. Thời gian ở tu luyện chung thường thường là bay nhanh sói mòn. Ở Dương Nghị Vân tu luyện trong lúc, thần ma điểu rốt cuộc cảm nhận được ở càn khôn hồ không gian nhàm chán, bay qua tới rất nhiều lần, mỗi một lần đều nhìn đến Dương Nghị Vân như cũ ở tu luyện trạng thái, nó cũng chỉ có thể lại lần nữa bay ra đi. Rốt cuộc mỗi một khắc Dương Nghị Vân mở hai mắt, kết thúc tu luyện. Hắn một thân tiêu hao khôi phục, sơ phẩm chân tiên chi cảnh cũng ổn định vững chắc xuống dưới. Có đối với chân tiên chi cảnh thông qua một phen tu luyện cũng có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Khóe miệng mang theo ý cười. Dương Nghị Vân đứng dậy. Lúc này thần ma điểu từ nơi xa bay lại đây, oa oa kêu to lên nói, ngươi cái tiểu hỗn đản rốt cuộc tu luyện kết thúc a, nhanh lên mang lão tử đi ra ngoài, nơi này nhàm chán vô cùng, ở không ra đi không ai cùng lão tử nói chuyện, đều phải nghẹn đã chết. Dương Nghị Vân ha ha cười nói, ngươi cái này tạp mao điểu không phải được xưng tam giới đệ nhất thần ma điểu sao? Như thế nào ngươi cũng sợ buồn tẻ? Ha ha! Vô nghĩa! Ngươi cái tiểu hỗn đản đều tu luyện suốt trăm năm thời gian, tiên giới 10 ngày luân, ở ngươi cái này không gian nãi nãi cái chân, đều không có một cái nói chuyện, thần cũng chịu không nổi, nói cho tiểu tử ngươi,
thế gian đáng sợ nhất đồ vật chính là tịch mịch, tịch mịch, tịch mịch, cô độc, cô độc, cô độc, hiểu không? Ngươi cái nhược kê, nhược kê, nhược kê. Thần ma điểu như là ma trứng giống nhau chửi ầm lên. Bất quá Dương Nghị Vân đối này chỉ hỏi đề điểu nói vẫn là nhận đồng, đích xác thế gian đáng sợ nhất đồ vật chính là cô độc cùng tịch mịch, điểm này hắn ở năm đó hoa sen đen không gian thể nghiệm quá, cũng sớm mất đi nào đó người lúc sau cảm thụ quá. Không có cùng thần ma điểu lại đi đấu võ mồm, Dương Nghị Vân tùy ý này chỉ hỏi đề điểu phát tiết một phen, bằng không hắn thật đúng là sợ thứ này điên bệnh tăng thêm. Nhưng cũng là hơi hơi cảm khái một phen, thành tiên lúc sau tu luyện, đối với thời gian quan niệm có nhược hóa, hắn cũng liền cảm giác chỉ là tu luyện một lát, nhưng thời gian đi qua trăm năm. Trước kia ở tu giả giới một lần bế quan tu luyện qua đi trăm năm thời gian cũng từng có, nhưng cũng sẽ cảm thấy qua thời gian rất lâu, nhưng hiện tại lại là không có như vậy cảm thấy bị. Ở thần ma điểu lại nhảy hết sức, Dương Nghị Vân đánh lên tinh thần, chậm rãi phóng xuất ra tiên thức ra càn khôn hồ đi. Hắn nhớ rõ ở hôn mê phía trước, có cường đại hơi thở bao phủ mà đến, ở trong hồ nước, hắn tiến vào càn khôn hồ liền rốt cuộc không quản ngoại giới tình huống như thế nào. Hiện tại tính tính thời gian trôi qua trăm năm nhiều, nếu không ra cái gì ngoài ý muốn nói, giờ phút này hắn càn khôn hồ hẳn là chìm vào đáy hồ. Trong hồ có cường đại sinh linh tồn tại, hắn đều không có thấy rõ là cái gì tồn tại, cho nên tiên thức lực phóng xuất ra đi thời điểm, Dương Nghị Vân là rất cẩn thận. Nhưng mà đương nhiên tiên thức thả ra sau, lại là tức khắc mở to hai mắt nhìn. Không có trong tưởng tượng càn khôn hồ rừng ở đáy hồ nước bùn chung tình huống hoặc là nói hoàn cảnh. Ngược lại hắn tiên thức chung phát hiện chính là cái lấp lánh sáng lên không gian, thoạt nhìn có trăm cái bình phương bộ dáng, càng như là một gian cao lớn thiên nhiên sơn động mật thất. Cao ước 4-50 mễ. Với hắn mà nói thực trống trải. Đương nhiên này không phải trọng điểm là... Dương Mỗ Nhân thấy được cái này sơn động mật thất chung đồ vật sau, tức khắc đôi mắt đều phát ra lục quang, nước miếng đều bất chi bất giác chảy xuống dưới. Hắn tẫn nhiên thấy được chồng chất như núi tiên thạch, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí cực phẩm tiên thạch đều có, chẳng qua tất cả đều toàn bộ chồng chất ở cùng nhau, nhìn qua thực hỗn độn. Trừ cái này ra, còn có rất nhiều kỳ thạch tài liệu, một ít chai lọ vại bình gì đó, đều đối phương ở bên nhau, càn khôn hồ cũng giống như này đó bảo vật giống nhau tùy ý nằm ở một góc. Dương Nghị Vân ở cái này xa động mật thất không có phát hiện có sinh linh tồn tại. Lúc này Dương Mẫu Nhân rốt cuộc nhìn không được, trong lòng vừa động mang theo thần ma điểu trực tiếp xuất hiện ở cái này thiên nhiên mật thất bảo khố chung. Di tiểu hỗn đản đây là, cái gì đại lão bảo khố chung, ngươi như thế nào tiến vào nơi này, ngọa tào ngươi muốn phát tài a? Thần ma điểu vừa ra tới tức khắc liền kêu lớn lên. Nhìn chồng chất như núi các loại bảo bối, đừng nói thần ma điểu kêu to. Liền tính là Dương Nghị Vân cũng là nội tâm ở kịch liệt quay cuồng. Ngoan ngoãn cái má ơi! Này, này thật đúng là cái gì đại lão tiên nhân bảo khố? Đối mặt thần ma điểu kêu to, Dương Nghị Vân cũng muốn biết đây là có chuyện gì. Hoàn toàn cùng hắn dự đoán không giống nhau, vốn dĩ đi, hắn tiến vào càn khôn hồ lúc sau, theo lý thuyết càn khôn hồ hiển lộ ra tới lúc sau sẽ chìm vào đáy hồ, ai biết cư nhiên xuất hiện ở như vậy một cái bảo khố chung, thần kỳ nga. Hiện tại ngẫm lại tựa hồ có chút không thích hợp a. Dương Nghị Vân nhớ tới hắn tiến vào càn khôn hồ phía trước kia cổ cường đại hơi thở, yêu tộc hơi thở. Này liền thuyết minh, trong hồ là tuyệt đối có cái phi thường tồn tại, mà càn khôn hồ có thể đi vào tìm cái bảo khố mật thất chung, 8-9 phần 10 là cùng cái kia trong hồ hơi thở có quan hệ. Đối mặt loại tình huống này, Dương Nghị Vân kích động tâm tình một chút bình tĩnh xuống dưới. Ở bốn phía nhìn một vòng. Lại là không có phát hiện cái gì môn hộ tồn tại, nơi này giống như là hoàn toàn kín kẽ phong kín nơi. Nếu thật là nói như vậy, sợ cũng không phải sự tình tốt. Dương Nghị Vân đem phía trước ở trong hồ sự đối thần ma điểu giảng thuật một lần, vốn là muốn hỏi một chút này chỉ hỏi để điều cái nhìn, có phải hay không có biện pháp gì không, trước từ nơi này đi ra ngoài, hoặc là nói có thể hay không cấp ra một ít lợi và hại linh tinh quan điểm. Ai biết thần ma điểu quan điểm là nói ra. Nhưng Dương Nghị Vân nghe lại là càng nghe càng không thoải mái. Bởi vì thứ này nói ra nói, tất cả tại hù dọa hắn. Quả thực là tự cấp hắn gây trong lòng áp lực. Căn bản là không phải ở ra chủ ý. Chỉ nghe thần ma điểu nói, oa hỗn tiểu tử chiếu ngươi nói như vậy nói, cái này trong hồ tuyệt đối tồn tại một cái tiên thú đại lão, tu vi thấp nhất khởi bước đều có thể là đại la thượng tiên cấp bậc tồn tại. Xem nơi này mọi nơi đều là phong bế hoàn cảnh, không gian còn không nhỏ. Tất nhiên cũng là cái gì khổng lồ tiên thú, từ nơi này trồng chất bảo vật xem ra,
đa số đều là nhân tộc chi vật, này lại nói mệnh cái này trong hồ tồn tại, sợ là cái giết người không chớp mắt sinh linh, đối tiên nhân tất nhiên không thích, từ này đó bảo vật số lượng thượng xem, này yêu cầu giết bao nhiêu người mới có thể tích lũy nhiều như vậy bảo vật a. Hiện tại mấu chốt vấn đề là, tìm ra đường đi, lão tử cảm giác nơi này bốn phía có cường đại hơi thở tồn tại, từ bên trong sợ là mở không ra, chỉ có từ ngoại giới mới có thể mở ra. Chạy nhanh nghĩ cách nhìn xem có thể hay không đi ra ngoài đi, đừng bị nhốt ở chỗ này ra không được, lão tử ở ngươi càn khôn không gian đều mang theo phiền lòng, đừng nói tới ở chỗ này như cũng bị nhốt, a. À. Nếu là thật nói vậy, lão tử sẽ nổi điên. Dương Nghị Vân trợn trắng mắt đối này chỉ hỏi để điều hết chỗ nói rồi, vốn dĩ muốn cho hắn ra chủ ý, hiện tại giảng ra nói, cư nhiên tất cả đều là mặt trái nói, không có một câu có thể sử dụng. Dương Nghị Vân cố ý nói, ra không được liền ra không được, không sao cả, dù sao có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, cũng đủ chống đỡ ta tu luyện các mấy trăm năm, vừa lúc ở nơi này an tĩnh tu luyện, nếu nơi này thật là gì đó cường đại tiên thú bảo khố, luôn có một ngày đại môn sẽ mở ra, đến lúc đó sát đi ra ngoài không phải được. Nghe Dương Nghị Vân chẳng hề để ý nói, thần ma điều tức muốn hộc máu nói, ngươi, ngươi cái tiểu hỗn đàn a, không được, lão tử không thể đãi ở chỗ này, lão tử muốn đi ra ngoài. Lão tử còn có cái gì ở ngươi cái kia lão hỗn đản sư phụ trời cao tà trên tay, không như vậy nhiều thời gian ở chỗ này háo. Tiểu tử ngươi chạy nhanh nghĩ cách tìm ra lộ, nhưng đừng quên, ngươi cái kia lão hỗn đản sư phụ ở tiên giới có kẻ thù, hơn nữa là kẻ thù lớn, không chừng kia một ngày sẽ quải rớt. Tiểu tử ngươi không còn sớm điểm đi ra ngoài tìm ngươi hỗn đản sư phụ, cuối cùng liếc mắt một cái nói không chừng trướng mắt. Oanh, a nha ngươi cái nhược kê đánh lão tử. Thần ma điểu miệng quá nát. Dương Nghị Vân vung tay lên đem thần ma điểu đánh bay, đương nhiên xuống tay là có chừng mực, xuống tay trọng Dương Nghị Vân cũng sợ một chút đem này chỉ hỏi để điều cấp đánh chết. Tạp mau điểu nghe hảo, chết lão nhân chỉ có ta có thể mắng, người khác không được, bao gồm ngươi, ở mẹ nó miệng đi toái, tiểu gia ta không tha cho ngươi, làm ngươi mẹ nó nghĩ cách, ngươi cấp tiểu gia đại một đống bực tức, muốn ngươi gì dùng. Đối này chỉ tạp mau điểu, Dương Nghị Vân không khách khí, đánh chửi cùng nhau thượng. À. Ngươi cái nhược kê dám đánh lão tử cùng ngươi liều mạng. Thần ma điểu bạo khiêu như sấm đối với Dương Nghị Vân dương nanh múa vuốt bay qua tới. Nhưng là kết quả không sao. Chạm vào, a nha. Thần ma điểu có một lần bay đi ra ngoài, đánh vào trên tường đá, lông chim đầy trời phi. Qua nha nha nha, ngươi cái nhược kê, lão tử nếu là từ trời cao tà cái kia lão hỗn đản trong tay bắt được đồ vật, cái thứ nhất giết ngươi, một ánh mắt chừng chết ngươi cái nhược kê. Thần ma điểu oa oa kêu to có một lần bay qua tới. Oanh! Có một lần kêu thảm bay ngược đánh vào trên tường đá. Giờ phút này thần ma điểu đã là đầy người lông chim đều còn thừa không có mấy. Lúc này đây không có ở bay qua cùng Dương Nghị Vân liều mạng. Ngược lại oa một chút khóc lên, oa ô ô, lão tử đường đường tam giới đệ nhất thần ma điểu thế nhưng bị ngươi cái nhược kê như thế nhục nhã, lão tử không sống lạp. Dương Nghị Vân vừa thấy thứ này còn có người đàn bà đanh đá một mặt, tức khắc khí cười, đi qua đi hừ lạnh, nghĩ ra đi liền cấp lão tử câm miệng. Thực nghiêm khắc một tiếng hừ lạnh, thực dùng được. Thần ma điểu ngay sau đó im tiếng. Thứ này chính là cái lưu manh chi hóa. Bất quá Dương Nghị Vân cũng nhìn ra được tới, tạp mau điểu thật là có chút bản lĩnh, đánh nó rất nhiều lần tuy rằng hắn vô dụng bao lớn lực đạo, nhưng đều đánh vào trên tường đá chính là thật đánh thật. Tạp mau điểu nhỏ yếu thân thể đều bị đâm lạn, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục, quả thực dùng có bất tử máu. Điểm này Dương Nghị Vân lần đầu tiên thấy thứ này thời điểm liền kiến thức quá nó máu thần kỳ. Điểm này thương đối tạp mau điểu không gì sự. Dù sao trước mắt tới nói tạp mau điểu là một chút pháp lực đều không tồn tại, chỉ có trên người huyết rất là kỳ lạ. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ về sau có thời gian nhất định nghiên cứu một chút này chỉ tạp mau điểu máu không thể. Luôn là nghe thấy tạp mau điểu nói nó có thứ gì ở lão nhân trên tay, hiện tại nghĩ đến tất nhiên là cùng nó pháp lực có quan hệ đồ vật. Về sau nhìn thấy lão nhân muốn hỏi một chút rõ ràng. Bất quá cái này tạp mau điểu có một chút nói không sai, vì lão nhân hắn đích xác không thể bị nhốt ở chỗ này. Chết lão nhân là hắn sư phụ, một con đều ở vì hắn trả giá, thật vất vả khôi phục tiên thể, lại là còn không có nói nhiều ít lời nói, chết lão nhân liền trực tiếp rời đi đi tiên giới. Này đó Dương Nghị Vân biết là lão nhân ở tiên giới có sư nương gì đó khẩn cấp việc, dựa theo năm đó ở tiểu yêu giới gặp qua cửu vĩ thiên hồ sư nương nói chuyện, lão nhân những cái đó ở tiên giới hồng nhan chi kỷ có lẽ ở tiên giới làm sự tình,
tự cấp lão nhân báo thù gì đó. Mà chết lão nhân từng nay cũng mơ hồ đối hắn đề qua, hắn sở dĩ rơi vào một cái tàn hồn kết cục, chính là chịu người hãm hại kết quả, có thể thành hãm hại lão nhân người sẽ là người nào. Dương Nghị Vân tưởng tượng đến, tất nhiên cũng sẽ là lão nhân cái kia cấp bậc địch nhân đi. Chết lão nhân chính là 12 kiếp tán tiên chí tôn, bằng nhau với tiên giới tiên tôn, đó là tiên giới nhất đứng đầu tồn tại, đối mặt bực này trình tự tồn tại, liền tính cửu vĩ sư nương những người đó ở cường đại, lão nhân cũng không yên tâm a. Cho nên năm đó ở tán tiên đảo tiên thể thành công sau, lão nhân là vội vàng liền rời đi. Tuy rằng biết lão nhân cường đại, chính là Dương Nghị Vân làm đồ đệ, nào có không lo lắng. Hiện giờ hắn cũng phi thăng tiên giới, liền tính là không thể giúp lão nhân, ít nhất hắn cũng muốn biết lão nhân tin tức, trong lòng mới có thể an ổn. Đối sư phụ trời cao tà, đừng nhìn Dương mỗ nhân miệng thượng đều là chết đầu trường, chết lão nhân đoàn, kỳ thật trong lòng phi thường để ý. Không cần thần ma điều nhắc nhở, Dương Nghị Vân cũng không tính toán lại nơi này tốn thời gian đi. Thu thập thần ma điều sau, rốt cuộc thanh tĩnh. Lúc này Dương Nghị Vân, tiếp tục mọi nơi xem xét, có phải hay không có cái gì có thể đi ra ngoài môn hộ. Nếu nơi này là một cái bảo khố, vậy tất nhiên có môn hộ tồn tại, chỉ là hắn không có tìm được mà thôi. Đáng tiếc nửa ngày cũng chưa tìm được. Ngẫm lại sau, Dương Nghị Vân lấy ra đồ long kiếm dự trữ lực lượng lúc sau. Đối với sơn động tường đá bỗng nhiên nhất kiếm đánh xuống. Ầm vang. Mục đích của hắn rất đơn giản, nếu tìm không thấy môn hộ vậy ở trên tường đá sáng lập ra tới một cái môn hộ, liền tính là đào hắn cũng muốn đào ra một cái đường đi ra ngoài không thể. Nhất kiếm hạ ầm vang rung động, chỉnh hợp mật thất đều mới thôi chấn động. Nhưng là, ngay sau đó Dương Nghị Vân liền nhíu mày. Bởi vì tường đá phía trên lập lòe khí chỉ cần vầng sáng, thực hiển nhiên là lực lượng nào đó phòng ngự. Hắn nhất kiếm căn bản liền không có cảm động tường đá biện pháp, một đạo dấu vết đều không có lưu lại. Ta đi. Dương Nghị Vân khí đến bạo thô khẩu. Lúc này thần ma điểu còn lại là hắc hắc bật cười, tựa hồ muốn nói ngươi ngốc a. Kết quả bị Dương Nghị Vân một ánh mắt chừng qua đi, tức khắc liền câm miệng. Tiểu gia cũng không tin nơi này là tường đồng vách sắt không thành. Dương Nghị Vân này sinh ác độc cự kiếm lại lần nữa công kích. Ầm ầm ầm. Điên cuồng công kích ở mật thất vang lên. Suốt nửa canh giờ, Dương Nghị Vân mệt thở hồng hộc, kết quả hắn bi kịch phát hiện, như cũ vô pháp ở tường đá là lưu lại một đinh điểm dấu vết. Trong lúc này hắn thậm chí mượn quá hoa sen đen lực lượng, chính là kết quả như cũ giống nhau. Thảo! Dương mỗ nhân một mông ngồi ở trên mặt đất. Nơi này với hắn mà nói quả thực chính là 10 tinh cấp bậc tủ sắt, vô pháp lay động mảy may. Liền ở hắn nhụt chí ngồi dưới đất thời điểm. Bỗng nhiên thấy lại là thấy được đỉnh đầu phía trên từng đợt quang mang lập lòe dựng lên. Nghe trong lúc nhất thời thần ma điểu kêu lên quái dị, vèo một chút ngồi xổm Dương Nghị Vân trên vai, tránh ở cổ áo, hơn nữa quái kêu lên, hỗn tiểu tử tới cái đại gia hỏa, tiểu tử ngươi không đối phó được, nhanh lên tiến ngươi không gian. A, à, thần ma điểu ồn ào hoàn toàn tới. Cho rằng lúc này một cổ che trời lấp đất uy áp bao phủ xuống dưới, bao gồm Dương Nghị Vân chính mình đều tại đây cổ uy áp dưới không động đậy thân. Thời gian như là dừng hình ảnh giống nhau. Duy nhất năng động trong mắt, Dương Nghị Vân lại là thấy được một con tuyết trắng thật lớn trào từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác mà nói là từ mật thất đỉnh chóp lốc xoáy bạch quang xa sút xuống dưới, nhìn như là long trào, nhưng lại có chút bất đồng, ngay lập tức chỉ thấy liền đem nhéo vào trào trong lòng. Thân thể cái gì đều không thể động, Dương Nghị Vân trong óc chỉ có một câu, muốn xong đời a, lần này ở cái này cự trào chung, khả năng sẽ bị tạo thành xoa bóp. Liền ở hắn trong lúc miên man suy nghĩ, chỉ cảm thấy thân thể bị bắt lên, cũng không có bóp chết hắn. Một trận trời đất quay cuồng chung, Dương Nghị Vân cảm giác cả người một đưa, thân thể hắn mất đi cân bằng. Chạm vào, tựa hồ là bị từ trên cao ném đi xuống, dừng ở trên mặt đất, quăng ngã lão đau, đầu óc choáng váng. Nhưng mà lại trợn mắt, lại là phát hiện đã rời đi bảo khố mật thất, xuất hiện ở một cái khác hoàn cảnh chung. Này! Bị quăng ngã đầu óc choáng váng, nhưng hoàn hồn cũng mau, ngay sau đó Dương Nghị Vân liền nhìn đến nơi này lại là một chỗ đại sơn động, so với phía trước bảo khố mật thất lớn không biết số 5-6 lần không gian. Bất quá chỉ chớp mắt nhìn đến lại là, cảnh tượng lại là làm hắn hít hà một hơi. Vừa nhấc đầu ở hắn trong tầm mắt xuất hiện chính là một đôi thật lớn đèn lồng. Đương nhiên Dương Nghị Vân tự nhiên sẽ không thật sự cho rằng đó là một đôi đại đèn lồng. Vừa rồi ở mật thất thời điểm. Mật thất trên đỉnh xuất hiện vầng sáng lốc xoáy, trực tiếp xuất hiện một con thật lớn móng vuốt,
đem hắn một chút liền cấp bắt đi, hơn nữa hắn không hề phòng kháng chi khí. Này chỉ có thể thuyết minh hắn phía trước ở hồ nước đụng tới quá cái kia cường đại tồn tại xuất hiện. Hiện tại hắn đều có thể đoán được, lúc ấy hắn tiến vào càn khôn hồ lúc sau, càn khôn hồ cũng không có chìm vào đáy nước, mà là bị cái kia cường đại tồn tại, hoặc là nói chính là vừa rồi chảo hắn tồn tại được đi. Hiển nhiên bảo vật chính là toàn bộ cường đại tồn tại bảo vật, càn khôn hồ bị được đến sau, bị đối phương trực tiếp ném vào bảo khố chung. Mà hắn ở mật thất đối tường đá công kích động tính, lại là kinh động cường đại tồn tại, lúc này mới bị đối phương một chút bắt được nơi này. Hiện tại nhìn đến một đoạn này huyết hồng đại đèn lồng, Dương Nghị Vân phản ứng đầu tiên là đôi mắt. Đối mặt bực này tình huống hắn ở tu chân giới đã sớm trải qua quá, một ít cường nhắc nhở khổng lồ yêu tu đôi mắt nhìn lại chính là đại đèn lồng. Đây là Dương Nghị Vân ánh mắt đầu tiên nhìn lại thị giác. Quả nhiên nhìn kỹ, hắn liền hít hà một hơi, ở trước mặt hắn 10 cái quái vật khổng lồ tồn tại. Một cái toàn thân tuyết trắng, sinh lần đầu một sừng, lù nước giống nhau thô tráng thân hình lượn vòng một đại đoàn, nhìn ra đều có gần 100 mét trường, sau lưng sinh trưởng có một đôi tuyết trắng thịt cánh, bụng có một đôi long chảo, diện mạo thoạt nhìn giống xà nhưng Dương Nghị Vân xác định cũng tuyệt đối không phải xà sinh linh. Đây là cái gì tồn tại? Là tiên thú, vẫn là hung thú. Dù sao là yêu tộc. Nhìn xem móng vuốt, Dương Nghị Vân liền xác định, vừa rồi xuất hiện cự chảo chính là vừa rồi chảo hắn cự chảo. Lúc này chỉ nghe qua thần ma điểu thứ này mở miệng nói, ngoan ngoãn đây là một cái một sừng hai cánh long a, này ngoạn ý không phải đã sớm diệt chủng sao, như thế nào ở chỗ này sẽ xuất hiện như vậy một cái đâu, hỗn tiểu tử thoạt nhìn ngươi có đại phiền toái, thật đúng là đại la cấp bậc tồn tại a. Một sừng hai cánh long, cũng là long tộc, Dương Nghị Vân trước nay chưa từng nghe qua cái toàn bộ tên. Chuẩn xác mà nói là viễn cổ trong long tộc biến dị chi long, có thần long huyết mạch. Nhưng lại ở nào đó phương diện càng thêm thiên phú dị bẩm, cũng có một cái khác thế nhân đa số không biết tên côn long. Tiểu tử ngươi cũng đừng đem long tộc nghĩ đến quá cường đại vô biên, ở viễn cổ thời đại, có rất nhiều thần thú chút nào không cần long tộc kém, thậm chí càng cường đại hơn. Liền vậy ngươi trước mắt này một sừng hai cánh long tới nói, nó biến dị chính là rất mạnh, thành niên một sừng hai cánh long, thực lực chính là sẽ không so trong long tộc cường đại nhất thần long kém, mạnh hơn rất nhiều đều long tộc. Long tộc ở viễn cổ thời đại chính là chủng tộc rất nhiều. Giống bực này biến dị long tộc có kỳ lạ thiên phú thần thông tồn tại, không thể khinh thường, từ hơi thở thượng phán đoán hẳn là một cái còn không có thành niên một sừng hai cánh long, này không phải hung thú, là có trí tuệ tiên thú. Trong truyền thuyết ở viễn cổ thời đại một sừng hai cánh long là đi theo yêu tổ Côn Bằng tồn tại, chỉ tiếp theo Côn Bằng cùng nhau tiêu thanh không để lại dấu vết, không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên còn có thể gặp phải một cái. Khó được A thần ma điểu lúc này giống như là một cái lịch sử chuyên gia giống nhau giống như cái gì đều biết. Nghe thần ma điểu giảng thuật, Dương Nghị Vân nhưng thật ra cảm giác mới mẻ, côn long tên này nghe tới liền rất có khí phách. Bất quá Dương Nghị Vân hiện tại không quan tâm trước mắt quái vật khổng lồ là cái gì gọi là gì, hắn càng quan tâm chính là kế tiếp làm sao bây giờ. Dựa theo thần ma điểu này chỉ tạp mao điểu cách nói, trước mắt một sừng hai cánh long, từ hơi thở thượng phán đoán chính là đại la cấp bậc tồn tại. Đối mặt loại này cấp bậc tồn tại, hắn là nhất định điểm nắm chắc cũng không có. Hiện tại vấn đề là có thể hay không tránh được này một kiếp, đây mới là mấu chốt. Đừng vô nghĩa, ngươi liền nói có biện pháp nào không đối phó cái này cái gì côn long a? Dương Nghị Vân gầm nhẹ thần ma điểu. Không thành niên, nó hiện tại còn chỉ có thể xem như một sừng hai cánh long, côn long đó là sau trưởng thành tên. Cái này mấu chốt thượng thần ma điểu như cũng không quên sửa đúng Dương Nghị Vân mấy vấn đề này. Ngọa tào tạp mao điểu đều khi nào, ngươi còn sửa đúng này đó, lão tử hỏi ngươi có biện pháp gì không đối phó nó, tiểu gia không có nhất định điểm biện pháp, ngươi muốn làm điểm tâm không thành. Dương Nghị Vân đối thần ma điểu giống giận. Ngươi cái nhược kê có phải hay không ngốc a? Điểu gia ta nếu là có thực lực, đã sớm làm phiên ngươi, còn có thể làm ngươi ngược đãi lão tử. Ngươi cũng chưa biện pháp, lão tử có cái điểu biện pháp a. Ngươi sợ cái con khỉ a, một sừng hai cánh long nếu là muốn giết ngươi. Sớm mẹ nó ở vừa rồi liền một chảo niết bạo ngươi, có thể phóng tới hiện tại a. Nói nữa, đến bây giờ ngươi không thấy được nó đều không có động thủ ý tứ sao? Thần ma điểu cũng đối Dương Nghị Vân gầm rú. Dứt lời lúc sau này chỉ hỏi đề điểu lại bổ sung một câu nói, sợ cái mau, đợi lát nữa xem tình huống một sừng hai cánh long nếu là thật muốn giết ngươi, trực tiếp tiến vào ngươi không gian còn không phải là, nói đến nơi đây, ngươi nhìn xem có thể hay không trước đem lão tử thu vào ngươi trong không gian đi.
dù sao lão tử không có pháp lực không thể giúp ngươi gấp cái gì không phải. Dương Nghị Vân đối này chỉ tạp mau điều xem như hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Nửa ngày cũng chưa nói chuyện, đại định chú ý bất hòa này chỉ tạp mau điều nói chuyện, nói thêm gì nữa hắn sợ bệnh tim đều đứt hơi ra tới. Tưởng chính mình tránh né thanh tịnh cửa sổ đều không có. Bất quá tạp mau điều có một chút chưa nói sai, mãi cho đến hiện tại này một sừng hai cánh long đều không có đối hắn động thủ, đây là tạm thời là an toàn. Lại còn có một chút tạp mau điều cũng chưa nói sai, có thể tiến vào càn khôn hồ không gian đi. Phía trước bị một sừng hai cánh long chảo là bởi vì hoàn toàn không có phản ứng lại đây, hiện tại lại là không giống nhau, hắn có chuẩn bị, liền tính này một sừng hai cánh long muốn động thủ hắn có thể ở một niệm lúc sau trực tiếp trốn vào càn khôn hồ không gian đi. Bất quá Dương Nghị Vân cũng biết, tránh né không phải biện pháp, hắn tổng không thể nhiều cả đời ở càn khôn hồ không gian đi. Cho nên Dương Nghị Vân đầu óc nhanh chóng vận chuyển lên, nếu này một sừng hai cánh long hoặc là nói bằng long đến bây giờ đều không có đối hắn động thủ, đã nói lên tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Tiếp được hẳn là nếm thử này cùng này một sừng hai cánh long câu thông mới hảo.